sân bay Yến Kinh, Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành vai kề vai đứng ở cửa đón của sân bay, khiến cho không ít những cặp mắt của những cô gái trẻ và những tên háo sắc dính chặt không rời. Mùa hè ở Yến Kinh đến rồi, những chiếc váy ngắn dạng tơ tằm trở thành xu hướng chủ yếu ở trên phố. Lệ Khuynh Thành bận trên mình một bộ đồ công sở bằng tơ lụa mát mẻ màu bạc, khiến cho đôi gò bồng đảo của nàng càng thêm đầy đặn, nở nang hơn. Chiếc tất da chân hoa văn màu đen ôm gọn từ gót chân lên đến đùi, mặc dù có tác dụng che lại, nhưng vẫn phơi ra ngoài, lại càng gây sự chú ý của những con mắt muốn tìm tòi của những người đàn ông kia. Người phụ nữ này vừa bảo vệ được bản thân đồng thời lại có sức lôi cuốn đàn ông một cách chết người. Chiếc áo dài trên người Tần Lạc cũng được thay ra, giờ đây hắn mặc trên mình một chiếc áo dài dạng lụa tơ tằm màu trắng. Chiếc áo này là Lâm Hoán Khê mua cho hắn, nhưng lại phối với bộ đồ của Lệ Khuynh Thành rất chi là ăn ý cả về màu sắc lẫn chất vải, trở thành một bộ đồ tình nhân một cách đương nhiên. Chất liệu tơ tằm có phần bó sát, Tần Lạc nhìn nổi bật giữa đám đông với một phong thái phong lưu phóng khoáng của một văn sĩ. Nếu cầm theo một chiếc quạt nữa thì nhìn không khác gì nhân vật Hương Soái Sở Lưu Hương trong truyện cổ Long. Đây là một thời đại kinh tế bằng mắt, cũng là một thời đại thực sắc. Bất luận đó là những cô gái xinh đẹp hay những anh chàng đẹp trai thì đều được một nhóm người đông đảo theo đuổi. Tất nhiên, Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành đã quen với sự đãi ngộ như vậy rồi, vì thế nên họ quen với việc bị người ta nghị luận, soi mói, thậm chí nhắm mắt làm ngơ với việc bị người ta chụp hình, cứ đi giữa một đám người bàn luận xôn xao. Anh có biết vì sao mà người đàn ông lại đáng hận nhất không? Lệ Khuynh Thành hỏi. Người đàn ông không có tinh thần trách nhiệm, Tần Lạc nói. Khi nói những lời này, hắn cũng cảm thấy có chút chột dạ. Có lẽ là tinh thần trách nhiệm của hắn đều thể hiện trong những việc để chấn hưng trung y, vì vậy mà tinh thần trách nhiệm của hắn đối với phụ nữ thì chẳng còn lại là bao. Không phải vậy, Lệ Khuynh Thành lắc đầu nói tiếp, người đàn ông nào giả bộ ngốc nghếch mới là đáng hận nhất. Em không phải là đang nói anh đó chứ? Tần Lạc cảnh giác hỏi. Thế anh cho là thế nào? Lệ Khuynh Thành hỏi lại, lần này Tư Tuyền đến rồi, anh chuẩn bị đối đãi với cô ấy thế nào đây? Anh và cô ấy chỉ là bạn thôi mà. Tần Lạc cảm thấy bất đắc dĩ nói. Sao em lại cứ quan tâm lo lắng đến những việc như vậy chứ? Tư Tuyền là người bạn tốt nhất của em. Lệ Khuynh Thành nhướng đôi lông mày lên, lườm hắn một cái, nói tiếp, là cô ấy thích anh trước, vậy mà em lại hất tay trên. Chẳng khác nào em là người thứ ba, người đi cướp người đàn ông mà cô ấy yêu vậy. Nếu anh mà không ngủ cùng cô ấy thì trong lòng em cảm thấy áy náy vô cùng. Giờ đây phụ nữ đều lưu manh thủ đoạn như vậy cả, một người đàn ông tốt thật sự là rất nguy hiểm. Em nói thật đó, Lệ Khuynh Thành kéo Tần Lạc gần sát vào người, khẽ ghé miệng vào tai hắn nói, em chưa đặt trước khách sạn cho Tư Tuyền, để cô ấy ở nhà em, tối nay anh cũng đừng về nữa. Chúng ta mở một chai rượu vang, nếu bỏ tí thuốc vào ly rượu của anh thì... Dù gì thì cô ấy cũng thích anh cũng chẳng có lý do gì để kháng cự lại đôi chân dài của cô ấy cả, hai người cứ rượu say làm bừa một lần đi. Như thế thì em cũng coi như là giúp đỡ hết sức mình rồi, cũng coi như là trách nhiệm mà một người bạn nên có, đỡ phải để lần sau cô ấy trách em qua điện thoại. Như thế làm sao được? Tần Lạc kinh ngạc nói. Anh không phải là hạng người như vậy. Những chuyện như dùng thuốc thế này anh không làm được đâu. Anh không dùng thì để cô ấy dùng. Không được, Tần Lạc từ chối, là một người đàn ông, có thể là cầm thú, cũng có thể đến cầm thú cũng không bằng, nhưng nhất định là không được thất đức. Thế thì đổi lại, Lệ Khuynh Thành nói em bảo Tư Tuyền làm cho anh thất điên bắt đảo, sau đó thì ăn thịt anh một cách hợp pháp. Tần Lạc nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy như thế cũng không được. Dù gì thì hắn cũng là bị ép. Còn về phần rốt cuộc là làm những việc gì hay là ai làm những việc đó thì hắn không thể phản kháng lại được, hắn cũng hoàn toàn không biết gì. Đại đa số đàn ông đều là những kẻ đê tiện, mặc dù họ rất thèm muốn được chiếm thân thể của người phụ nữ, nhưng nhiều lúc họ lại không dám làm thế. Trong khi hai người còn đang bàn cãi về những việc mà trẻ em không nên nghe, thì chỗ cổng ra vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt, sau đó một đám người đông đúc bước ra bên ngoài. Bất luận là Trần Tư Tuyền có mặc quần áo thế nào, thay đổi đầu tóc ra sao hay có đội mũ hoặc đeo kính hay không thì Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành đều có thể nhận ra nàng ngay ở trong đám đông. Thân hình nàng cao hết chỗ nói. Giống như là một con phượng hoàng kiêu ngạo đứng giữa một đàm gà nhà vậy, đến cả những người đàn ông đi theo sau muốn theo đuổi nàng mà cũng thấp hơn nàng cả một cái đầu. Nàng mặc trên người một chiếc quần sóc trắng và một chiếc áo thun rộng thùng thình, trên cổ còn đeo một chiếc vòng trang sức mang phong cách Tây Tạng nữa. Mái tóc dài buông thõng,
chiếc kính loại lớn che hết cả đôi mắt đẹp và gần như nửa khuôn mặt của nàng lại. Không có hành lý cồng kềnh gì cả, chỉ có một chiếc túi xách khoản mới nhất được móc vào cổ tay nàng mà thôi. Hình tượng nổi bật, khí chất hơn người, rất có phong thái của một ngôi sao. Tất nhiên là Trần Tư Tuyền cũng đúng là một ngôi sao thực sự. Chỉ có điều là hiện giờ nàng chuyên tâm vào việc kinh doanh hơn mà thôi. Lệ Yêu Tinh, Tần Lạc, Trần Tư Tuyền nhìn ra xung quanh một cái, từ rất xa đã vẫy vẫy tay với Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc rồi, sau đó bước cặp chân dài miên man của mình về phía trước. Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành cũng bước tới nghênh đón, sau đó Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền còn ôm chặt lấy nhau. Tần Lạc đứng ở bên cạnh cảm thấy buồn bực hết sức, mọi người cùng đến đây mà, sao có thể nhất bên trọng nhất bên khinh như thế chứ? Cậu đúng là một con tiểu yêu tinh quyến rũ, bất luận có trang điểm hay ăn mặc thế nào thì mình vẫn nhận ra cậu ở ánh mắt đầu tiên. Lệ Khuynh Thành cười hê hê nói. Hai người cũng thế mà. Trần Tư Tuyền lướt nhìn lên người của Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành một cái rồi nói, lại còn mặc đồ tình nhân nữa. Hai người không sợ người khác đố kỵ à? Ai bảo bọn mình là trai tài gái sắc, một cặp hoàn hảo chứ? Lệ Khuynh Thành cười nói tiếp, người khác nhìn vào thì cho rằng bọn mình là tình nhân, chỉ ngưỡng mộ thôi, không đố kỵ đâu. Câu không đố kỵ là được. Mình đố kỵ để làm gì chứ? Trần Tư Tuyền liếc nhìn Tần Lạc một cái, cười nói. Nàng đi đến trước mặt Tần Lạc, rồi giơ tay ra nhéo nhéo vào mặt Tần Lạc mấy cái, nói, cũng không biết là anh bảo dưỡng thế nào mà da mặt ngày càng mịn màng thế này. Chấm, gạch dưới. Bạn xem, phụ nữ khi lợi dụng để sờ mò đụng chạm cũng có ưu thế hơn đàn ông rất nhiều. Ít ra đàn ông không cảm thấy phiền lòng khi bị người con gái xinh đẹp như Tư Tuyền lạm dụng. Trần Tư Tuyền nhéo mặt Tần Lạc như vậy thì đương nhiên là chẳng có chút gì khiến người ta cảm thấy có gì không ổn. Nhưng nếu Tần Lạc mà làm vậy với nàng ta, bước đến trước mặt nàng rồi nhéo vào mặt nàng một cái, nói em dùng kem dưỡng da của nhãn hiệu gì mà da ngày càng mịn màng thế, thì liệu có bị người ta chửi là đồ lưu manh không? Sao vẻ mặt của anh lại như vậy? Cứ như là em cố tình lợi dụng anh vậy. Trần Tư Tuyền nói xong thì nàng lại đưa tay ra ôm chầm lấy vai Tần Lạc, cười hì hì nói, lâu lắm không gặp, em nhớ mọi người lắm. Mình biết là cậu nhớ anh ấy, nên không đặt trước khách sạn cho cậu đâu. Cậu ở nhà của mình đi, tối nay chúng ta uống với nhau một bữa. Tửu lượng của anh ấy tồi lắm, cậu chuốc cho anh ấy say rồi thì cứ ở đó mà thể hiện niềm nhớ thương của mình đi. Lệ Khuynh Thành chớp chớp mắt nhìn Tần Lạc nói. Lưu manh, Trần Tư Tuyền cho Lệ Khuynh Thành một cái bạt tai rồi sẵn giọng hét lên. Hai nữ một nam vừa nói cười không ngớt vừa bước ra bên ngoài. Tần Lạc vui sướng trước vô số ánh mắt của những người xung quanh. Khi xe vẫn còn lăn bánh ở trên đường, thì điện thoại của Lệ Khuynh Thành đột nhiên reo lên. Alo, Lệ Khuynh Thành dùng Bluetooth để nghe điện thoại, vừa lái xe vừa nghe. Là cô Lệ Khuynh Thành phải không? Từ đầu dây bên kia truyền lại giọng của một người đàn ông xa lạ. Vâng, là tôi đây, Lệ Khuynh Thành nói. Cô là chủ nhân của phòng số 1106 tầng 6 khu Tử Trúc Uyển phải không? Người đàn ông hỏi tiếp. Lệ Khuynh Thành khẽ nhướng đôi lông mày lên, nói, anh rốt cuộc là muốn nói cho tôi biết điều gì? Nàng rất để ý và bảo mật tin tức riêng tư của mình, vì vậy mà những lời của người đàn ông kia đã phạm phải điều cấm kỵ của nàng. Tôi là người quản lý của khu nhà Tử Trúc Uyển, có một đám khói dày đặc thoát ra từ trong căn hộ của cô. Chúng tôi đoán là bên trong đã có vật gì đó bị cháy. Người đàn ông sau khi xác định đó đúng là chủ nhân căn hộ đó thì giọng nói trở nên vô cùng gấp gáp. Bốc cháy, Lệ Khuynh Thành kinh ngạc hỏi lại. Vâng, chúng tôi đã gọi điện cho bên cứu hỏa. Nếu cô cho phép thì chúng tôi sẽ phá khóa phòng cô để vào dập lửa. Được, đập ra đi. Tôi đang trên đường về nhà đây. Lệ Khuynh Thành nói xong thì nhấn mạnh ga đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Cháy rồi sao? Tần Lạc hỏi. Lệ Khuynh Thành nói với giọng bất đắc dĩ. Xem ra tối nay phải tìm chỗ khác để ở rồi. Thế Natasha, cô ấy không sao chứ? Tần Lạc lo lắng hỏi. Lệ Khuynh Thành lườm hắn một cái rồi nói, cô ấy đã dọn đi từ lâu rồi. Ồ, thế thì tốt. Tần Lạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xong rồi lại hỏi, cô ấy dọn ra khi nào vậy? Cả ngày có nhìn thấy mặt mũi anh ở đâu đâu mà lại chẳng không biết những chuyện như thế này. Natasha là ai vậy? Trần Tư Tuyền bò lên sau lưng Lệ Khuynh Thành, tò mò hỏi. Là người phụ nữ của anh ta. Lệ Khuynh Thành nói bây giờ mình không những phải giúp anh ta lo lắng, xử lý công việc ở công ty, mà còn giúp anh ta lo lắng cả chuyện phụ nữ nữa. Tư Tuyền,
cậu nói xem trên thế giới này còn có cấp dưới nào đáng thương như mình không? Như thế mới chứng minh được cậu là người thân thiết của anh ấy mà. Trần Tư Tuyền hơ hơ cười nói, sao anh ấy lại không để những việc này cho mình xử lý chứ? Điều đó nói lên rằng anh ấy vẫn chưa hẳn là hoàn toàn tin tưởng mình. Giao cho cậu xử lý, Lệ Khuynh Thành bĩu môi nói, đến cả cậu còn bị mình xử lý rồi nữa là. Xe đột nhiên bị quẹo sang một bên, đó là vì cánh tay của Lệ Khuynh Thành bị người ta nhéo cho một cái đau điếng. Tần Lạc toát mồ hôi hột. Hai người này là hai người phụ nữ gì không biết, phòng bị cháy rồi, thế mà còn ở đây cười đùa nhau được. Khi đã về đến khu nhà tử Trúc Uyển, thì thấy ở dưới chật cứng người, người nào người nấy đều ngước nhìn lên trên. Lệ Khuynh Thành tìm một người trong công ty quản lý khu nhà này hỏi xong xuôi tình hình, thì biết được rằng lửa đã được dập tắt, không có ai bị thương cả thì mới an tâm. Thang máy đã đóng cửa tạm dừng, chỉ có thể đi cầu thang bộ. Bên ngoài cửa còn có mấy nhân viên phòng cháy chữa cháy đứng đó, cửa phòng mở toang, khóa đã bị đập hỏng, bên trong phòng là một mớ hỗn độn. Mọi người vất vả quá, Lệ Khuynh Thành cảm kích nói. Không có gì, đây là bổn phận của chúng tôi. Một nhân viên phòng cháy chữa cháy nói chúng tôi sẽ cố gắng sớm tìm ra được nguyên nhân gây cháy. Cô kiểm tra lại xem có đồ đạc gì bị mất không. Chúng tôi nghi ngờ là nhà cô có trộm, vì muốn hủy bỏ tội chứng nên đã cố ý gây hỏa hoạn. Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ như vậy rồi, lần này không có ai bị thương thì quả là may mắn, chỉ có một con mèo bị thiêu chết rồi. Mèo. Trong khi ánh mắt của mọi người đều dõi theo đường chỉ tay của nhân viên phòng cháy chữa cháy về phía con mèo nằm chỏng chơ ở góc phòng, thì sắc mặt của Lệ Khuynh Thành trở nên vô cùng khó coi. Tần Lạc biết con mèo đó, nó tên là Mimi. Khi Lệ Khuynh Thành còn chưa quen biết Tần Lạc thì chính con mèo này ngày đêm luôn ở bên cạnh nàng. Chương 646, phụ nữ đẹp quá cũng làm cho người ta có cảm giác không an toàn. Lệ Khuynh Thành bỗng nổi giận đùng đùng. Giống như ngọn núi lửa nằm yên trong mấy trăm năm đột nhiên phun trào vậy. Lần giận dữ này đến một cách đột ngột và cũng vô cùng mãnh liệt. Bảo giám đốc bảo quản khu nhà này vào đây. Lệ Khuynh Thành hét lên. Một người đàn ông trung niên bận bộ đồ đồng phục màu đen, đeo chiếc cà vạt màu xanh bước tới nói, thưa cô Lệ Khuynh Thành. Tôi là người phụ trách khu nhà tử Trúc Uyển này. Tên tôi là Đoạn Quốc Siêu. Vừa rồi người gọi điện thoại cho cô là tôi. Đoạn Quốc Siêu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Căn hộ này sao bỗng nhiên lại cháy lên được? Đây có phải là do các anh không làm tròn trách nhiệm hay không? Lệ Khuynh Thành không còn bình tĩnh, nho nhã như khi trước nữa, mà giống với một con thỏ bị người ta dẫm vào đuôi sau đó nhảy lên đòi cắn người hơn. Cô Lệ, xin cô không nên xúc động như vậy. Tức giận cũng không giải quyết được gì. Chúng tôi cũng đang thúc giục nhân viên tìm ra nguyên nhân gây cháy. Đoạn Quốc Siêu choáng váng trước cái bộ dạng tức giận của Lệ Khu Vân Thành, vì vậy mà giọng nói ông ta cũng nhẹ nhàng hơn ngày thường rất nhiều. Không nên xúc động, Mimi của tôi chết rồi thì sao tôi lại không xúc động được cơ chứ? Anh dựa vào cái gì mà bảo tôi không nên xúc động? Tôi không xúc động thì Mimi của tôi sống lại được chắc. Chấm, gạch dưới gạch dưới. Thứ nhất. Lập tức tìm cho tôi nguyên nhân gây cháy, trong vòng nửa tiếng nữa phải cho tôi được đáp án. Thứ hai xem lại máy thu hình ở thang máy và cầu thang bộ, hành lang xem hôm nay có người lạ nào vào đây không. Thứ ba, phải đưa ra một phương án giải quyết khiến tôi hài lòng, nếu không thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Lệ Khuynh Thành cho dù có ở trong trạng thái nguy cấp thì vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, đưa ra lời yêu cầu của mình một cách rõ ràng. Vâng, vâng. Đoạn Quốc Siêu gật đầu nói, chúng tôi cũng đang làm như vậy rồi, cô Lệ, cô đừng lo lắng quá, cô hãy cứ kiểm tra xem trong nhà có vật gì quý giá bị mất không. Nếu có thì chúng tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát. Lệ Khuynh Thành đi khắp nhà kiểm tra lại một lượt xem có gì bị mất không, ngoài những vật bị cháy và hư tổn ra thì những vật quý giá vẫn còn nguyên vẹn. Những chiếc dây chuyền hay bông tai bằng kim cương đắt giá vẫn nằm im ở chỗ cũ, không hề bị bất kỳ ảnh hưởng nào bởi lần hỏa hoạn này. Đây chắc có lẽ chính là câu mà người ta thường nói, vàng thật không sợ lửa cũng nên. Trong nhà có tài liệu gì quan trọng không? Tần Lạc bước tới hỏi. Không, Lệ Khuynh Thành lắc đầu nói, nhà là nơi nghỉ ngơi, vì vậy mà em rất ít khi đem công việc về nhà. Những tài liệu quan trọng đều được đặt ở viện thẩm mỹ, ở đó có người canh trực ngày đêm, lại còn có chiếc két to lớn khó mà phá giải nổi nữa. Trong nhà không có két sao? Tần Lạc hỏi. Lệ Khuynh Thành bước tới chiếc két ở trong tủ đã được khóa chặt, sau khi ấn mật mã thì chiếc két được mở ra, nàng lôi ra một sập tài liệu rồi lướt mắt đọc một lượt, nói, không mất tài liệu gì hết.
đây đều là mấy phần hợp đồng và một số giấy tờ khác. Thế thì thật là kỳ lạ, Tần Lạc khó hiểu nói, đây không giống với việc bị mất trộm. Đúng vậy, làm gì có tên trộm nào lại ngu ngốc thế chứ, tiền không lấy, máy tính không lấy, vàng bạc đá quý không lấy, đến cả két sắt cũng không mở ra, mà chỉ thả một mồi lửa. Nhưng sao Mimi lại có thể bị đốt cháy được chứ? Tần Lạc cảm thấy kỳ lạ, hỏi, Mimi thông minh, lanh lợi như vậy, cho dù là sau khi bị hỏa hoạn muốn chạy thoát thì cũng là một việc vô cùng dễ dàng, không phải sao? Câu hỏi này của Tần Lạc bỗng khiến cho mọi người phải suy xét lại. Nghĩ một lúc lâu cũng không thấy có kết quả gì. Đoạn Quốc Siêu lúc này chạy lại bên Lệ Khuynh Thành giải thích, nói là không phát hiện ra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, xem lại đoạn ghi hình cũng không ghi lại là có người lạ nào vào trong tầng lầu này cả. Vì vậy mà có thể là do đường dây điện bị phá hỏng hoặc thiết bị điện có công suất lớn bị trục trặc nên mới dẫn đến hỏa hoạn. Lệ Khuynh Thành rất không hài lòng về câu trả lời này, nàng lại hung hăng mắng viên giám đốc nọ một trận xong đâu đó mới cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút. Sau đó nàng nhặt những giấy tờ quan trọng và những thứ đồ quý giá lên, rồi cho viên giám đốc nọ thời hạn là 11 ngày để tu sửa lại căn hộ, nói xong nàng liền kéo Tần Lạc và Trần Tư Tuyền rời đi. Tạm thời không thể sống ở đây được rồi. Lệ Khuynh Thành lại không muốn ở khách sạn, làm thế chẳng khác nào để Tần Lạc dẫn theo hai em xinh tươi đi vào khách sạn vậy, thế là ba người liền quay về Viện Thẩm mỹ Quốc tế Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành có một phòng làm việc kiêm phòng ngủ ở trên tầng 3, nàng còn giải quyết luôn cả Tần Lạc trên chiếc bàn trong căn phòng này. Em vốn rất ghét nuôi thú cưng, vì em nghĩ là trên thế giới này, bất kỳ một loài gì đều nên tự lực cánh sinh hết. Bọn chúng từ bỏ cuộc sống thiên nhiên, từ bỏ bản năng săn bắt mồi của mình để trở thành một đồ vật trong tay con người, để mặc cho con người thích làm gì thì làm, đã thế còn chỉ thích chơi lại ham ăn, cả ngày chẳng làm gì cả. Bất luận là động vật hay là những người như vậy thì đều nên bị người khác coi thường. Lệ Khuynh Thành nói với vẻ mặt bình tĩnh như thường ngày, nhưng giọng nói lại sâu lắng hơn nhiều. Khi nói những lời này thì nàng đã ngồi lên chiếc ghế salon ở trong phòng. Còn một nguyên nhân quan trọng nữa đó là một người phụ nữ đến lo lắng cơm no áo ấm cho bản thân mình còn chưa xong thì làm sao có thể đi phá hoại thế được chứ? Lệ Khuynh Thành tự chế giễu mình nói, hôm đó trong người em rất khó chịu, tâm tình không tốt chút nào, vô tình trong khi đi ngang qua cửa hàng bán thú cưng, thì nhìn thấy Mimi bị nhốt ở trong lồng đang hướng mắt trông ra ngoài. Những con chó và mèo khác đều nằm ườn ra ở trong lồng, không kêu cũng không động đậy hay giãy giụa gì cả, cứ như kiểu để mặc cho số mệnh vậy. Nhưng Mimi thì khác, tiếng nó không to, nhưng lại cứ kêu suốt, móng vuốt của nó rất nhỏ, nhưng lại cố gắng để vươn ra bên ngoài. Nó giống như một đứa trẻ bị nhốt lại vậy, dùng ánh mắt ai oán không cam chịu để nhìn cái thế giới bên ngoài này. Khi nó phát hiện em đang nhìn nó thì nó bỗng im lặng hẳn đi. Em nhìn nó cũng nhìn em, thế là trái tim em trở nên mềm nhũn, rồi quyết định mua nó đem về. Em thấy em và nó rất giống nhau. Đều là những con côn trùng đáng thương biết là mình không có đủ khả năng nhưng lại không ngừng giãy giụa đòi thoát ra khỏi cái mảnh đất đó. Lệ Yêu Tinh, cậu có năng lực, có sắc đẹp, có bộ ngực và cặp mông đầy đặn quyến rũ như vậy thì làm sao có thể là con côn trùng đáng thương được chứ? Trần Tư Tuyền thấy Lệ Khuynh Thành nói với giọng đau buồn như vậy thì nắm lấy tay nàng, an ủi nói. Đúng vậy đó, đâu phải là em đã mất hết đâu, Mimi không còn nữa nhưng em vẫn còn bọn anh cơ mà. Tần Lạc cười nói. Hắn hiểu tâm tình của Lệ Khuynh Thành hơn cả Trần Tư Tuyền, vì hắn đã nghe nàng kể về thời gian trưởng thành đầy u ám của mình. Bất kỳ một đứa trẻ nào trải qua việc như vậy mà không trở thành biến thái lại còn có thể lớn lên khỏe mạnh, rồi du học trở về xây dựng đất nước mình như thế thì có thể coi như là một kỳ tích. Mimi xuất hiện đúng vào lúc Lệ Khuynh Thành đau buồn nhất, sự xuất hiện của nó là vô cùng đúng lúc. Mặc dù nó không biết nói, nhưng nó lại có thể nghe được những lời Lệ Khuynh Thành nói. Nó không thể giúp Lệ Khuynh Thành giải quyết vấn đề, nhưng với sự tồn tại của nó làm cho nàng cảm thấy mình không hề cô đơn. Khi đó Lệ Khuynh Thành không có bạn bè gì cả, chỉ có Mimi luôn luôn ở bên nàng. Khi tính tiền, bác bán mèo nói với em là, đừng đặt tên cho nó. Em hỏi ông ấy vì sao? Ông ấy nói vì nếu đặt tên thì đến khi bị mất sẽ rất đau buồn. Nghe vậy em liền cười lớn. Em hỏi ông ấy là nhìn em có giống với một người mà chỉ vì mất mèo mà đau buồn không? Thế là em đã đặt tên cho con mèo đó là Mimi ở ngay trước mặt ông ấy. Ông ấy chỉ lắc đầu thở dài ngao ngán mà không nói gì hết. Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc một cái rồi cười khổ nói, không ngờ em lại có một ngày buồn bã vì nó như thế này, cứ như một người bạn tốt đột nhiên ra đi vậy. Mèo vốn là bạn của chúng ta mà,
Trần Tư Tuyền cười nói mi mi không còn nữa, nhưng cậu không phải vẫn còn Tần Lạc đó sao? Cứ nuôi anh ấy là được rồi, vừa có thể đánh lại có thể ôm và còn có thể nói chuyện với cậu nữa, đã thế còn là một bác sĩ đa năng và một người chuyên xoa bóp nữa, nuôi một người đàn ông hợp lý hơn nuôi một con mèo nhiều. Lệ Khuynh Thành nghĩ một lát rồi gật đầu nói, cái này có thể xem xét đó. Thế thì cứ định như thế đi. Trần Tư Tuyền hơ hơ cười lớn nói, mình chuẩn bị giấy bút cho hai người chuẩn bị ký kết văn bản bán mình nhé. Trên bàn của mình có bút đó. Lệ Khuynh Thành như làm thật vậy. Nàng lấy chiếc bút chuyên dùng để ký tên, viết lên giấy, trải qua đôi bên bàn bạc kỹ lưỡng đã đi đến quyết định. Lệ Khuynh Thành thu nhận Tần Lạc về để nuôi dưỡng thành vật nuôi cưng, có kỳ hạn là 70 năm. Nếu bên nào muốn hủy bỏ giao ước trước, thì phải cần đến sự đồng ý của đôi bên mới được. Sau khi viết xong, Lệ Khuynh Thành đưa bút và giấy cho Tần Lạc, nói, anh ký tên vào đây. Tần Lạc cho rằng Lệ Khu Vơn Thành chỉ là đùa cho vui thôi nên đã ký tên của mình lên đó. Lệ Khuynh Thành cũng ký tên mình lên, sau đó gấp tờ giấy đó lại một cách cẩn thận rồi nhét nó vào túi sách của mình. Cho đến tận lúc này, Tần Lạc mới cảm thấy có cái gì đó không ổn. Làm xong việc này rồi thì Lệ Khuynh Thành như bước ra khỏi nỗi buồn bị mất Mimi vậy, vô cùng thỏa mãn nói, mình có phải đã quên việc gì rồi không nhỉ? Hình như cậu quên không mời mình ăn cơm đấy. Trần Tư Tuyền vỗ vỗ vào bụng mình rồi nói với bộ dạng đáng thương, mình còn chưa kịp ăn sáng, mình thì lại không muốn ăn thứ đồ khó ăn ở trên máy bay, cứ nghĩ là sau khi đến Yến Kinh thì cậu sẽ dẫn mình đi ăn một bữa no nê cơ, vậy mà vừa đến thì nhà cậu đã gặp hỏa hoạn rồi. Ai, cứ cho là cậu không muốn mời mình đi ăn thì cũng nói thẳng ra cho mình biết, mình mời cậu là được mà. Đồ chết dẫm này, Lệ Khuynh Thành cho luôn Trần Tư Tuyền một bạt tai, mình còn chuẩn bị tối nay sẽ giúp cậu với anh ấy. Cơ, nếu cậu đã nói vậy thì cậu tự đi mà nghĩ cách đi nhé. Trần Tư Tuyền nhìn Tần Lạc một cái rồi nói, mình đâu có những suy nghĩ lưu manh như cậu chứ. Nào đi, đi ăn cơm thôi, mình mời. Thôi để anh mời đi, hai em muốn ăn gì? Là một người đàn ông, Tần Lạc sao có thể im lặng trong trường hợp này được chứ? Trên đường đi tìm đồ ăn, Lệ Khuynh Thành xích lại gần Tần Lạc, khẽ nói, anh nói xem, liệu có liên quan gì đến Natasha không nhỉ? Tần Lạc lắc đầu nói, làm gì có thế như thế được? Cho dù cô ấy có là một người phụ nữ xấu, thì trong nhà cũng đâu có người đâu, cô ấy hà tất phải giở thủ đoạn này? Chẳng lẽ cô ấy lại có thù oán gì với Mimi sao? Hơn nữa, không phải em cũng nói là cô ấy đã dọn đi từ lâu rồi sao? Ai, phụ nữ đẹp quá cũng làm cho người ta có cảm giác không an toàn. Lệ Khuynh Thành thở dài nói. Tần Lạc nhìn sang Lệ Khuynh Thành, rồi lại nhìn sang phía Trần Tư Tuyền, không dám nói gì tiếp cả. Trong một ngôi tứ hợp viện cổ kính, bản nhạc khúc quân hành của nước Trung Quốc vang lên sôi sục. Một người phụ nữ mặc váy dạ hội ngồi trên ghế salon, trên tay là một ly rượu vang, khuôn mặt ngà ngà hưởng thụ bản nhạc đó. Khi bản nhạc kết thúc thì chiếc cửa gỗ mới được mở ra, một người đàn ông mặc bộ vest đen bước tới, hỏi, có cần phải làm như vậy không? Chương 647, vấn đề hóc búa. Natasha đưa ly rượu vang cao cấp được đặt ở trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch, xong đâu đó mới thoải mái nói, tôi đã nói rồi, tôi mới là cấp trên. Ông chỉ là trợ lý của tôi muốn làm gì thì cũng không cần phải đưa cho ông lý do chứ. Phu nhân, tôi không hề có ý mạo phạm gì cả. Đây là lời hỏi thăm của Chủ tịch Lion, hiện giờ vấn đề mà ông ấy quan tâm nhất vẫn là vấn đề phát triển nhanh chóng của Trung Y châu Á, ngày nào cũng dở tờ báo hàng ngày qua số văn kiện mật mà chúng ta gửi cho. Người đàn ông báo cáo một cách nhẫn nại, theo như chế độ cấp bậc nghiêm mật của tổ chức, thì ông ta đúng là không có tư cách gì để can thiệp vào lời nói hay hành động của một cán bộ cấp trên của khách sạn 5 sao. Mặc dù ông ta không hài lòng một chút nào về hành vi và cử chỉ vô cùng lập dị của người phụ nữ này. Nghe thấy đó là ý của ông già đó thì Natasha cũng không thể không có lấy một chút tôn trọng. Nàng chỉ vào ly rượu một cái, người đàn ông liền hiểu ý rót cho nàng một ly rượu vang mới, sau đó nàng lại ực một hơi hết liền, mới nói tiếp, ông quên ngày trước tôi nói gì với ông rồi sao? Cô ấy là một người lãnh đạo rất thích hợp, tôi vốn định kéo cô ấy vào trong tổ chức. Tôi nhớ rất rõ, người đàn ông nói, cô ấy có một chỉ số IQ khá cao kèm theo một trí tuệ nhạy bén và tinh tế. Cô ấy cẩn thận, tỉ mỉ, độ cảnh giác rất cao. Cho dù tôi có tiếp cận Tần Lạc với vết thương là cái giá lớn như thế, nhưng cô ấy vẫn luôn giữ một thái độ rất không tin tưởng tôi. Natasha nằm ngửa người trên chiếc ghế dài khiến cho bộ ngực chắc nịch của nàng nhô hết cả lên vô cùng rõ ràng.
Khi tôi ở trong nhà cô ấy thì tôi đã để ý thấy, tất cả những đồ vật gì của cô ấy đều như được đánh số rõ ràng hết cả rồi vậy. Ngày đầu tiên đặt ở đâu thì đến ngày thứ hai vẫn đặt nguyên chỗ cũ. Tôi không thể dám chắc rằng những tài liệu bị tôi dở ra xem và chiếc két bị tôi mở ra có bị cô ấy phát hiện hay không, điều này quả thật là vô cùng nguy hiểm. Vì vậy mà tôi cần một trận hỏa hoạn xóa sạch những vết tích đó đi, nên khi tôi ra đi, tôi đã bôi lên tủ quần áo của cô ấy nhiệt độ dẫn cháy. Nhiệt độ dẫn cháy là thành quả khoa học kỹ thuật tiên tiến của phòng thí nghiệm Omer, không hề bán ra hay công khai ra bên ngoài. Vì vậy mà rất ít người biết đến nó. Loại nguyên liệu này mà được bôi lên gỗ hay vải thì nó cũng không cháy ngay lập tức, mà sẽ lên men căn cứ vào lượng oxy có trong không khí, có thể sẽ cháy trong vài giờ đồng hồ, nhưng thậm chí sẽ đợi đến vài ngày sau mới bốc cháy. Natasha bôi chất dẫn cháy này khi sắp rời đi, mà một ngày sau đó mới xảy ra hỏa hoạn, vì vậy mà nàng ta sẽ có chứng cứ chứng minh mình không có ở hiện trường. Cho dù có là thiết bị theo dõi của khu nhà thì cũng không thể phát hiện ra được người làm điều này là Natasha, và tất nhiên là cũng chẳng có đối tượng hoài nghi nào khác. Vì mục tiêu gây án từ trước đó, và cũng rời đi từ trước đó, mà sự việc thì đến một ngày sau mới xảy ra. Khoa học kỹ thuật thay đổi từng giây từng phút, vì vậy mà thủ đoạn phạm tội cũng khiến cho người ta khó mà phòng bị nổi. Còn về phần cái chết của Mimi thì hoàn toàn là tình cờ, vì khi Natasha mở tủ bảo hiểm ra thì nó đột nhiên vồ vào người nàng cắn xé như một con chó trong nhà vậy. Trong lúc dây thần kinh đang trong trạng thái căng cứng, Natasha liền xuất ra một quyền, Mimi bị đánh trúng đầu im lặng nằm yên xuống đất, co giật vài cái rồi không động đậy nổi nữa. Thế là nàng ta liền ngụy tạo ra cảnh tượng mèo con bị lửa thiêu cháy. Còn về phần Lệ Khuynh Thành có nổi giận vì một con mèo hay không thì đó không còn là vấn đề mà nàng ta phải suy nghĩ nữa rồi. Ngài Lion sợ phu nhân làm vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Ông ấy thấy Tần Lạc là một người vô cùng nguy hiểm, hy vọng phu nhân sẽ sớm có kế hoạch làm cho hắn ta biến mất. Ngài Lion còn nói, trung y có thể phát triển nhanh chóng trong vòng 2 năm như vậy, thậm chí còn thông được cả đường dây ở Pháp, hoàn toàn là phong trào do một mình hắn ta dấy lên. Hắn ta có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Không những làm vô số fan của anh ta phải điên cuồng chạy theo một phong cách nào đó hoặc một vật thể cụ thể nào đó. Người đàn ông nói, suy nghĩ này của ông ấy đã lỗi thời rồi, Natasha nói, khi mới bắt đầu thì đúng là một mình hắn ta phải chiến đấu, nhưng giờ đây đã có công hội trung y, có một tổ chức trung y hợp pháp cộng thêm một quá trình lưu hành hợp lý và có hiệu quả cao. Cho dù chúng ta giết chết Tần Lạc, giết chết người phụ trách công hội trung y là Lâm Hoán Khê và trợ thủ của cô ấy, thì trung hội trung y vẫn tồn tại. Bọn họ vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu ra những sản phẩm y dược mới nhất và hợp tác thành công với các thương gia, người dân vẫn sẽ mua dược phẩm của bọn họ. Việc mà bọn họ cần phải làm, đó là chọn ra một người lãnh đạo khác có năng lực cho công hội trung y, thế là xong. Thế bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chẳng nhẽ cứ để mặc cho bọn họ khuếch trương như vậy sao? Cái chết của quản tự thật là đáng tiếc, Natasha nói, anh ta là một nhân tài và cũng là người hiểu được lòng dân của nước này nhất. Anh ta biết rằng, chỉ có hủy hoại và tiêu diệt danh tiếng của trung y, làm cho người dân của nước này nảy sinh hoài nghi và không tin tưởng đối với trung y, thì trung y mới bị diệt trừ tận gốc và biến mất luôn trên cái thế giới này. Natasha thở dài một tiếng, nói, anh ta có phần vội vàng với cái lợi trước mắt. Nếu anh ta để sản phẩm ra muộn hơn một chút thì có lẽ chúng ta chẳng cần phải đến Trung Quốc nữa làm gì. Có điều, anh ta làm vậy, cũng có thể là do bị tên nhãi danh kia ép buộc ghê quá cũng nên. Ý của phu nhân là, Đép cũng là một người thông minh, nếu không thì cũng không thể được chọn làm trợ thủ của Natasha rồi. Sau khi nghe được những lời phân tích của Natasha, thì ông ta lập tức hiểu được nàng ta định làm những gì. Không sai, Natasha gật đầu nói chúng ta cần một người hợp tác. Một người Trung Quốc, một người bạn làm ăn thân thiết. Tôi sẽ thu thập danh sách những người thích hợp nhất để phu nhân chọn. Đép nói, không cần đâu. Tôi đã có một người thích hợp cho việc chọn lựa này rồi. Natasha nói. Trần Tư Tuyền bay đến Yến Kinh, là để tham gia hội nghị cao cấp của quốc tế Khuynh Thành do Lệ Khuynh Thành sắp triệu tập. Tần Lạc vốn không muốn tham gia, nhưng Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền làm sao chịu buông tha cho hắn rời đi chứ. Vì vậy nên Tần Lạc cũng tham gia vào hội nghị với danh nghĩa là một cổ đông lớn nhất, một ông chủ to nhất và là một người thu được lợi ích nhiều nhất. Nhưng hắn ta lại ngượng ngùng như một cô bé vậy. Ngồi thu lưu ở góc phòng hội nghị, đầu cúi thấp thầm viết lên bản thảo của mình bài thơ của nhạc phỉ mà hắn thích. Lệ Khuynh Thành là một người làm việc không biết mệt mỏi, nhưng lại là một người chán ghét những cuộc hội nghị lớn,
vấn đề mà chỉ cần hai người giải quyết, thì nàng tuyệt đối sẽ không gọi người thứ ba đến. Nếu không cần thiết thì nàng sẽ không bao giờ triệu tập hội nghị cấp cao cả. Bản thân nàng cũng không tham gia những hội nghị của các chi nhánh công ty. Nàng là người có phương hướng lớn, sách lược lớn của tập đoàn, còn để hoàn thành những chi tiết nhỏ khác ở phía dưới thì sẽ do thủ hạ của nàng phụ trách. Vì thế nên, khi bộ phận tài vụ, bộ phận kinh doanh, bộ phận tuyên truyền, bộ phận nghiên cứu, bộ phận nhân lực, bộ phận phát triển đối ngoại, bộ pháp phụ, v.v. của công ty hội tụ đông đủ, bọn họ nhìn thấy Lệ Khuynh Thành ngồi ở ghế chủ tịch thì có cảm giác vừa kinh ngạc lại xúc động. Từ đó có thể thấy rằng, người phụ nữ này không phải là một lãnh đạo thân thiện với dân. Tần Lạc cũng là hôm NAV mới biết, hóa ra công ty của mình đã phát triển với quy mô lớn đến vậy. Dường như là người của bộ phận nọ bộ phận kia cũng không hề ít chút nào, mà đại đa số là mình chưa gặp bao giờ. Tất nhiên, ngoài tam đại mỹ nhân là Lệ Khuynh Thành, Trần Tư Tuyền và Tổng Giám Đốc Lô Vĩ của công ty Đằng Long ra thì hắn chẳng còn quen ai cả nữa. Cũng may mà ba người đẹp này có thể nói là đứng vào nhất nhì ở trong cái hội nghị này. Tổng Giám Đốc Liễu Huy của Bộ Nhân lực cũng là một người đẹp tuy đã qua thời, nhưng nếu so với ba người bọn họ thì ảm đạm hơn nhiều. Chủ đề chính của buổi thảo luận này chính là vấn đề mở rộng thị trường bột dưỡng da Kim Dũng ở nước ngoài. Lệ Khuynh Thành nói, đấy cũng là một trong những nội dung công việc quan trọng nhất của chúng ta trong tương lai. Phương hướng và chiến lược lớn thì tôi đã định sẵn ra rồi, hiện giờ trên bàn làm việc của mọi người đều có một phần tài liệu, việc mà mọi người cần làm bây giờ đó là điền những nội dung cần thiết vào tập tài liệu này. Không biết có phải là do chịu ảnh hưởng của việc hỏa hoạn và cái chết của Mimi hay không, mà giọng nói của Lệ Khuynh Thành có phần sắc nhọn, đanh thép, sắc mặt cũng lạnh như băng, không hề có lấy một nụ cười trên môi. Bộ phận kinh doanh phụ trách phương án tiêu thụ của sản phẩm, bộ phận tuyên truyền thì phụ trách mở rộng, bộ phận nghiên cứu thì căn cứ vào phản ứng và thói quen sử dụng của thị trường các nước về sản phẩm để tiến hành sửa đổi về mặt thành phần và cách điều chế sản phẩm. Bộ phận nhân lực thì cần làm tốt công việc tuyển mộ nhân viên và đào tạo họ. Bộ phận tài vụ phải cho ra chỗ kinh phí dự tính hợp lý nhất. Bộ pháp phụ chịu trách nhiệm cung cấp luật pháp trợ giúp của các quốc gia thuộc Đông Nam Á, giữ vai trò mấu chốt nhất đó là bộ phận phát triển đối ngoại. Gạch dưới. Ánh mắt của Lệ Khuynh Thành chuyển sang phía Trần Tư Tuyền, nhưng cũng không hề cho cô bạn thân thiết nhất này của mình lấy một nụ cười tươi tắn, nói, trọng tâm của lần nhiệm vụ này chính là ở mấy người, những bộ môn khác chỉ là để cung cấp, giúp đỡ cho bộ phát triển đối ngoại của mấy người mà thôi. Gạch dưới mấy người không những phải làm tốt công việc nội bộ của mình, còn phải thống lĩnh toàn cục nữa. Tôi hiểu, Trần Tư Tuyền gật đầu đồng ý, chúng tôi sẽ làm tốt thôi, cũng hy vọng mọi người nhiệt tình giúp đỡ. Người đẹp đã có lời như vậy thì các bộ môn khác hiển nhiên là sẽ ưng thuận thôi. Đứng trên lập trường của một người làm ăn mà nói, thì tôi mời các vị đến đây để mượn tài năng của các vị phục vụ cho việc kiếm tiền. Nếu làm tốt thì sẽ được thăng chức, tăng lương, còn nếu làm không tốt thì sẽ thanh toán tiền lương rồi ra đi. Lệ Khuynh Thành lướt mắt nhìn một lượt rồi nói với giọng quyết đoán. Tất nhiên là tôi vẫn tiếp nhận lời mời ăn cơm hay uống trà của các vị. Lệ Tổng Giám Đốc cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không làm cho cô phải thất vọng đâu. Đúng vậy đó. Đây không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với Lệ Tổng Giám Đốc, vì vậy mà Lệ Tổng Giám Đốc là người như thế nào chúng tôi cũng hiểu mà. Nếu làm không tốt thì chúng tôi cũng chẳng có mặt mũi nào mà ở lại quốc tế Khuynh Thành này để lĩnh lương hàng tháng cả. Người có tài hoa, có thực lực thì khá là kiêu ngạo. Tần Lạc vốn cho rằng những lời mà Lệ Khuynh Thành vừa nói sẽ làm cho một số người cảm thấy không vui, không ngờ bọn họ không những không phản đối lại lời của Lệ Khuynh Thành mà còn cao giọng hưởng ứng nữa. Tần Lạc không thể không khâm phục Lệ Khuynh Thành, đây được coi như là một thủ đoạn quản lý khác người cũng nên. Mọi người lại tiếp tục thương lượng một số chi tiết nhỏ, khi Lệ Khuynh Thành tuyên bố hội nghị kết thúc thì Liễu Huy ở bộ phận nhân lực bỗng đứng lên nói, Lệ Tổng Giám Đốc, xin dừng bước. Có một vấn đề vô cùng cấp bách, hôm nay nhất định phải có được sự giúp đỡ của cô để giải quyết. Có chuyện gì vậy? Lệ Khuynh Thành ngồi trở lại chiếc ghế, nhìn Liễu Huy hỏi. Với lượng tuyển nhân viên của chúng ta hiện nay thì vị trí trong phòng làm việc của chúng ta đã không thể đáp ứng nổi. Nếu mà mua một tầng lầu nào đó ở các công ty khác thì một số bộ môn khác chắc chắn là sẽ bị phân rời, như vậy thì sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý, không những thế còn tăng thêm tiền vận chuyển nữa. Nhưng nếu không tách rời ra thì quả thực là không có cách nào mà sắp xếp hết cả. Hiện giờ có một số bộ môn đã xuất hiện tình cảnh một bàn hai người ngồi làm việc rồi. Tần Lạc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt khó xử của Liễu Huy, trong lòng hắn cũng cảm thấy đây là một vấn đề vô cùng nhức nhối.
Chương 648, tặng mỗi người phụ nữ một tòa nhà. Đúng vậy, lần trước tôi cũng đã phản ánh với Lệ Tổng Giám Đốc về vấn đề này rồi. Giám đốc Lưu Dịch Tư của bộ phận kế hoạch trong quốc tế Khuynh Thành nói theo. Vấn đề này đúng là không thể kéo dài hơn được nữa. Như thế sẽ ảnh hưởng đến trạng thái làm việc và tính tích cực của những nhân viên mới vào, và còn khiến cho người ta nói này nói nọ. Nếu việc này mà truyền ra ngoài, người ta lại cho rằng quốc tế Khuynh Thành của chúng ta nghèo đến mức không có chỗ cho nhân viên làm việc nữa. Tòa lầu Khuynh Thành là của chúng ta, sao công hội Trung Y lại cứ chiếm lấy không chịu buông tha cơ chứ? Lần trước tôi đã nói chuyện với giám đốc của bọn họ rồi nhưng thái độ của bọn họ vẫn rất ương ngạnh. Đúng đó, gần đây, người của công hội Trung Y và người của chúng ta thường xuyên xảy ra xô xát, mặc dù không có những xung đột lớn nhưng những xung đột nhỏ thì liên tục không ngừng. Nỗi uất ức càng chất càng lớn, như thế cũng không phải là một việc tốt. Lệ Tổng Giám Đốc, chúng ta ký kết hợp đồng với công hội Trung Y là mấy năm vậy? Nếu đến hạn rồi thì bảo bọn họ chuyển đi đi. Nếu không thì chúng ta bồi thường cho bọn họ chút tiền và giúp bọn họ tìm một nơi làm việc khác cũng được. Chứ không thể cứ kéo dài thế này mãi chứ. Khuôn mặt của Lệ Khuynh Thành vẫn dửng dưng không một chút thay đổi, ánh mắt đưa sang phía Tần Lạc. Trần Tư Tu Vền và Lô Vĩ cũng biết ít nhiều về chuyện này, nhưng hai người bọn họ chỉ có thể giả bộ như không biết, cứ cúi gằm đầu xuống vờ nhìn sấp tài liệu mà Lệ Khu Vơn Thành khi nãy phát cho bọn họ. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc này. Cuộc họp hôm nay dừng lại ở đây, Lệ Khuynh Thành nói. Lệ Tổng Giám Đốc, thực sự là không thể kéo dài thêm được nữa. Liễu Huy vội vàng nói, cuộc họp ngày hôm nay của chúng ta mà kết thúc thì bộ phận nhân lực của chúng ta lại phải tuyển nhân viên nữa phải không? Đến lúc đó thì đặt những nhân viên mới ở đâu bây giờ? Tôi sẽ sắp xếp phòng làm việc mới cho bọn họ, Lệ Khuynh Thành nói, bên cạnh không phải còn có một tòa lầu đó sao? Qua bên đó thuê vài tầng để dùng cũng được. Nhưng nếu làm thế thì không tiện cho việc quản lý. Liễu Huy nói, quốc tế Khuynh Thành của chúng ta là một đoàn thể có sức chiến đấu mạnh mẽ, không thể để tách rời người của chúng ta ra được chứ. Đúng vậy, Lệ Tổng Giám Đốc, nếu mà đòi lại được mấy tầng làm việc của công hội Trung Y thì chỉ trong nháy mắt là có thể thỏa mãn không gian làm việc của chúng ta. Hơn nữa, tòa lầu này nếu đã có tên là Khuynh Thành Building thì người vào đây cũng nên là người của chúng ta mới phải chứ. Một phó giám đốc phụ trách kinh doanh cũng lên tiếng nói. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ nghĩ cách, Lệ Khuynh Thành áp chế nói, cuộc họp kết thúc tại đây. Mọi người thở dài một cách bất đắc, đành thu dọn đống tài liệu trên bàn chuẩn bị rời đi. Đợi đã, Tần Lạc lên tiếng nói. Tầm nhìn của mọi người đều đổ dồn lên người Tần Lạc mà không hiểu mô tê gì cả. Khi hắn vừa mới bước vào đây, thì cũng khá là thu hút ánh mắt của mọi người. Vì nói gì thì nói, đây cũng là một cuộc hội nghị cao cấp của quốc tế Khuynh Thành. Vậy mà lại có một người trẻ tuổi lạ hoắc bước vào đây thì chắc chắn là sẽ khiến cho mọi người phải đoán giả đoán non. Nhưng sau khi thấy hắn đi vào mà lại không ngồi bên cạnh Lệ Khuynh Thành mà tìm cho mình một chỗ ngồi ở trong góc khuất, trong lúc hội nghị diễn ra thì hắn cũng không nói một lời nào, giống như một người tàng hình vậy. Vì thế nên mọi người cũng không hứng thú gì với hắn nữa, chỉ cho rằng đó là một người bạn có quan hệ mật thiết với Lệ Khuynh Thành. Tất nhiên là cũng có một số người nhận ra đó chính là thần y Tần Lạc. Người đi cùng Lệ Khuynh Thành đến Paris, và có quan hệ thân thiết đến mức mập mờ với nàng, họ cũng cảm thấy kỳ lạ với việc hắn xuất hiện trong cuộc hội nghị ngày hôm nay, mà một trong những người có suy nghĩ như vậy chính là Liễu Huy. Chỉ là bọn họ không hiểu vì sao mà người đàn ông này lại đột nhiên lên tiếng sau khi buổi họp kết thúc như vậy. Công hội Trung Y sẽ dọn đi, Tần Lạc nói có điều cũng cần phải có chút thời gian. Trong vòng 2 tháng có được không, bọn họ cũng phải đi tìm nơi làm việc mới. Dọn nhà cũng cần đến thời gian mà. Tất cả mọi người đều im lặng không nói câu nào. Ai này đều nhìn Tần Lạc với ánh mắt kỳ quặc, không hiểu vì sao hắn lại nói ra những lời như thế này. Là Tần tiên sinh phải không? Liễu Huy là một người dày dặn kinh nghiệm, nàng bước đến trước mặt Tần Lạc rồi giơ tay ra muốn bắt tay hắn. Vâng, là tôi đây. Tần Lạc bắt lấy tay nàng ta, gật đầu nói. Nghe đến danh tiếng của anh đã lâu, rất hân hạnh được gặp mặt anh. Nhưng tôi có một điều cảm thấy kỳ lạ, đó là vì sao anh lại cho rằng công hội Trung Y sẽ đồng ý dọn ra ngoài chứ? Liễu Huy khó hiểu hỏi. Tôi là hội trưởng của công hội Trung Y, Tần Lạc cười nói, và dĩ nhiên là tôi có quyền quyết định này. Bầu không khí lập tức trở nên khó xử hẳn ra. Tần tiên sinh, xin lỗi anh, tôi không có ý nhằm vào công hội Trung Y, tôi chỉ là muốn nói ra tình hình khó khăn trước mắt cho Lệ Tổng Giám Đốc biết mà thôi.
Lưu Dịch Tư chuyển thế nhanh nhất, ngượng ngùng nói. Đúng vậy, điều này đúng là tình hình thực tế hiện nay. Nếu cứ tiếp tục gây ra mâu thuẫn thì chưa biết chừng sẽ xảy ra những việc mà mình khó mà xoay sở kịp. Ha ha, không ngờ là hội trường của Công hội Trung Y lại ngồi ở trong phòng hội nghị của chúng ta, vậy mà chúng ta còn nói xấu ngay trước mặt của người ta nữa. Ai, việc này phải giải quyết thế nào đây? Tần tiên sinh, chúng tôi không có ác ý gì cả, mong anh bỏ qua cho. Tần Lạc vẫy vẫy tay, nói, không sao, tôi hiểu nổi khó khăn của mọi người. Tôi sẽ giải quyết việc này cho ổn thỏa. Cảm ơn Tần hội trưởng. Liễu Huy cười ha ha nói, cũng may mà hôm nay Tần hội trưởng lại đến phòng hội nghị của chúng tôi, không thì việc này không khéo còn phải kéo dài thêm một thời gian nữa mới giải quyết được. Lệ Khuynh Thành đứng dậy nói, hiếm có được dịp nào mọi người đến đây đông đủ như ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu cho mọi người biết, Tần Lạc tiên sinh không những là hội trưởng của Công hội Trung Y, mà còn là ông chủ của Quốc tế Khuynh Thành chúng ta. Nói theo cách khác thì tôi cũng chỉ là một người làm thuê cho anh ấy mà thôi. Chấm, gạch dưới. Không thể nghi ngờ, những lời này của Lệ Khuynh Thành giống như một quả bom khổng lồ vứt xuống cái phòng làm việc này. Tất cả mọi người đều dùng con mắt khó tin của mình mà nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, cứ như trên mặt hắn đột nhiên có vật gì đó nổi lên vậy. Bọn họ thực sự không ngờ một người trẻ tuổi trầm tĩnh như hắn lại là một ông chủ đứng sau Quốc tế Khuynh Thành. Còn một người được cả giới truyền thông ca ngợi là một nữ vương trong ngành nghề làm đẹp như Lệ Khuynh Thành đây lại chỉ là một người quản lý cao cấp làm việc cho anh ta mà thôi. Điều này thực sự khiến cho người ta phải kinh ngạc. Cuối cùng thì bọn họ đã hiểu vì sao mà Lệ Khuynh Thành lại mời một người ngoài đến tham gia hội nghị mà không nên công khai ra bên ngoài này, hóa ra hắn mới là người có tư cách tham gia hội nghị này nhất, có tư cách hơn bất kỳ người nào ngồi ở đây. Lệ Tổng Giám Đốc, chúng tôi nhất thời không có cách gì chấp nhận được điều này. Liễu Huy là người bình tĩnh hơn những người khác rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn lộ rõ vẻ khó tin, như vậy có thể nói lên rằng công việc bảo mật của Lệ Khuynh Thành làm rất tốt và đồng thời cũng thể hiện rõ sự khen ngợi, tán thưởng đối với một người trẻ tuổi mà lại thành đạt như Tần Lạc. Nếu Lệ Khuynh Thành nói ra chân tướng sự thật, mà mọi người tỏ ra như là đã biết rồi thì Lệ Khuynh Thành làm sao chịu nổi. Đúng vậy, Lệ Tổng Giám Đốc, chúng tôi chưa từng nghe nói tới bao giờ. Lưu Dịch Tư nói. Vì Quốc tế Khuynh Thành không phải là công ty gia nhập vào thị trường chứng khoán, nên không cần thiết phải công bố ra ngoài tỷ lệ cổ phiếu của từng người. Hơn nữa, bản thân Tần Lạc cũng rất khiêm tốn hoặc có thể nói là lười biếng, gần như chẳng bao giờ tham gia bất kỳ hội nghị nào của công ty cả, cũng không giao du gì với bất cứ người cấp cao nào trong công ty, vì vậy mà chẳng có ai biết hắn có địa vị thế nào trong Quốc tế Khuynh Thành cả. Sản phẩm là lá bài chủ chốt của chúng ta hiện nay là bột dưỡng da Kim Dũng là do anh ấy cung cấp mà có. Không có phương thuốc đó thì cũng chẳng có Quốc tế Khuynh Thành của ngày hôm nay. Mọi người đã hiểu chưa? Lệ Khuynh Thành nói. Mọi người lúc này mới hiểu rõ vấn đề, hóa ra Tần Lạc dùng phương thuốc đó để đầu tư nhập cổ đông. Lệ Khuynh Thành nói không sai, nếu không phải do bột dưỡng da Kim Dũng bán chạy như vậy thì Quốc tế Khuynh Thành cũng chẳng có địa vị nổi đình nổi đám trong nước cũng như quốc tế về sản phẩm làm đẹp này. Và dĩ nhiên là bọn họ cũng chẳng thể cơm no áo ấm được. Những người bọn họ đây có thể có được địa vị quan trọng như ngày hôm nay, đại đa số đều là cùng phát triển, trưởng thành với công ty mà ra. Tần Tổng Giám Đốc, rất hân hạnh được quen với anh. Bắt đầu có một số người đi tới làm quen, hỏi han Tần Lạc. Tần Lạc cười nói, đừng gọi tôi là Tần Tổng Giám Đốc nữa, tôi cũng sẽ không đảm nhận bất kỳ chức vụ gì của công ty đâu. Tất cả mọi việc của Quốc tế Khuynh Thành đều do Tổng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lệ Khuynh Thành toàn quyền đảm nhận. Tôi tin vào năng lực của cô ấy, tôi cũng tin rằng dưới sự lãnh đạo của cô ấy thì chúng ta có thể bay càng cao hơn, càng xa hơn. Thực ra là hắn không hy vọng thân phận của mình sẽ bị bại lộ, nhưng Lệ Khuynh Thành đột nhiên cho hắn một chiêu như vậy làm hắn không kịp trở tay, đành chấp nhận bị người ta vạch trần sự thật mà thôi. Sau khi buổi họp kết thúc thì những người trong phòng họp đều đi hết cả rồi, chỉ còn lại ba người Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền ở lại. Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc tủm tỉm cười nói. Liệu anh có không vui không? Không, Tần Lạc lắc đầu nói, anh cũng rất thích cảm giác được người ta vây quanh. Chỉ là anh không hiểu vì sao em lại vạch trần thân phận của anh ở trước mặt bao nhiêu người như vậy. Đó là một niềm tâm tình của người phụ nữ. Lệ Khuynh Thành nở một nụ cười quyến rũ nói, em là thủ hạ của anh, mà nói cho cùng thì cũng là phụ nữ mà. Niềm tâm tình của người phụ nữ, Tần Lạc vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Làm gì có người phụ nữ nào hy vọng người đàn ông của mình bị coi thường chứ? Nếu người đàn ông của mình vô cùng xuất sắc, thì lại càng muốn giới thiệu,
thông báo cho toàn thiên hạ biết hơn ấy chứ, đây chính là niềm tâm tình của người phụ nữ. Trần Tư Tuyền cười hì hì nói. Tần Lạc nhìn nàng với vẻ kinh ngạc, lẽ nào nàng cũng phát hiện ra chuyện trên giường của mình với Lệ Khuynh Thành. Trần Tư Tuyền trợn mắt nhìn Tần Lạc một cái, giả bộ tức giận nói, anh coi em là kẻ ngốc nghếch sao? Hai người thể hiện rõ ràng như vậy mà lại còn mong người khác ngu ngốc đến mức không nhìn ra sao? Hơn nữa, hai người còn ở với nhau bên Pháp lâu như vậy, em không tin anh có thể kháng cự lại được sức lôi cuốn, hấp dẫn của Lệ Yêu Tinh đâu. Lần trước khi em đến, anh còn nhìn trộm ngực và mông của cậu ấy suốt còn gì. Tần Lạc xấu hổ quá không nói được câu gì, chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui luôn vào đó cho xong. Sao đến nàng cũng phát hiện ra việc mình nhìn trộm Lệ Khuynh Thành chứ? Nhưng cũng không thể trách mình được, lúc đó mình vẫn còn là một sử nam băng thanh ngọc khiết, làm sao mà chịu được sức lôi cuốn khi thấy nàng vừa tắm xong lại còn mặc trên người có một bộ đồ lót gợi cảm mỏng tang như cánh tằm đi đi lại lại trước mặt mình được cơ chứ. Hơn nữa, thực ra là hắn cũng không muốn nhìn trộm đâu, nhưng đôi mắt chẳng nghe theo lời sai bảo của hắn gì cả. Vừa mới dừng lại ở trước bộ ngực sung mãn của nàng thì khó mà di rời sang nơi khác. Anh định giải quyết thế nào? Lệ Khuynh Thành thấy bộ dạng lúng túng của Tần Lạc thì chủ động giúp hắn giải vây. Anh sẽ về bàn bạc với cô ấy về việc này. Tần Lạc đáp. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Khi hai bên xảy ra tranh chấp, mình bảo công hội trung y rút lui thì sẽ làm cho người ta có cảm giác là mình yêu thương Lệ Khuynh Thành hơn, hoặc sẽ làm cho Lâm Hoán Khê cảm thấy khó xử. Nhưng vấn đề thì vẫn phải giải quyết, hơn nữa còn cần đến một biện pháp xác đáng. Cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách hay. Khuynh Thành Building được lấy tên của Lệ Khuynh Thành, nếu không có việc gì đặc biệt quan trọng, thì Lâm Hoán Khê sẽ không bao giờ bước vào cái tòa lầu này. Hơn nữa, đây còn là tổng công ty của quốc tế Khuynh Thành, nếu một bên cần phải ra đi thì tất nhiên là công hội trung y rồi. Hay là bọn em dọn đi, Lệ Khuynh Thành nói, một người thông minh, sắc sảo như nàng thì làm sao lại không hiểu được tâm tình của Tần Lạc cơ chứ? Không cần đâu. Tần Lạc phất tay nói, anh sẽ mua một tòa lầu làm nơi làm việc của công hội trung y. Trần Tư Tuyền nhìn Tần Lạc với vẻ sùng bái nói, những phú hào khác đều mua cho mỗi người phụ nữ của mình một ngôi nhà để ở, còn anh thì tặng mỗi người một tòa nhà. Chương 649, anh muốn cả thế giới này đều phải biết đến. Tần Lạc không ăn cơm tối cùng với Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền mà khi cuộc họp vừa kết thúc thì hắn liền gọi đại đầu lái xe đến đưa hắn về biệt thự nhà họ Lâm. Hiện giờ Tần Tranh cũng ở nhà Lâm gia, nếu hắn mà cứ ở bên ngoài suốt thì sẽ làm cho ông lão cảm thấy không vui. Tần Tranh là một người vô cùng truyền thống, ông dặn dò Tần Lạc hết lần này đến lần khác rằng đàn ông nhà họ Tần không được làm chuyện gì có lỗi với người khác. Lâm Thanh Nguyên và Tần Tranh đang ngồi đánh cờ ở dưới mái hiên nhà, hai người đều là cao thủ trong làng cờ đạo, mà kỹ năng của hai người cũng ngang ngửa nhau, lần nào cũng kết thúc bằng một chiến thắng nỗ lực từ bên còn lại. Còn những lần hòa thì nhiều hơn nhiều. Vì cả nửa ngày trôi qua mà bọn họ cũng chẳng có cách nào để kết thúc ván cờ cả, nên chỉ có thể từ bỏ giữa chừng mà thôi. Vì vậy mà mấy ngày Tần Tranh nhập viện, Tần Lạc bảo Lâm Hoán Khê cấm không cho hai ông lão ngồi chơi cờ với nhau, vì hắn lo nếu làm vậy thì ông sẽ bị lao lực quá không tốt cho việc hồi phục sức khỏe. Còn về phần hắn không nói mà để Lâm Hoán Khê nói là vì hai ông lão sẽ không nghe lời của mình, nhưng lại rất nghe lời Lâm Hoán Khê. Chẳng còn cách nào khác. Vì nàng Lâm Hoán Khê ngày nào mà chẳng mặt lạnh như băng thế, làm gì có ai dám chống đối lại nàng nửa lời. Đến cả hai người trưởng bối cũng không ngoại lệ. Một khi Lâm Thanh Nguyên và Tần Tranh mà vào cuộc thì bất kể hoàn cảnh bên ngoài thế nào cũng không làm ảnh hưởng được đến hai người cả, đến cả việc Tần Lạc về đến nhà cũng chỉ là một ánh mắt lướt nhìn một cái mà thôi. Bối bối bỏ ra chiếc ghế bành ở bên cạnh làm bài tập, Tần Lạc đi đến xoa xoa lên đầu của bé, định hỏi xem bé có câu hỏi nào không hiểu không. Thì bé lại giơ tay lên miệng, xuyệt, một cái, ra hiệu cho hắn nói nhỏ thôi. Đừng nói gì, ông ngoại và ông nội đang đánh cờ. Bối bối ghé vào tai Tần Lạc thì thầm nói, giọng của bé nhẹ nhàng êm ái, lại kèm theo một vị dịu ngọt lạ lùng, khiến cho tai của Tần Lạc ngứa hết cả lên. Thế sao em lại được nói? Tần Lạc nhéo chiếc đuôi ngựa trên đầu bé, cười nói. Em sợ anh nói nên em mới dặn anh thế mà. Bối bối nói, ông nội nói. Xem đánh cờ mà không nói gì mới là một người quân tử thực sự. Vì vậy mà bây giờ chúng ta không được nói gì nữa. Em chỉ là một đứa trẻ, cho dù không nói gì thì cũng không trở thành quân tử được chứ. Tần Lạc hê hê cười nói, suy nghĩ của bối bối khác với những đứa trẻ khác rất nhiều, vì gia đình của em không được toàn vẹn, khiến cho tư tưởng của em có phần lớn trước tuổi.
cái kiểu ăn nói chẳng giống ai của một cô bé già trước tuổi đôi khi làm cho người ta cảm thấy chua xót vô cùng, nhưng đôi khi lại làm cho người ta phải ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bối bối nghiêm túc nghĩ một hồi lâu, rồi mới lên tiếng tiếp, hóa ra là ông nội lừa em. Em lại cứ tưởng em không nói gì thì sẽ thành quân tử thật cơ. Làm trẻ con dễ hơn làm quân tử rất nhiều đó. Tần Lạc cười nói, hắn cũng biết là bối bối chắc chắn là không hiểu những lời này là có ý gì. Ồ, mấy người lớn sống thật là mệt, anh và mẹ Hoán Khê cứ bận bịu cả ngày trời, em thấy mà buồn lắm. Đúng là làm trẻ con vẫn thích hơn, chẳng phải nghĩ ngợi điều gì, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, muốn ngủ thì ngủ, vui thật. Bối bối vuốt vuốt khuôn mặt của Tần Lạc, an ủi nói. Hóa ra là em cũng biết là làm trẻ con tốt hơn à. Tần Lạc cười nói, thế thì em phải trân trọng thời thơ ấu của mình đấy. Em trân trọng lắm mà, bối bối nói, nhưng bạn nam trong lớp lúc nào cũng tặng em tẩy này, bút chì này, hay là gọt bút chì này, nhưng em chẳng thèm để ý đến bọn họ. Em bây giờ phải học tập cho tốt, em không muốn yêu đương gì đâu. Tần Lạc chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh kéo dài sau gáy, có cảm giác như có sấm sét rầm vang ở trên đầu vậy. Bối bối mới học lớp 1, chẳng lẽ đã có người theo đuổi rồi sao? Trẻ con bây giờ lẽ nào lại lớn sớm đến vậy? Tần Lạc không biết là mình có nên đến trường nói với cô giáo một tiếng hay không, để bọn họ đề phòng trước vấn đề các em yêu sớm. Mẹ về chưa vậy em? Tần Lạc hỏi. Về rồi à, đang làm cơm kìa. Bối bối đáp, hôm nay mẹ mặc một bộ đồ mới, đẹp lắm đó. Tần Lạc lại xoa xoa đầu của bối bối vài cái, sau đó thì bước vào trong bếp. Hắn phải bàn bạc với Lâm Hoán Khê chuyện công hội trung y phải di rời đi nơi khác. Lâm Hoán Khê mặc mỗi bộ đồ thể thao màu đỏ đang bận bịu ở trong bếp, bộ đồ này là bộ đồ cũ của nàng, rõ ràng đây không phải là bộ đồ mới tuyệt đẹp mà bối bối nói. Tóc nàng được búi gọn lên trên đỉnh đầu, sau đó dùng một chiếc châm cài kẹp lại. Trên cổ thắt một chiếc tạp dề kẻ caro đầy màu sắc, nhìn cái là biết đây là trang phục của một người nội trợ đảm đang. Nhưng kiểu trang phục đời thường này cũng không hề làm ảnh hưởng đến những nét khêu gợi của nàng, như chiếc cổ thon dài, đôi gò bồng đảo và cặp mông đẫy đà kia chẳng hạn. Em đang làm cơm à? Tần Lạc cười hỏi. Lâm Hoán Khê quay đầu lại nhìn thấy Tần Lạc thì tủm tỉm cười nói, lát nữa là có cơm ăn rồi. Không sao, anh vẫn chưa đói. Tần Lạc đến gần Lâm Hoán Khê nói, bối bối vừa rồi đã tố cáo với anh rồi, nói là hôm nay em mặc một bộ đồ đẹp lắm. Trẻ con làm gì có khả năng quan sát gì chứ? Lâm Hoán Khê ngượng ngùng nói. Bất kể một người phụ nữ lãnh đạm hay cao ngạo thế nào thì đều khó mà cự tuyệt nổi lời khen ngợi của người đàn ông mình yêu. Nhưng anh có, Tần Lạc nói, muộn chút em mặc cho anh xem nhé. Lâm Hoán Khê không đáp lại, nhưng cũng không từ chối. Tần Lạc biết rằng, theo như thói quen của nàng thì điều đó có nghĩa là nàng đã đồng ý với lời yêu cầu của mình. Tần Lạc ngẫm nghĩ một hồi xem dùng từ thế nào cho phải rồi khéo léo hỏi, gần đấy công việc có bận bịu quá không? Cũng bình thường thôi, Lâm Hoán Khê nói, tất cả các hạng mục công việc đều đã đi vào quỹ đạo rồi, nhân viên cũng đầy đủ đâu vào đó, vì vậy mà cũng chẳng có quá nhiều việc phải bận tâm đến. Ồ, thế thì tốt, Tần Lạc gật đầu cười trừ nói, đừng có làm quá sức, nếu có việc gì không giải quyết được thì có thể nói ra với anh, chúng ta cùng nghĩ cách. Có câu gì mà người ta hay nói ấy nhỉ? Gạch dưới vợ chồng đồng lòng, tát biển đông cũng cạn. Lâm Hoán Khê lần đầu tiên nghe thấy từ trong miệng Tần Lạc thoát ra hai từ, vợ chồng, đầu nàng loạn hết cả lên, con dao thái rau trong tay nàng cũng không cầm vững nữa, nháy mắt đã cắt phải ngón tay nàng rồi. Á, Lâm Hoán Khê đau đớn kêu lên. Tần Lạc lo quá, vội vã đưa ngón tay nàng vào miệng ngậm một lúc. Cho đến tận lúc này hắn mới nhớ ra trong người mình phải có đến trên dưới 10 vị thuốc có thể sát trùng khẩn cấp được. Có điều Tần Lạc cũng không ngốc đến độ lấy thuốc ra một cách vẽ vời vô ích, như thế không phải là sẽ làm cho người ta có ác cảm là mình cố ý lợi dụng hay sao? Hơn nữa, cái cảm giác khi ngậm ngón tay của người phụ nữ ở trong miệng quả là không tồi chút nào. Còn tuyệt vời hơn cả mút kem. Có đau không? Tần Lạc sau khi thấy tay nàng hết chảy máu thì mới rút ngón tay nàng ra rồi bôi bột dưỡng da kim dũng lên trên vết thương. Thực ra thì những vết thương nhỏ như thế này cũng lành rất nhanh. Căn bản là không cần phải bôi cái bột dưỡng ra đó, nhưng Tần Lạc không thể bạc đãi vợ chưa cưới của mình được chứ. Nếu ngón tay của nàng còn lưu lại vết thương nhỏ nào đó, thì đó không phải vẫn là tổn thất của mình sao? Không đau, hai người gần như đã là vợ chồng rồi, đều đã vai kề gối sát cả gần năm nay rồi, vậy mà Lâm Hoán Khê vẫn chưa quen được những cử chỉ thân mật bộc lộ giữa ban ngày thế này,
không sao đâu, không cần phải bôi thuốc, không lát nữa rửa rau nó lại trôi đi hết bấy giờ. Tần Lạc cất chiếc bình đựng thuốc đi, sau khi rửa sạch tay rồi thì hắn liền cướp lấy con dao trong tay nàng, nói, em đứng ở một bên đi, để anh thái cho. Thôi để em làm cho. Lâm Hoán Khê không nghe theo. Nàng trước giờ chưa khi nào nhìn thấy Tần Lạc vào bếp cả. Để anh làm cho. Tần Lạc cứng đầu nói, chúng ta mà kết hôn rồi thì trong sổ hộ khấu nhà mình anh sẽ là chủ, những việc nhỏ như thế này phải nghe theo anh. Lâm Hoán Khê nghe thấy vậy thì thản nhiên cười nói, thế việc lớn thì nghe theo ai? Nhà chúng ta làm gì có việc gì lớn, Tần Lạc khó khăn lắm mới hài hước được một lần. Lâm Hoán Khê liền cười cười, điệu bộ vô cùng vui sướng. Không phải nàng từ chối tâm sự với Tần Lạc, mà chỉ là nàng không biết nên phải nói gì nữa. Không thể không thừa nhận một điều là nàng rất thích cái cảm giác lúc này. Hoán Khê, Tần Lạc vừa cắt quả dưa chuột trong tay mình vừa gọi. Ừm, Lâm Hoán Khê dịu dàng đáp lại. Công hội trung y gần đây không có chuyện gì xảy ra chứ? Tần Lạc hỏi. Anh nghe nói đến điều gì rồi à? Lâm Hoán Khê nhanh nhỏ hỏi lại. Cũng chẳng có gì, Tần Lạc nói, chỉ là có người nói lại với anh rằng phòng làm việc của công hội trung y có vẻ chật chội, có phải như vậy không? Lâm Hoán Khê im lặng hồi lâu mới lên tiếng, em đã bảo người đi tìm một tòa lầu chuyên dùng để làm phòng làm việc rồi, sẽ dọn ra ngoài nhanh thôi. Tần Lạc im lặng, không ngờ Lâm Hoán Khê lại nhạy cảm đến vậy, không những thế, bất kể chuyện gì nàng cũng biết rõ hơn ai hết. Đột nhiên Tần Lạc cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, chua xót làm sao, có một cảm giác bị đè nén, kiềm chế rất nặng nề. Nàng là vợ chưa cưới của mình, là người phụ nữ thân thiết nhất với mình. Vì vậy mà mình chẳng cần thiết phải tỏ ra thông minh hơn người từ những cái nhỏ nhoi như vậy trước mặt nàng. Tần Lạc thấy mình không những vô sỉ mà còn ngu xuẩn nữa. Hắn bỏ con dao trong tay mình xuống, bước đến trước mặt Lâm Hoán Khê rồi ôm chầm nàng vào lòng, dịu dàng nói, hôm nay anh tham gia một cuộc hội nghị cao cấp của quốc tế Khuynh Thành, bọn họ nêu ra vấn đề phòng làm việc trở nên vô cùng cấp thiết. Bọn họ lo lắng, gấp rút thì bên em cũng vậy, vì thế mà vấn đề này sớm muộn cũng nên tìm cách giải quyết. Em biết, Lâm Hoán Khê nói. Cô ấy bảo để quốc tế Khuynh Thành chuyển đi, nhưng anh không đồng ý. Tần Lạc nói, ý của anh là định bảo công hội trung y chuyển đi, nhưng việc này cũng phải thương lượng bàn bạc với em đã. Em là người phụ trách của công hội trung y, tình hình ở đó em là người rõ hơn ai hết. Em đồng ý, Lâm Hoán Khê nói, quốc tế Khuynh Thành chẳng có lý do gì để chuyển từ Khuynh Thành Building đi chỗ khác cả. Điều này sẽ làm cho giới truyền thông và người ngoài lại phải đoán giả đoán non. Công hội trung y dọn ra là thích hợp nhất, chẳng có ai nghi ngờ điều gì cả. Tần Lạc ôm chặt lấy người phụ nữ thông minh trí tuệ lại biết mình biết người này, nói, anh sẽ mua cho em một tòa lầu và đặt tên là Hoán Khê Building. Gọi là trung y building đi. Lâm Hoán Khê từ chối nói, mục đích của tòa lầu đó là để phục vụ cho việc sử dụng làm phòng làm việc của công hội trung y, chứ không phải là để cho một mình em ở. Trung y building cũng từ đó mà trở thành một cột mốc, có tác dụng tuyên truyền rất tốt. Lâm Hoán Khê lúc nào cũng đứng về phía Tần Lạc hay là công hội trung y để suy nghĩ vấn đề, từ trước tới giờ chưa một lần nàng nghĩ đến việc tranh giành cướp đoạt với người khác thứ gì. Không tranh thì mới thực sự là tranh. Đây cũng là ngu vên nhân mà mấy người Lệ Khuynh Thành gọi nàng là Đông Cung, nơi ở của Thái Hậu thời cổ đại. Vì vị trí của nàng đã khiến cho nàng ở trong thế không thể thua được rồi. Tần Lạc nói. Gọi là Hoán Khê Building đi. Anh không quan tâm đến việc có tác dụng thúc đẩy không đâu, nếu chỉ dựa vào một tòa nhà để tuyên truyền trung y, thì có thể nói lên rằng trung y thực sự là hết thuốc chữa rồi. Anh muốn gắn tên em với công hội trung y vào với nhau, giống như nước Thái Thái Cơ tại Thái Lan vậy, chỉ cần người ta đi đến trước mặt Thái Thái Cơ, là lập tức liên tưởng ngay tới một bà hoàng quyền uy vậy. Anh còn muốn lấy lại quyền sở hữu châm cứu từ tay bọn Hàn Quốc đem nó về Hoán Khê Building, anh muốn nó biến thành một nơi du lịch nổi tiếng. Nếu thế thì sẽ đông người lắm, Lâm Hoán Khê lo lắng nói. Anh muốn cả thế giới này phải biết đến, Tần Lạc tràn đầy tự tin nói. Có chút điên cuồng, liều lĩnh, nhưng lại liều lĩnh một cách đáng yêu. Chương 650, ván bài lật ngửa. Khi Tần Lạc đến phòng làm việc của văn nhân Mục Nguyệt, thì không những có Quả Vương cộng thêm hai thành viên khác, đến cả tên mê gái đại thiếu gia văn nhân Chiếu cũng ăn mặc chỉnh tề ngồi ở đó. Hiếm thấy khi nào trong phòng làm việc của văn nhân Mục Nguyệt lại tập hợp nhiều người đến vậy. Thấy Tần Lạc đi vào thì văn nhân Chiếu lập tức vồ vập chạy đến bên Tần Lạc một cách thân thiết nhiệt tình, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú kia gần như đã rộng đến mang tai rồi, ngọt ngào nói, anh rể,
anh đến rồi à? Ừ, Tần Lạc gật đầu cười nói, hôm nay cậu không phải đến trường sao? Thân phận lúc này của Văn Nhân Chiếu vẫn là một sinh viên khoa tiền tệ quốc tế của Trường Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, có điều số lần cậu ta cúp học nhiều hơn gấp nhiều lần so với số lần lên lớp. Những thầy cô giáo trong trường cũng biết là chẳng có cách nào quản lý cho tốt những anh chàng công tử nhà giàu này cả và luôn giữ thái độ mắt nhắm mắt mở đối với hành vi của bọn họ. Em không muốn đi, Văn Nhân Chiếu nói, những thứ học ở trong trường chẳng có tác dụng gì cả, chỉ bằng đi theo anh rể với chị học hỏi, có khi còn học được nhiều thứ hơn. Tần Lạc vỗ vỗ vào vai hắn, nói, câu nịnh đầm này hay lắm, tiếp tục cố gắng nhé. Văn Nhân Chiếu mừng rỡ, nói, anh rể, anh thực sự thấy rằng em nịnh đầm hay lắm hay sao? Không tồi chút nào, Tần Lạc khẳng định nói, có điều, chị của cậu có thích kiểu này không thì lại là một chuyện khác. Văn Nhân Chiếu quay ra nhìn vào Văn Nhân Mục Nguyệt rồi cũng quyết định không chạy tới trước mặt nàng để hỏi xem ý kiến của nàng ra sao. Thái độ của cậu ta đối với Văn Nhân Mục Nguyệt vừa thân mật lại vừa nể sợ, còn đối với Tần Lạc thì vừa thân mật lại vừa gần gũi. Vì dù gì thì mấy lần dạy bảo của Tần Lạc cũng khiến cho tính cách của cậu ta thay đổi không ít. Ít nhất thì bây giờ khi ở trường học mà Bạch Sầu còn dám khiêu khích cậu ta, thì cậu sẽ dũng cảm đánh lại. Còn khi những cô gái có cặp mông và bộ ngực đồ sộ chạy lại cám dỗ cậu ta thì cậu ta cũng biết cách từ chối. Ngồi đi, Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ vào chiếc ghế salon, nói. Có chuyện gì mà phải gọi anh đến đây vội vã như vậy? Tần Lạc hỏi. Sáng ngày hôm nay, 6 tỷ nhân dân tệ của mỗi nhà Văn Nhân gia và Bạch gia đã thông qua chuyển khoản của ngân hàng, toàn bộ được cho vào một tài khoản chung của một ngân hàng bên Thụy Sĩ. Văn Nhân Mục Nguyệt giải thích, tài khoản này sẽ do hai bên cùng quản lý, nhưng chỉ được dùng để đầu tư vào hạng mục nguồn năng lượng mới mà thôi. Tần Lạc lộ rõ vẻ mặt vui sướng của mình, trong lòng bỗng trở nên nhẹ tênh, nói, cuối cùng cũng cho được vào rồi. Nếu nói như vậy thì bước kế hoạch thứ hai có phải là sắp bắt đầu rồi không? Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu nói, em biết anh thích xem trò vui nên em đã gọi điện bảo anh đến. Trường hợp như vậy sao có thể thiếu anh được chứ? Anh cũng được coi là một công thần trong kế hoạch lần này đó. Tần Lạc cười hê hê nói, chúng ta sẽ bắt tay vào việc gì trước? Quả Vương, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Quả Vương lập tức bước tới mở chiếc laptop mang theo người ra, nói, theo như dự tính của chúng ta, thì sau khi hai bên mỗi bên cho vào 6 tỷ, vốn tiền huy động của Bạch gia đang ở trong trạng thái cạn kiệt, còn Văn Nhân gia thì gần một năm nay tiết kiệm ít chỉ tiêu, lại không đầu tư vào những hạng mục công trình gì to tát nên trong tay Văn Nhân gia còn một số tiền mặt dự trù tương đối lớn. Hiện giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta đánh bại lại chỗ cổ phiếu được tung ra thị trường của các công ty dưới trướng của bọn họ. Chúng tôi đã nói chuyện với bên báo giới của Hồng Kông rồi. Bọn họ cũng sẽ cho ra tin tức không có lợi cho Bạch gia vào thời điểm thích hợp nhất, kéo nó xuống thấp trước sau đó sẽ mua lại, tiếp sau đó lại bán ra, chờ đến khi hình thành và ảnh hưởng một hiệu ứng với quy mô lớn khiến cho những người chơi cổ phiếu khác cũng bán sạch. Như thế thì Bạch gia sẽ chẳng còn cách nào để quay vòng tiền mặt, chỉ còn nước đợi đóng cửa thị trường chứng khoán của mình lại mà thôi. Đơn giản như vậy sao? Tần Lạc không tin vào tai mình, liền hỏi lại. Ai cũng nghe nói Bạch gia cầm đầu nền kinh tế Trung Quốc trong nhiều năm. Vậy mà có thể đánh bại nó một cách dễ dàng như vậy thì không khỏi khiến cho hắn có cảm giác như đang tưởng tượng vậy, không thật chút nào. Minh bại như núi lở. Quả Vương nói, bất luận là ngày trước Bạch gia có ghê gớm, hùng mạnh đến thế nào, thì giờ đây cái đang chờ đợi bọn họ đó là một vận mệnh đang dần kiệt quệ. Hơn nữa, nhất đao chí mạng không phải là do chúng ta đâm mà ra. Tần Lạc gật đầu nói, tôi không hiểu về tiền tệ, chỉ là muốn xem trò vui thôi. Chắc chắn là sẽ không để cho anh phải thất vọng. Quả Vương cười lên đắc ý. Mọi người đang nói cái gì vậy? Sao em không hiểu chút nào thế? Văn Nhân Chiếu bỡ ngỡ hỏi. Nhưng chẳng có ai để ý đến cậu ta, cũng không có ai lên tiếng giải thích. Quả Vương đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói, một giờ rồi. Đến giờ bắt mồi rồi. Quả Bì, anh phụ trách thao tác thiên nguyên hóa công theo đúng như trong kế hoạch. Quả Tử, anh phụ trách thao tác hàng viễn trường đồ. Còn tôi sẽ thao tác thái dương chế cơ. Chúc mọi người may mắn. Quả Vương nói xong thì bắt đầu dùng máy tính và điện thoại hạ các loại mệnh lệnh của mình cho các đoàn thể dưới hắn. Quả Bì và Quả Tử cũng có một đoàn thể giống như vậy. Đây là một trận chiến, một trận mưu chiến đã được tính toán từ lâu. Bạch Phá Cục không được coi là một lãnh đạo chăm chỉ, nhưng tuyệt đối xứng danh một lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm. Hắn sẵn lòng gánh vác trách nhiệm, bất luận đó là tốt hay xấu. Thì hắn cũng không bao giờ trốn tránh.
Đấy là một đức tính cần có của một người thành công, và đấy cũng là khuyết điểm lớn nhất của một người thất bại. Tâm tình của Bạch Phá Cục rất tốt, lo lắng có, chờ đợi có, và còn có một chút thấp thỏm không yên nữa. Bạch Gia nói cho cùng thì vẫn là Bạch Gia. Bọn họ nắm bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vì vậy mà kiểu gì thì hắn cũng sẽ có chỗ đứng thôi. Nếu mượn thêm ông trời 500 năm nữa thì không biết đến lúc đó Bạch Gia sẽ phát triển đến mức độ nào. Ai có thể biết trước được chứ? Còn về những nhân tố không ổn định từ tận đáy lòng kia, thì Bạch Phá Cục giải thích nó là cảm giác lo lắng vì lần rót một cục tiền lớn lần này. Bất kỳ ai sau khi chuyển đi một số tiền lớn như vậy thì trong lòng cũng sẽ nảy sinh một cảm giác mất mát. Hơn nữa, số tiền này còn được rút ra từ trong những hạng mục đầu tư khác nữa. Tất cả các công trình đều mở đường cho sự trỗi dậy của Bạch Gia lần này, và cho nguồn năng lượng mới nữa. Hắn đang xem tập tài liệu về việc dữ liệu trước khuynh hướng phát triển của nguồn năng lượng mới trong 20 năm tới mà kho tàng kiến thức vừa mới đem đến, hắn càng đọc lại càng thấy vui, càng đọc càng thấy xúc động. Chỉ cần có một quả pháo này thôi cũng đủ để đánh lại cả thiên quân vạn mã. Chỉ cần kế hoạch về nguồn năng lượng mới thành công, thì Bạch Gia sẽ lập tức ở vào thế khó mà đánh bại được. Tất nhiên là vẫn còn gia tộc Văn Nhân nữa. Bạch Phá Cục nghĩ, chẳng có lý do gì mà mình lại thua một người phụ nữ cả, hơn nữa lại là một người phụ nữ đang đắm chìm trong chuyện tình ái. Đột nhiên, có tiếng đập cửa dồn dập vọng lại từ bên ngoài. Bạch Phá Cục cau hết mày lại, hắn không thích người nào hấp tấp. Nóng vội, hắn cảm thấy những người như thế không có khí khái, khó mà thành tài được. Vào đi, hắn hét lên. Người bước vào là trợ lý đắc lực Diễn Hành Thọ của Bạch Phá Cục. Hắn đẩy cửa đi vào, còn chưa kịp chào Bạch Phá Cục lấy một câu thì vội vàng bẩm báo. Bạch Tổng Giám Đốc, cổ phiếu của Thiên Nguyên Hỏa Công bị người ta mua vào với số lượng lớn, giá cổ phiếu được kéo lên cao 15% tỷ lệ phần trăm điểm rồi. Ồ, Bạch Phá Cục nhíu mày lại theo thói quen thường lệ. Báo giới có tin tức gì có lợi cho Thiên Nguyên Hỏa Công sao? Không có. Thế thì chắc đang có một vị khách sộp nào đó tính dự trữ hàng rồi. Bạch Phá Cục suy tư nói, điều tra ra người mua là ai chưa? Xem là có ý đồ gì? Đó là một khách hàng người Hồng Kông, thân phận thì tạm thời chưa xác định rõ. Diễn Hành Thọ nói, việc gì bất thường thì chắc chắn là bên trong đó có vấn đề. Bạch Phá Cục không hề cảm thấy vui vì cổ phiếu của công ty mình tăng giá. Đôi lông mày rậm rạp của hắn nhíu chặt lại với nhau, có tin tức gì khác nữa không? Văn Nhân Gia và Tần Lạc đều rất hiên ắng, không hề có bất kỳ hành động gì khác thường cả. Thế thì thật là kỳ quặc, Bạch Phá Cục nói, chúng ta hiện giờ phải chờ đợi xem thế nào, nhưng bất kể lúc nào cùng phải chuẩn bị công tác dập lửa cho thật tốt. Thưa vâng, Điền Hành Thọ nói, Bạch Tổng Giám Đốc, chúng ta có cần vứt ít cổ phiếu ra đánh dập bọn chúng không? Không cần thiết đâu, Bạch Phá Cục nói. Nếu bọn họ muốn mua thì để cho họ mua đi, tạm thời thì xem ra cũng chẳng có gì bất lợi với chúng ta cả. Tôi hiểu rồi, Điền Hành Thọ đáp lại, sau đó liền vội vàng đi ra ngoài. Khi Bạch Phá Cục chuyển tầm mắt của mình trở lại với đống tài liệu, hắn cũng không còn tâm trí nào mà đọc chúng nữa. Hắn đẩy ghế ra, đứng dậy đi đi lại lại với một dáng vẻ phiền muộn, sau đó lấy chiếc áo vest ở trên giá áo xuống rồi bước nhanh xuống lầu. Không biết là có chuyện gì. Nhưng cái cảm giác thấp thỏm không yên ở trong lòng hắn ngày một trở nên dữ dội. Hắn phải đi gặp Văn Nhân Mục Nguyệt, người bạn đồng minh thân thiết của hắn trong vài năm tới. Hắn phải xác định lại thời gian xây dựng và thời gian sử dụng phòng làm việc cho nguồn năng lượng mới với nàng một lần nữa, hắn muốn làm cho niềm tin của mình được nhiều hơn nữa. Ngày trước hắn thích lái xe một mình, vì đối với hắn mà nói thì lái xe cũng là một thú vui. Hắn thích cái cảm giác chạy nước rút một cách bạo lực đó. Nhưng ngày hôm nay đây thì hắn lại đột nhiên mất đi cái nhã hứng đó, mà lại gọi thẳng một tên vệ sĩ đến, sau đó ngồi ra sau xe tên vệ sĩ đó lái tới. Đến Hoàn Cầu Building, Bạch Phá Cục nói. Hắn rút chiếc di động của mình ra, đang định gọi điện cho Văn Nhân Mục Nguyệt để hẹn gặp nàng, vậy mà không ngờ đúng lúc này tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Vừa mới đưa lên nghe thì thấp giọng nói lo lắng của Điền Hành Thọ, Bạch Tổng Giám Đốc. Cổ phiếu của Hằng Viễn Cường Đồ và Thái Dương Chế Cơ cũng bị người ta mua vào với số lượng lớn. Bọn họ nhân lúc chúng ta đang chú ý đến Thiên Nguyên Hỏa Công thì đã mua vào không ít cổ phiếu lẻ của Hằng Viễn và Thái Dương. Bạch Phá Cục day day huyệt Thái Dương, hắn có một dự cảm không được tốt cho lắm. Để Thiên Nguyên Hỏa Công bỏ một ít ra nhử xem sao. Bạch Phá Cục nói, đừng có nhiều quá. Vâng, Điền Hành Thọ đáp lại, sau đó thì cúp điện thoại. Không đến 2 phút thì điện thoại lại một lần nữa reo lên,
người gọi đến vẫn là Điền Hành Thọ, Bạch Tổng Giám Đốc, Thiên Nguyên Hóa Công đã bỏ ra 200.000 cổ phiếu, chỉ trong nháy mắt đã được bọn họ bỏ một số tiền lớn ra mua mất. Bỏ thêm 500.000 nữa ra, Bạch Phá Cục cố kìm nén sự tức giận của mình lại. Nói, hắn nhớ đến hàng chữ trong phòng đọc sách của ông nội, mỗi Lâm đại sự hữu tính khí khi gặp phải chuyện hệ trọng thì cần hết sức bình tĩnh. Hắn giữ vững sự yên lặng, giữ vững sự trấn tĩnh của mình. Vì chỉ có như thế, hắn mới có cơ hội lội ngược dòng giành chiến thắng. Hắn phải thử một lần nữa, điều tra cho ra bọn chúng là ai và mục đích của bọn chúng là gì. Khi chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên thì ngón tay Bạch Phá Cục có phần run rẩy. Nếu ai không để ý kỹ thì không thể thấy được, ngoại trừ bản thân hắn ra. Bạch Tổng Giám Đốc, 500.000 cổ phiếu cũng bị bọn họ mua trong chớp mắt. Giọng của Điền Hành Thọ lại một lần nữa vang lên, lúc này hắn ta không còn vội vã như trước nữa mà lại trở nên yên tĩnh. Có thể nhận thấy được là hắn cũng cảm thấy đang có nguy hiểm đến gần. Tôi về ngay bây giờ đây, Bạch Phá Cục nói. Hắn cúp điện thoại, mặt xa sầm lại nói với tài xế, quay về. Giống như một dũng sĩ, kiên định và dứt khoát. Chương 651, tứ bề khốn đốn. Nếu như công ty không có những nhân tố như các hạng mục mua bán có giá cả vô cùng có lợi hoặc những thông tin tốt lành về việc phát triển ảnh hưởng tới công ty, thì cổ phiếu của nó sẽ không có chuyện tăng giá nhanh như vậy. Hơn nữa cổ phiếu của ba công ty chứng khoán của tập đoàn Bạch Gia bỗng nhiên cùng một lúc tăng giá vùn vụt như vậy thì chứng tỏ là đang có người muốn nhắm tới ba công ty này làm mục tiêu để đánh úp. Hoặc có thể nói là bọn họ muốn tấn công vào Bạch Gia. Bạch Gia chưa bao giờ xảy ra tình trạng nguy hiểm như hiện nay, nó áp đến vô cùng đúng lúc không sớm cũng không muộn, vì nếu đến sớm một tháng thì Bạch Gia vẫn còn đủ tiền dự phòng, đến muộn một tháng thì Bạch Gia sẽ có được một nguồn vốn đầu tư rất lớn để đổ vào đó. Vậy nhưng, tại sao lại xảy ra vào đúng lúc này? Bạch Phá Cục không phải là thằng ngu, mà ngược lại hắn rất am hiểu về thị trường chứng khoán, nếu không phải như vậy thì Bạch Lão Gia đã không giao toàn quyền xử lý cho hắn giải quyết mọi vấn đề rồi. Cơn nguy kịch này áp đến có vẻ trùng hợp quá mức, điều này có những khả năng như dưới đây. Thứ nhất, các thông tin về hạng mục hợp tác của hắn với nhà văn nhân đã bị người khác biết rõ. Biết rõ Bạch Gia đã rút một khoản tiền lớn đầu tư cho hạng mục này làm cho ngân quỹ bị hao hụt dẫn tới việc các tập đoàn có tiền ở nước ngoài nhòm ngó, nhân cơ hội tiêu diệt Bạch Gia. Thứ hai là, nâng giá cổ phiếu của Bạch Gia chính là Tần Gia, vì chỉ có Tần Gia mới có khả năng đó, Tần Tung Hoành chắc chắn đã biết được kế hoạch đầu tư của hắn với Văn Nhân Gia, do vậy Tần Tung Hoành mới đứng sau giở trò trả thù. Thứ ba, đây chính là âm mưu của Văn Nhân Mục Nguyệt, đột nhiên đâm sau lưng người ta một nhát. Nhân cơ hội hạ gục Bạch Gia. Hai khả năng đầu thì có thể hiểu được, vẫn có thể vớt phát được tình hình, nhưng nếu đây là khả năng thứ ba thì Bạch Gia đúng là đang ở trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Lẽ nào cô ả băng giá lạnh lùng kia lại là một người thâm độc như vậy? Bạch Phá Cục xoa xoa hai huyệt thái dương của mình để thư thái một lúc, sau đó hắn cầm lấy di động gọi cho Văn Nhân Mục Nguyệt, nhưng vừa định bấm gọi thì hắn lại chần chừ. Chờ một chút, mình phải thể hiện phong độ của một người hợp tác chân chính mới được. Bạch Phá Cục thầm nghĩ, ít ra thì hắn cũng muốn biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đi nhanh hơn một chút đi, Bạch Phá Cục sốt ruột giục tài xế của mình. Tài xế của Bạch Phá Cục cũng không biết làm thế nào vì đường xá giao thông của Yến Kinh vô cùng tấp nập, cho dù không phải là giờ cao điểm nhưng vẫn cứ tắc đường ầm ầm. Tiếng chuông di động vang lên, như có một dự cảm không tốt bỗng nhiên ùa đến. Tiếng chuông di động cũng đủ làm cho Bạch Phá Cục cảm thấy đinh tai nhức óc khó chịu vô cùng. Bạch Phá Cục vừa đưa máy lên nghe thì giọng của Điền Hành Thọ đã vang lên, Bạch Tổng Giám Đốc. Bọn chúng bây giờ đã bất ngờ tung bán cổ phiếu ra khắp thị trường rồi, các cổ phiếu của Thiên Nguyên Hóa Công, Hằng Viễn Trường Đồ, Thiên Dương Chế Cơ đều bán ra với số lượng vô cùng lớn, điều này làm cho rất nhiều dân chơi cổ phiếu cảm thấy hết sức lo sợ. Nếu như chúng ta không kịp thời ngăn chặn, e rằng sẽ phát sinh các vấn đề nghiêm trọng khác. Bạch Phá Cục nghe xong chỉ biết đau khổ nhắm nghiền hai mắt lại, đúng như hắn dự đoán đối thủ đã bắt đầu ra tay rồi. Lẽ nào bọn chúng nghĩ rằng bọn chúng mua chỗ cổ phiếu đó là có thể ép phe được cổ phiếu của cả ba công ty của mình hay sao? Mua vào cho tôi, bọn chúng bán bao nhiêu chúng ta mua bấy nhiêu, Bạch Phá Cục nói. Vâng, Điền Hành Thọ đáp. Sau khi gác máy, Bạch Phá Cục gọi điện liên hồi để huy động vốn liếng, chỉ cần có trong tay tiền mặt thì mình vẫn có thể rót nó vào ba công ty kia được. Đây là một trận chiến với đồng tiền thật sự. Ai tiền nhiều hơn thì người đó sẽ là kẻ giành thắng lợi. Khi về đến phòng tác chiến của tổng bộ,
các nhân viên ở đây đang bận tối mắt tối mũi. Mấy tháng nay các nhân tài trong công ty mới bắt đầu sử dụng trí tuệ của bọn họ để bảo vệ cho công ty của Bạch gia. Có những người này Bạch Phá Cục mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Hắn đi vào lầu 2 đến một căn phòng khá rộng, nơi đây có rất nhiều màn hình, trông chỗ này giống với các sàn giao dịch chứng khoán ở Thẩm Quyến vậy, nhưng nó lại yên tĩnh hơn ở Thẩm Quyến rất nhiều. Nơi đây người thì không ngừng gõ bàn phím kêu lên tanh tách, người thì đứng trước màn hình hết viết đơn rồi lại truyền đơn đi, còn có người thì không ngừng cầm điện thoại đưa ra những mệnh lệnh yêu cầu cho cấp dưới thi hành. Điền Hành Thọ cũng có mặt ở đây, hắn đứng cạnh một người đàn ông mắt xanh tóc vàng, họ đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Ngài Rose, tình hình có thể cứu vãn được không? Bạch Phá Cục tiến tới lên tiếng hỏi người đàn ông ngoại quốc kia. Rose là một người có 1/3 huyết thống Trung Quốc ở trong người. Ông ta là người đã từng làm việc cho Hiệp hội Jaguar lớn nhất trên thế giới, là người mà Bạch Phá Cục đã tốn rất nhiều tiền mới lôi kéo về đây làm việc cho hắn. Rose như là một ông vua trong những cuộc chiến qua mạng như thế này, ông ta từ trước đến giờ là người phụ trách chính các vấn đề về cổ phiếu cũng như đầu tư của Bạch gia. Ông ta tuy là người được nhị thúc mời tới, nhưng Bạch Phá Cục lại rất xem trọng Rose, vì ông ta thực sự là người vô cùng tài giỏi. Khó, Rose lắc lắc đầu nói. Chỉ trong vòng vỏn vẹn có mười mấy phút mà bọn họ đã bán ra ngoài một số lượng cổ phiếu lớn hơn hẳn của chúng ta. Điều đó có nghĩa là bọn họ đã có sự chuẩn bị từ trước, chỉ chờ đến ngày hôm nay là phóng ra toàn bộ. Ai mà biết được, trong tay bọn họ có bao nhiêu cổ phiếu của cả ba công ty của chúng ta cơ chứ? Bạch Phá Cục nghe vậy thì nhướng lông mày lên hỏi, vậy anh có ý kiến nào hay để giải quyết không? Nếu như trong tay của tôi có đủ tiền thì chỉ cần bọn họ bán thì chúng ta sẽ mua. Bọn họ mua thì chúng ta bán lại với giá cao. Nếu mà làm vậy thì chúng ta vẫn rất có lợi. Rose nói, vậy nhưng Điền Tiên Sinh vừa nói cho tôi biết chúng ta không đủ tiền để. Bạch Phá Cục nghe vậy gắng gượng cười nói, đúng vậy. Tôi vừa mới đầu tư vào một hạng mục tốn rất nhiều tiền, trong tay đúng là không có nhiều cho lắm. Ồ, vậy thì đúng là chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Rose thở dài nói, một tập đoàn lớn như vậy mà vốn lưu động lại thiếu hụt thì vô cùng nguy hiểm. Bạch Phá Cục cũng không muốn giải thích cho cái gã Tây này biết rằng hạng mục đầu tư kia có ý nghĩa quan trọng với Bạch gia như thế nào nữa. Nó giống như là quả sầu riêng, gai góc đầy người, chỉ cần chạm vào là sẽ bị nó đâm cho đau rát, nhưng đối với một người sắp chết đói thì quả sầu riêng cho dù có gai bằng sắt thì họ vẫn phải ăn, vì họ không còn sự lựa chọn nào khác. Rose, tôi sẽ cố gắng điều động vốn, tôi có quan hệ rất tốt với 4 ngân hàng lớn tại Trung Quốc, tôi nghĩ bọn họ sẽ không từ chối giúp đỡ chúng ta. Việc anh cần làm bây giờ là phát huy hết khả năng của mình dập cho mấy con sói tham lam kia vỡ mõm cho tôi là được. Bạch Phá Cục tức đến nổ máu mắt hằn học nói. Nếu như tôi có đủ tiền thì sẽ không thành vấn đề. Rose gật gật đầu đáp. Bạch Phá Cục nghe xong vỗ vỗ lên vai Rose khích lệ, sau đó quay người bỏ đi. Hắn đi vào một ăn phòng ngay bên cạnh đó ngồi xuống hít một hơi thật sâu, sau đó lại rút di động ra. Người hắn tìm đầu tiên trong danh bạ điện thoại đó là Phó Tổng Giám đốc Lưu của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, ông ta là người bạn rất tốt của hắn, cũng là một đối tác lâu năm của Bạch gia. Nhưng khi nghe điện thoại thì đầu dây bên kia lại là giọng của một người phụ nữ. Xin chào, anh muốn tìm ai? Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia ngọt ngào vang lên, nhưng Bạch Phá Cục lại cảm giác nó nhạt như nước ốc. Tôi muốn tìm Phó Tổng Giám đốc Lưu, Bạch Phá Cục nói. Xin lỗi anh. Phó Tổng Giám đốc Lưu vừa sang Âu Châu công tác, di động của anh ấy để quên ở văn phòng. Bạch Phá Cục chẳng buồn nói câu chào tạm biệt và dập luôn máy, gọi vào số riêng của Phó Tổng Giám đốc Lưu. Số thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, hoặc có thể dùng tin nhắn. Bạch Phá Cục nghe mà tuyệt vọng vô cùng. Hắn dập luôn điện thoại gọi cho Lưu Tổng Giám đốc của Ngân hàng Kiến thiết Trung Quốc, tuy quan hệ của hắn với người này không được thân thiết cho lắm. Nhưng với tầm ảnh hưởng của Bạch gia thì chắc là anh ta sẽ chu cấp cho một ít tiền ứng phó thôi. Xin hỏi ai đó ạ? Cuối cùng cũng có người nhấc máy, Bạch Phá Cục như tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm. Tổng Giám đốc Lưu, chào anh, em là Bạch Phá Cục. Bạch Phá Cục có một chút khó chịu vì hắn biết trong máy di động của anh chàng họ Lưu này rõ ràng là có số di động của hắn, vậy mà bây giờ con alo xin hỏi ai đấy ạ? Ồ, Phá Cục đó hả? Xin lỗi. Anh đang bận chút việc không để ý đến tên của người gọi đến. Sao hôm nay chú em Phá Cục lại có nhã hứng gọi cho anh thế? Lưu Tổng Giám đốc xuề xòa nói. Đại ca, thằng em này có chuyện muốn nhờ anh đôi chút. Bạch Phá Cục đi thẳng luôn vào vấn đề,
vì hắn bây giờ không có thời gian mà ngồi tán dóc nữa rồi, thằng em của anh mấy hôm trước có hợp tác với nhà văn nhân, trong tay không đủ vốn để huy động mà em thì lại đang cần tiền, đại ca có thể giúp em được không? Bạch Phá Cục nghĩ rằng một mình tầm ảnh hưởng của hắn vẫn chưa đủ, nên mới lôi thêm nhà văn nhân vào cho nó hoành tráng, hai nhà đại gia này hợp tác với nhau thì ai cũng phải kiêng nể mấy phần. À chuyện này hả, anh chàng họ Lưu nói, nhưng anh bây giờ lại giang ở tỉnh khác, hay là anh cho em số điện của lão Phùng nhé, em cứ gọi cho lão ta hỏi thử xem sao. Đại ca, em đang rất cần tiền, hay là đại ca cứ giúp đỡ em trước đi, em sẽ đem đồ ra thế chấp cho anh. Bạch Phá Cục sốt ruột nói. Phá Cục à, chúng ta tuy có quan hệ với nhau nhưng đó cũng chỉ là hai người chúng ta thôi, chứ việc công vẫn phải theo trình tự hết. Anh không hề nghi ngờ nhân phẩm của em chút nào, nhưng anh bây giờ đúng là đang ở tỉnh khác, anh đúng là cũng không biết là em đang xảy ra chuyện gì mà gọi điện cho anh gấp vậy. Ha ha, anh bây giờ ngồi lên cái ghế này cũng không phải dễ dàng gì, anh cũng phải có trách nhiệm với dân chúng trong cả nước chứ, phải không? Hay là anh gọi cho lão Phùng cho em, rồi để hai người bọn em cùng bàn bạc trước. Chấm, gạch dưới Bạch Phá Cục chỉ muốn chửi cho thằng cha đều cáng này một trận, nói chuyện với lão Phùng, ông ta làm gì có quyền huy động số tiền lớn như vậy cho mình đâu, rồi cuối cùng ông ta cũng vẫn phải chạy đến chỗ của mày xin cái dấu đỏ còn gì nữa. Bạch Phá Cục đứng dậy đi ra quầy rượu lấy một bình rượu vang đỏ, hắn mở nắp nốc cạn đến nửa chai, sau đó lại tìm đến hai nhà ngân hàng trong danh bạ điện thoại để gọi điện. Hắn không tin rằng với danh tiếng nhà họ Bạch của hắn lại chỉ vì thiếu tiền mà bị người khác chơi đều đến phá sản như vậy được. Khi hắn chưa kịp tìm ra số của hai ngân hàng kia, thì cánh cửa của căn phòng này đột nhiên mở ra. Điền Hành Thọ hớt hơ hớt hải chạy vào nói, Bạch Tổng Giám Đốc, có chuyện rồi. Không chờ cho Bạch Phá Cục kịp lên tiếng hỏi, Điền Hành Thọ đã đưa cho hắn một xấp tài liệu rồi nói. Thiên Nguyên Hóa Công vừa bị Cục Môi Trường chỉ đích danh để công kích. Họ vừa ra lệnh công ty ngừng hoạt động vì ô nhiễm môi trường. Thiên Nguyên Hóa Công lúc này lại đang bị các tập đoàn quốc tế công kích, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bạch Phá Cục nghe xong thì nổi giận đùng đùng, hắn vu tay đấm vào chiếc bàn mặt đá hoa cương kêu rầm lên một tiếng khô khốc. Mặt bàn sau cú đấm trời giáng đó nứt ra kêu tanh tách. Chương 652, nhận thua. Tổng cục bảo vệ môi trường đã bao giờ điểm danh phê bình đến Thiên Nguyên Hóa Công? Đã bao giờ nói là phải ngừng sản xuất để chỉnh đốn lại? Đây là bài báo của tờ báo vô lương tâm nào vậy? Tôi nhất định phải tố cáo cho nó phá sản mới thôi. Tôi phải để cho bọn họ đều phải đi ăn xin, tất cả đều phải đi ăn mày. Bạch Phá Cục tức quá quát ầm lên. Mái tóc ngắn dựng ngược cả lên, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt vốn có phần điên cuồng thì giờ đây càng trở nên man dợ hơn. Đến cả một trợ thủ đắc lực như Điền Hành Thọ đã đi theo hắn bao nhiêu năm nay cũng cảm thấy có phần sợ hãi. Hơn nữa, gân ở tay hắn cũng hiện rõ hơn, chỉ một quyền như thế mà chiếc bàn cầm thạch đã bị nứt ra rồi. Đấy còn là người không? Đây là cầm thú mà. Bạch Tổng Giám Đốc, tôi đã cho người đi điều tra về việc này rồi, những thứ mà bọn họ đăng lên cũng không phải tất cả đều là nói láo. Cục Bảo vệ Môi trường đúng là có người đã nói vậy. Nhưng mà họ không đứng trên danh nghĩa của Cục Bảo vệ Môi trường, mà là đứng trên danh nghĩa của ông ta. Điền Hành Thọ nem nép giải thích nói. Thế là ý gì hả? Bạch Phá Cục hỏi lại, đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này đột nhiên báo giới lại dở chứng đăng tin lung tung như vậy, nếu mà như thế thì cổ phần của Thiên Nguyên Hóa Công chắc chắn sẽ rớt một cách vô cùng thê thảm. Đến lúc đó, không chỉ bị tên đối thủ vô hình kia đánh gục, mà tất cả những người mua cổ phiếu của Thiên Nguyên Hóa Công cũng sẽ bán tống bán tháo số cổ phiếu trong tay họ đi mất. Đến lúc đó thì chắc chắn Thiên Nguyên Hóa Công sẽ rơi vào một tình thế vô cùng nghiêm trọng. Phá sản chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cục trưởng Lý Khải của Cục Bảo vệ Môi trường khi tiếp nhận phỏng vấn của báo giới cũng đã nhắc tới tên của Thiên Nguyên Hóa Công, nói rằng công ty này nên là công ty lá cờ đầu trong công cuộc bảo vệ môi trường, và đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện tình hình phát triển của đất đai. Vậy nhưng, khi lời nói này vào trong tay của bọn báo giới thì nó lại biến thành Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường đang chỉ trích Thiên Nguyên Hóa Công. Bọn chúng làm như vậy không phải là đang chụp mũ vu oan cho chúng ta hay sao? Điền Hành Thọ căm giận nói. Âm mưu, đây là một âm mưu. Bạch Phá Cục nghiến răng ken két nói, tại sao ngày trước không có báo giới đến phỏng vấn, mà lại nhằm vào đúng lúc này đến phỏng vấn cơ chứ? Tại sao ngày trước Cục Bảo vệ Môi trường không chỉ trích, phạt đền Thiên Nguyên Hóa Công đi mà lại phải chờ đến tận ngày hôm nay? Tại sao Cục Bảo vệ Môi trường nhắc đến rất nhiều tên của các công ty khác, mà bọn báo giới lại chỉ nhăm nhăm vào Thiên Nguyên Hóa Công để làm dùm beng lên?
vậy chúng ta có cần gọi điện cho Cục Bảo vệ Môi trường bảo bọn họ đứng ra giải thích không ạ? Điền Hành Thọ nói, tất cả đã muộn rồi, có cố cứu vớt cũng không kịp nữa rồi. Bạch Phá Cục mệt mỏi nói, tất cả các bước mà bọn chúng bày ra đã được tính toán vô cùng kỹ lưỡng, bọn chúng chắc đã dự chủ kế hoạch này từ lâu lắm rồi. Khi Bạch Phá Cục vừa mới dứt lời, thì cánh cửa phòng của hắn được mở toang ra, trợ lý của Điền Hành Thọ mồ hôi mồ kê nhễ nhại hớt hơ hớt hải chạy tới nói, bọn chúng đã bán ra như một bọn điên, tất cả mọi người cũng bán ra hết rồi, vốn của chúng ta không đủ để xoay vòng, chúng ta không địch lại nổi nữa rồi. Thiên Nguyên Hóa Công lẽ nào bị đứt nhanh chóng như vậy? Bạch Phá Cục không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Hơn nữa, hắn có dự cảm rắc rối vẫn chưa chấm dứt ngay, mà nó chỉ mới là bắt đầu. Nếu như Thiên Nguyên Hóa Công tiêu tùng, thì Hằng Viễn Trường Đồ và Thái Dương Chế Cơ chắc cũng sẽ tiêu tùng theo nốt thôi. Nếu như cả ba công ty này bị người khác nuốt chửng vậy thì cái thế của Bạch Gia chắc chắn sẽ không còn nữa, và dĩ nhiên các sản nghiệp khác của Bạch Gia chắc chắn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là kế liên hoàn của bọn chúng, vòng này quấn lấy vòng kia, một vòng bị ảnh hưởng thì vòng khác cũng bị ảnh hưởng theo. Bọn chúng đang dần dần nuốt gọn Bạch Gia đây mà. Bọn chúng là ai? Bọn chúng rốt cuộc là ai? Bạch Phá Cục đưa tay lên xoa xoa hai má của mình rồi quay sang Điền Hành Thọ nói, anh cứ đi làm việc của mình đi. Chúng ta cố gắng thì chắc là sẽ vượt qua được thôi. Bất luận như thế nào chúng ta vẫn phải gồng mình chống chịu đến khi sàn chứng khoán kết thúc. Vâng, Điền Hành Thọ đáp, nhưng anh ta vẫn không có ý rời đi, Bạch Tổng Giám Đốc, anh. Gạch dưới. Điền Hành Thọ thấy thái độ của Bạch Phá Cục đang từ lửa giận đùng đùng đột ngột chuyển thành im lặng. Một sự im lặng đáng sợ làm cho anh ta có một cảm giác vô cùng bất an. Tôi không sao đâu, Bạch Phá Cục xua xua tay nói. Chờ cho Điền Hành Thọ đi rồi, Bạch Phá Cục mới kéo cái ghế tới rồi ngồi xuống. Bây giờ phải làm sao đấy? Vốn thì không đủ, đến cả ngân hàng cũng không cho vay mượn nữa, lẽ nào đã hết thuốc chữa rồi hay sao? Đến cả ngân hàng cũng quay lưng lại với mình, thì mình có đi tìm những đối tác khác e rằng cũng sẽ bị từ chối thôi. Từ cổ chí kim đến giờ những người hảo tâm có lòng hiệp nghĩa ra tay giúp đỡ người khác vô điều kiện vô cùng ít, còn những kẻ thừa cơ hôi của, thừa nước đục thả câu, đổ thêm dầu vào lửa thì đầy rẫy ra. Muốn bọn chúng ra tay hiệp nghĩa giúp đỡ Bạch Gia thì có lẽ lợn đã có thêm cánh bay được rồi. Bạch Phá Cục là một nhân vật tâm cơ như vậy, thế mà bây giờ phải cam chịu một cách khổ nhục. Vì bản thân mình Bạch Phá Cục có thể nhẫn nhịn được, vì Bạch Gia thì hắn cũng có thể làm được. Chần chừ đôi lúc Bạch Phá Cục liền rút lấy máy di động của mình rồi bấm số. Rất nhanh ở đầu dây bên kia đã có người nhấc máy, đó là giọng nói sang sảng của một người đàn ông, vừa thân mật lại vừa có phần nịnh bợ Bạch Phá Cục, Bạch đại thiếu gia. Sao cậu lại có thời gian gọi cho ông chú này thế? Chú ơi, cháu bây giờ có chuyện muốn nhờ chú. Bạch Phá Cục cười nói. Đại thiếu gia, sao cậu lại nói thế? Có chuyện gì cứ việc nói cho chú biết. Chúng ta là người một nhà cả mà đúng không? Giọng người đàn ông kia giả bộ tức giận nói. Nếu như là ngày trước thì Bạch Phá Cục cảm thấy vô cùng buồn nôn, bởi vì khi hắn gọi cho người khác, thì ai cũng dùng cái giọng này nói chuyện với hắn cả. Nhưng trong tình hình hiện nay thì những lời nói như thế này này lọt vào tai hắn lại làm cho hắn có cảm giác được an ủi bội phần. Trên thế gian này, tất cả mọi thứ đều nằm dưới sự điều khiển của quyền lực và tiền bạc. Chỉ cần có trong tay hai thứ này thì bạn sẽ có được sự nể trọng của người khác. Chú ơi, có người đang đánh lén Bạch Gia, bây giờ cháu đang rất cần tiền để xoay vòng. Bạch Phá Cục nói. Bao nhiêu? 1 tỷ nhân dân tệ. Người đàn ông ở đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, cứ như là bị con số này làm cho sợ hãi ngã ngửa ra đằng sau rồi vậy. Một lúc lâu sau, người đàn ông kia mới lên tiếng nói, một số tiền lớn như vậy, sao cậu không đi mượn ngân hàng ấy? Thường là ngân hàng sẽ cho cậu mượn hết thôi. Chúng ta đều là dân buôn bán với nhau, không cần phải chơi nhau như thế này chứ. Mấy người cháu gọi bao gồm gã họ Lưu và họ Lưu đều nói không ở trong Yến Kinh, nhất thời không liên lạc được, cháu lại đang rất cần tiền. Gạch dưới cháu biết là chú cũng có chút tiền, chính vì thế mà cháu mới gọi điện tới để nhờ chú. Bạch Phá Cục gắng gượng cười nói. Ngay cả bản thân hắn cũng biết nụ cười của hắn vô cùng khô cứng và đau khổ. Nhưng may mà không có ai nhìn thấy nụ cười khủng khiếp này của hắn cả. Phá Cục à, cậu cũng biết đấy, Thừa Phong có cái không bằng lòng với cậu, số tiền lớn như vậy, tôi cũng không thể nào làm chủ được. Gạch dưới giọng nói của người đàn ông này đã thay đổi, xưng hô cũng tỏ ra xa cách, điệu bộ cũng đã bắt đầu ậm ừ,
cứ như là ông ta trùm lên ống nói của mình một tấm vải mỏng vậy, làm cho người nghe cứ cảm thấy lùng bùng khó chịu. Vậy thì việc ngày hôm đó là do cháu đã sai. Bạch Phá Cục cười nói, có cơ hội thì cháu sẽ mời Thừa Phong đi ăn cơm rồi xin lỗi cậu ấy. Thừa Phong chính là cậu con trai của người đàn ông này, cũng là tổng giám đốc của công ty ông ta, chỉ vì Bạch Phá Cục điều tra ra cậu ta nâng giá của tập đoàn họ Bạch bán cho mấy công ty ở dưới nên Bạch Phá Cục đã cho cậu ta mấy cái bạt tai. Nếu như không phải là người đàn ông này đứng ra xin xỏ, thì có lẽ hắn đã đập cho cậu ta thành tàn phế rồi. Và dĩ nhiên cái thù ngày hôm đó, hôm nay đã có dịp đáp trả rồi. Ha ha ha, Thừa Phong cũng vừa mới về, đây là chuyện của bọn trẻ các cậu cứ từ từ mà nói chuyện với nhau nhé. Người đàn ông đó cười nói và pha lẫn một điều gì đó vô cùng sung sướng và mãn nguyện. Tiếp đó Bạch Phá Cục nghe thấy tiếng điện thoại được truyền sang tay của người khác. Hắn biết là con trai của ông chú của hắn đang ngồi ở đó từ rất lâu rồi, hiển nhiên cuộc hội thoại giữa hắn và ông chú đã để cho người này nghe thấy hết. Bạch Phá Cục à, giọng người đàn ông kia vang lên pha lẫn một chút khinh bỉ và đắc thắng. Là tôi đây, Bạch Phá Cục nói, Thừa Phong, khi nãy tôi có nói chuyện với chú là chuẩn bị mời cậu ăn bữa cơm. Ăn cơm cũng chỉ là cái cớ, mà mượn tiền mới là thật đúng không? Giọng người đàn ông kia vang lên lạnh lùng. Tôi đang cần gấp lắm, Bạch Phá Cục cười nói, điệu cười của hắn trông vừa băng giá lại vừa dữ tợn. Bạch Phá Cục à, anh nghĩ rằng tôi liệu sẽ cho anh mượn tiền không? Giọng của người đàn ông kia nâng cao lên the thé nói, ngày trước anh làm nhục tôi trước mặt bao nhiêu người, anh có nghĩ cho tôi không? Tôi đã có lúc nghĩ rằng cả đời này tôi không thể nào trả thù nổi anh, cả đời này chỉ biết để anh đè nén dẫm đạp lên mà thôi. Nhưng thật không ngờ ông trời lại mở mắt để anh gặp phải cảnh lụi bại này, anh ngày trước chưa từng bị người khác từ chối đúng không? Cảm giác bị người khác làm nhục đúng là thật khó nuốt đúng không? Đúng là rất khó nuốt, Bạch Phá Cục cười nói, con sói đi ngàn dặm đường để tìm con mồi của mình, còn con chó đi ngàn dặm đường chỉ để tìm. Mày trả thù tao thì cũng chỉ làm cho mày bỏ tức một chút mà thôi. Mà kiểu báo thù này của mày chẳng qua cũng chỉ là mấy lời nói khó nghe với vẫn chẳng làm tao bị làm sao cả. Nhưng mày nên nhớ rằng chờ đến khi tao trả thù rồi thì cái công ty của mày chỉ có nước phá sản, mày chỉ có nước cút ra ngoài đường mà ăn xin. Cho tao gửi lời hỏi thăm ông chú của tao nhé. Không chờ cho đối phương kịp nói thêm câu nào, Bạch Phá Cục liền cúp luôn điện thoại. Cốc cốc, cánh cửa phòng của Bạch Phá Cục vang lên, sau đó nó được mở ra nhẹ nhàng. Người vừa bước vào này làm cho Bạch Phá Cục trông thấy đã dựng thẳng người chạy tới. Bạch Phá Cục nói, sao ông lại đến đây vậy? Không sai, ông lão Bạch chỉ kính ẩn cư lâu năm nay lại tái xuất giang hồ. Ông mặc một chiếc áo màu xám chống gậy, sắc mặt trầm tĩnh bước tới. Đi sau lưng ông là gã điên Bạch Tàn Phổ, hắn nhìn Bạch Phá Cục cười cười, không biết là hắn cười thông cảm với ông anh họ Bạch Phá Cục của mình hay là cười đều về sự thất bại của hắn ta nữa. Sao thế, đã chịu thua rồi sao? Bạch Chỉ Kính đi đến chỗ ngồi của Bạch Phá Cục ngồi xuống rồi nói. Cho cháu 1 tỷ, Bạch Phá Cục nói, chỉ cần 1 tỷ thôi là cháu có thể xoay chuyển được tình thế. Sao, cháu định lấy tiền đóng quan tài của ông ra đánh cược hả? Bạch Chỉ Kính nói. Đây không phải là đánh cược mà là chữa cháy. Bạch Phá Cục không cam tâm nói, cháu chỉ cần 1 tỷ tiền xoay vòng vốn thôi. Phá Cục, cháu háo thắng quá, Bạch Chỉ Kính trầm ngâm nói. Cháu chỉ là không thích thua cuộc mà thôi, Bạch Phá Cục nói. Cháu đến cả đối thủ của mình là ai mà cũng không biết, thế mà định rót tiền vào để đối chọi với chúng hay sao? Nếu như không rót vào thì chúng ta sẽ thua càng thê thảm hơn. Bạch Phá Cục cố gắng giải thích. Từ con số 0 hay con số 1 bắt đầu thì có gì khác nhau đâu, nếu như thắng cuộc thì chúng ta vẫn là số 10. Không thắng được đâu, Bạch Chỉ Kính lắc lắc đầu nói, trận chiến này chúng ta đã thua rồi. Là ai vậy? Bạch Phá Cục vung nắm đấm lên tức giận nói. Văn Nhân Mục Nguyệt, Bạch Chỉ Kính nói, lần này chúng ta bị con danh đó chơi đều sau lưng rồi. Sao lại là cô ấy được cơ chứ? Bạch Phá Cục nói, cô ấy giống với chúng ta, đều đầu tư 6 tỷ rồi. Nhà Văn Nhân làm gì có chuyện còn nhiều tiền như vậy cơ chứ? Nếu như cộng thêm nhà Tần ra thì sao hả? Bạch Chỉ Kính cười nói, giọng của ông lúc này trở nên lạnh lẽo sắc lẹm như lưỡi dao lam cắt ngang họng của Bạch Phá Cục vậy. Chương 653, bữa yến tiệc mừng thắng lợi. Ba nhà đối đầu, đề phòng lẫn nhau mới là nền tảng vững chắc nhất. Bất luận là hai nhà Tần Bạch hay Tần Văn Nhân hoặc Bạch Văn Nhân hợp tác,
liên minh với nhau thì đều có thể phá bỏ cái bố cục thăng bằng hiện giờ, khiến cho cái bố cục đó rơi vào tình trạng không thể kiểm soát được. Đối với Bạch Gia mà nói thì việc mà họ quan tâm nhất không gì khác ngoài việc Tần Gia và Văn Nhân Gia hợp tác với nhau. Nếu là như vậy thì cho dù Bạch Gia có không chuẩn bị gì hay là chuẩn bị kỹ càng thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Huống hồ lần này bọn họ dàn binh bố trận thành tầng tầng lớp lớp, đánh cho Bạch Gia trở tay không kịp. Bị đồng minh phản bội phẫn nộ không? Bị một người phụ nữ chơi xỏ, nhục nhã không? Vận mệnh tiếp nhận sự thất bại đó là bị những người mà ngày trước mình dẫm đạp lên giờ đấy thấy mình gặp nạn thì thừa cơ hãm hại, bị đồng nghiệp chỉ trỏ, soi mói, nói xấu, đi đâu cũng phải tiếp nhận con mắt thương hại và giễu cợt của người khác, có khó chịu không? Phẫn nộ, nhục nhã, khó chịu. Đây quá đúng là cảm giác lúc này của Bạch Phá Cục. Hắn thực sự muốn giằng xé cái gì đó, muốn gào thét lên thật to. Nhưng khi nhìn thấy điệu bộ hết sức bình tĩnh của ông nội như thể là chưa hề có bất kỳ sóng gió gì nổi lên thì hắn lại bắt đầu yên tĩnh trở lại. Một trạng thái vô cùng kỳ lạ, giống như là một ấm nước đun sôi vậy, nước ở bên trong thì không ngừng kêu lên ầm ĩ, nhưng lại không thể nào phá hỏng được nắp ấm. Hắn rõ ràng là muốn phát tiết ra ngoài, vậy mà lại bị một nguồn sức mạnh vô hình kìm chế lại. Mỗi lần gặp chuyện lớn thì phải thật bình tĩnh, Bạch Chỉ Cảnh nhìn người cháu nội đứng trước mặt mình, thở dài nói. Sự việc đã ra nông nỗi như vậy thì tức giận chỉ có thể làm cho tình hình ngày càng xấu hơn mà thôi. Ông chắc chắn là Tần Gia sẽ ra tay sao? Bạch Phá Cục xa sầm nét mặt hỏi. Nhớ lại những cử chỉ và lời nói lần trước của Tần Tung Hoành khi đến Đài Đồng Tước, thì hắn không khỏi có chút thất thần. Khi đó chắc hắn ta đã biết đáp án rồi thì phải. Những lời chất vấn và dáng vẻ của hắn đều là diễn kịch cả. Nếu hắn ta tranh cãi quyết liệt hay đem theo người đến để cướp người một cách thô bạo, thì có lẽ Bạch Phá Cục sẽ nghi ngờ. Nghi ngờ là hắn liệu có phải là cố tình thể hiện cho thật kịch liệt hay không, dùng cái này để mể hoặc mình. Hắn ta quả là một đối thủ thông minh, và cũng là một diễn viên lành nghề. Cách cư xử lãnh đạm, nhẹ nhàng của hắn hoàn toàn phù hợp với tính cách của những người có những hành động thể hiện ra sau khi bị người ta phản bội như hắn. Vì vậy mà ngày hôm đó Bạch Phá Cục không hề phát hiện ra. Tần Gia không ra tay mà Văn Nhân Mục Nguyệt lại có thể bỏ ra cả một số vốn lớn như vậy để sống chết cùng chúng ta hay sao? Bạch Lão Gia phân tích nói, lần trước cô ta đến đây cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Nếu Bạch Gia không bỏ sức thì cô ta thà chôn chặt mối thù này trong lòng cũng không để cho Bạch Gia ngồi mắt ăn bát vàng đâu. Đưa cho ông điếu thuốc, Bạch Lão Gia nói với Bạch Tàn Phổ. Bạch Tàn Phổ liền rút một điếu thuốc ở trong túi mình ra, sau đó dùng diêm giúp ông đốt thuốc lên. Bạch Lão Gia sau khi hít một hơi dài thì nói, hai đứa cũng hút vài hơi đi cho thoải mái. Việc ở bên ngoài thì kệ nó thích thể nào thì cho nó thế đó đi, ba ông cháu ta cứ ở đây mà đi mây về gió. Một chút hy vọng cũng không còn nữa sao? Bạch Phá Cục đau khổ nói, hắn có vẻ không cam lòng. Không còn, Bạch Lão Gia nói, quăng vào nhiều bao nhiêu thì sẽ phải bồi thường nhiều bấy nhiêu. Nếu ông đoán không sai thì đợi đến tối, khi chỉ số Nasdaq được tung ra thị trường. Thì sẽ là lúc Tần Gia ra tay. Một lỗ hổng lớn như vậy thì chúng ta biết lấy gì để ngăn lại được đây? Mà liệu có ngăn lại nổi không? Vậy cứ để mặc thế sao? Việc mà chúng ta có thể làm bấy giờ thì những người ở bên ngoài kia cũng có thể làm được. Còn những việc mà chúng ta không làm được thì bọn họ cũng chẳng có cách gì. Cứ đợi đi, Bạch Lão Gia cười nói, đừng hận Mục Nguyệt, 20 năm trước, ông cũng đã từng làm như vậy với gia tộc bọn họ. Chỉ có điều là ông đã thua. Còn cô bé thắng. Cháu không hận cô ấy. Bạch Phá Cục tiếp lấy điếu thuốc trong tay Bạch Tàn Phổ, sau khi đốt lên thì hút một hơi dài rồi nói, nếu cháu là cô ấy thì cháu cũng sẽ làm thế. Cháu thực sự khâm phục cô ấy. Cô ấy thông minh, sáng suốt hơn cả ông của cô ấy. Ông của nó thông minh, sáng suốt thì ai cũng biết. Chính vì ai cũng biết nên mới đề phòng. Mỗi lần ông ấy làm cái gì thì mọi người đều hết đoán giả đoán non lại hoài nghi rồi lại tính toán. Lo lắng trong chuyện này liệu có âm mưu gì không? Vì vậy mà kế hoạch lần nào của ông ấy cũng bị thất bại, cả đời muốn báo thù Bạch Gia đều không thể như ý được. Nói đến đây, Bạch Lão Gia bỗng nở một nụ cười trên khóe miệng, có phần dương dương tự đắc. Nhưng chúng ta lại không nhìn ra được quân cờ tuyệt diệu nhất của ông ta. Bạch Lão Gia nheo mắt lại, nụ cười trên môi của ông cũng dần mờ nhạt đi. Ông ta loại bỏ được tất cả các cản trở để dẫn cô cháu gái ngồi lên cái ghế này. Văn Nhân Mục Nguyệt là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một cô gái rất trẻ nữa. Gạch dưới nó cho dù lợi hại thì cũng có thể lợi hại đến mức nào.
ông thừa nhận là ông đã khinh địch, tất cả mọi người đều đã khinh địch, lần này mấy ông cháu họ Bạch chúng ta đều thất bại dưới tay cô ta rồi. Lần thất bại này không phải là lỗi của phá cục, cũng không liên quan gì đến tàn phổ hết, ông mới là người có tội lớn nhất. Chuyện này không liên quan gì đến ông cả, Bạch phá cục nói, là do cháu bất tài. Nếu như ngay từ ban đầu ông không hạ kế đó cho nó thì chúng ta lại có thể trúng kế được sao? Bạch lão gia lên tiếng hỏi. Đúng vậy, khi văn nhân Mục Nguyệt đến tìm Bạch gia để hợp tác. Bạch lão gia đã định ra kế rút củi dưới đáy nồi, văn nhân Mục Nguyệt giả bộ trúng kế, sau đó bảo Tần Lạc đi lôi kéo Lý Đằng Huy thật. Những xung đột trong Hoa Hồng Viên, việc va chạm với Tần Giật rồi thì mâu thuẫn ở Tây Hồ các mắt xích đều nối liền với nhau, vở kịch này vừa kết thúc thì vở kịch khác đã được diễn tiếp rồi. Vô cùng khéo léo, hết sức tự nhiên, khiến cho người của Bạch gia tưởng lầm rằng văn nhân Mục Nguyệt muốn liều mạng trở mặt với Tần Tung Hoành. Cho đến khi Tần Lạc và văn nhân Mục Nguyệt dẫn theo Lý Đằng Huy đến Đài Đồng Tước, và thả ra cái mồi là mỗi nhà bỏ ra 6 tỷ nhân dân tệ cho việc xây dựng và nghiên cứu nguồn năng lượng mới, lúc này thì Bạch gia đã hoàn toàn rơi vào tay giặc. Bọn họ đã dùng 6 tỷ vốn lưu động của mình để dập tắt những nỗi lo lắng của Bạch gia. Bọn họ dùng việc phát triển trong tương lai của nguồn năng lượng mới để dụ dỗ Bạch gia có dũng khí để giao tranh một lần. Đối với Bạch gia hiện giờ mà nói thì cái hạng mục đó quá thực là vô cùng quan trọng. Tất cả mọi thứ đều đã được nàng tính toán hết vào bên trong rồi, không có bất kỳ một sơ hở nào. Thành thật mà nói thì cái ván cờ này không phải là rườm rà phức tạp, nhưng lại không có bất kỳ dấu tích hay kẽ hở gì trong từng bước đi của nàng. Càng đơn giản thì khi bắt tay vào làm lại càng phức tạp. Vậy mà bọn chúng lại có thể đạt được thắng lợi. Thấy hai đứa cháu không nói gì thì Bạch lão gia nói tiếp, chiêu này là do ông nghĩ ra, vậy mà lại đốt chết luôn cả bản thân mình. Xem ra ông thực sự già nua lẩm cẩm rồi. Cháu cũng trúng kế rồi, Bạch phá cục nói, cháu hiện giờ là chủ của Bạch gia, vậy mà lại không bảo vệ được cho gia tộc. Đây là lỗi của cháu. Không có đúng cũng chẳng có sai. Bạch lão gia nói, việc này làm gì có sai với đúng. Phát triển lớn như vậy rồi không phải anh ăn tôi thì tôi cũng sẽ ăn anh. Chẳng có ngoại lệ, chúng ta thua không có nghĩa là chúng ta sai. Thua rồi cũng không sao, thua là bước bắt đầu mới. Bạch phá cục phứt điếu thuốc mới hít có hai hơi xuống đất dẫm nát rồi nói với vẻ kiên định, chỉ cần không chết thì chúng ta sẽ có cơ hội lật lại ván cờ. Tốt lắm, Bạch lão gia gật đầu khen ngợi, về điểm này, cháu nên học tập lão yêu tinh của nhà văn nhân thì hơn. Năm đó, tình hình của bọn họ còn gay gâu hơn của chúng ta hiện giờ nhiều, nhưng cuối cùng không phải là bọn họ vẫn gượng dậy được đó sao? Chẳng có ai có thể làm gì được họ cả. Phá cục, tàn phổ, ông già rồi. Ngoài cái đống đổ nát này thì ông chẳng có gì để lại cho các cháu cả. Có điều ông có lời muốn nói, hai cháu phải ghi nhớ cho kỹ. Người bị ngã một lần mà có thể đứng dậy thì chắc chắn sẽ có những bước đi vững vàng hơn trước nhiều. Bạch phá cục và Bạch tàn phổ nhìn nhau một cái rồi gật đầu đáp lại. Bạch chỉ cảnh không hề đoán sai, đến tối khi chỉ số Nasdaq được tung ra thị trường thì những công ty dưới trướng của tập đoàn Bạch gia sẽ bị chèn ép một cách nặng nề. Những tin đồn không có lợi bị người ta cố tình phóng đại lên, vì vậy mà những người chơi cổ phiếu ở Mỹ cũng không biết phải làm sao, cũng ảo ảo bán đổ bán tháo theo. Không chỉ có thể, cổ phiếu của những xí nghiệp trọng yếu của Bạch gia còn chưa được tung ra thị trường như hàng hải, sản xuất giấy. V.V. cũng bị người ta mua vào với số lượng lớn. Một nửa xí nghiệp của Bạch gia gần như đã bị đổi chủ. Bạch gia không có năng lực chống lại được đành phải ngồi yên một chỗ, bị đối thủ giày vò, phá hoại. Một người bị mất đi đối thủ như Tần Tung Hoành thậm chí cũng không tự mình đi đốc chiến, mà tổ chức ở một bữa tiệc tụ hội ở số 1 Thiên Ba Phủ, hoặc có thể gọi đấy là bữa yến tiệc mừng thắng lợi của hai nhà văn nhân gia và Tần gia sau khi đại thắng. Những người đến tham dự bữa tiệc đều là những đại công thần và những người tham gia vào kế hoạch lần này. Cũng có không ít thành viên quan trọng của cả hai nhà. Vợ chồng Lý Đằng Huy, Tần Giật, Tần Huy và hai anh em Tần Thiến, Văn Nhân Chiếu, Văn Nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc cũng được mời đến tham dự. Điều làm cho Tần Lạc cảm thấy kỳ lạ nhất, đó là nếu Tần Tung Hoành đã đón Trương Mẫn và hai đứa con gái của bà ta đến đây rồi thì sao Trương Mẫn lại mặc một bộ đồ lễ hội màu đỏ diễm lệ, còn hai cô con gái Hy Dung và Hy Vũ của bà thì lại ăn mặc kín kẻ, hơn nữa còn có hai người hầu hạ đi theo sát hai nàng. Chắc là Trương Mẫn lo sợ hai cô con gái của mình sẽ đột nhiên giơ tay ra lột sạch nội y trước mặt bao nhiêu người như vậy cũng nên. Bọn họ thấy Tần Lạc tiến vào thì bước lên trước nghênh đón. Hy Vũ đần đần Tần Lạc nói, mấy ngày nay anh chạy đi đâu vậy? Hy Dung nhớ anh lắm đó. Con Hy Vũ chết tiệt này,
xem tao có xé nát miệng mày ra không. Ai nói tao nhớ anh ấy chứ? Thi Dung mặc dù trên miệng nói vậy nhưng vẻ mặt lại ngượng ngùng, e ấp, lén lút nhìn trộm Tần Lạc mấy cái, sau đó mặt lại đỏ ửng lên. Sự thật vốn là như thế mà, ngày nào chị cũng nhắc đến anh ấy, chị nghĩ em điếc rồi chắc. Không phải thế. Đúng là như thế mà. Không phải thế, chị không thế. Đúng rồi mà, Thi Vũ tức giận, chị còn dám chối hả? Chị còn nói là muốn sinh cho anh ấy một thằng cu nữa. Con Hy Vũ chết tiệt này, tao rõ ràng nói là sinh con gái mà. Thi Dung tức giận hầm hầm nói. Văn Nhân Chiếu đứng cạnh Tần Lạc thấy vậy mà mắt chữ O miệng chữ A. Không ngờ trên đời còn có người đến tỏ tình một cách trơ trẽn đến vậy. Tiếp đó, sự kinh ngạc biến thành tức giận. Hai con nhãi danh này lại dám tranh cướp đàn ông với chị mình à? Thật đáng ghét. Này, hai cô là ai thế? Chẳng lẽ hai cô không biết anh rể tôi đã có chị tôi rồi sao? Sao mặt các cô lại có thể dày đến vậy chứ? Tần Lạc cho cậu ta một bạt tai vào đầu nói, chị cậu còn không nói gì thì cậu ghen tức cái gì chứ? Chương 654, thua như một người đàn ông. Văn Nhân Chiếu cảm thấy tủi thân vô cùng, nói, chị em không nói nên em mới nói thay cho chị ấy. Tần Lạc nhìn điệu bộ của cậu ta thì trong lòng cảm thấy có phần an ủi, liền nói, hai cô ấy là bệnh nhân của anh. Bệnh nhân, Văn Nhân Chiếu chớp chớp mắt nhìn một lượt hai chị em nhà này rồi hỏi, bọn họ bệnh ở đâu vậy ạ? Đâu, Tần Lạc nói, bọn họ mắc phải một loại bệnh thần kinh vô cùng hiếm gặp, suy nghĩ dừng lại ở thời kỳ trẻ con. Văn Nhân Chiếu thở dài nhẹ nhõm, nói, thì ra là như vậy. Thế thì em yên tâm rồi. Khi Tần Lạc lại muốn đập vào đầu cậu ta lần nữa thì cuối cùng cậu ta cũng nói ra được một câu lọt tai, có điều bọn họ thật là đáng thương, xinh đẹp như vậy mà. Thật là đáng tiếc. Tần Tung Hoành khôi ngô tuấn tú bận bộ vest đen bước tới, tươi cười nói với Tần Lạc, bất luận thế nào thì tối nay tôi vẫn phải mời anh một ly. Tôi cũng chỉ là làm việc có thể làm mà thôi, Tần Lạc nói. Cạn ly, Tần Tung Hoành giơ ly rượu ra trước mặt Tần Lạc, sau đó uống cạn một hơi. Tần Lạc bất đắc dĩ đành phải uống cạn ly rượu. Tần Tung Hoành nhìn hai người Hy Dung và Hy Vũ nói với giọng thương xót, tôi biết đến họ từ sớm, đó là hai cô gái thật đáng thương. Bệnh tình của họ vẫn phải tiếp tục phiền anh giúp họ nghĩ xem còn cách nào nữa không. Tôi sẽ làm hết sức mình, Tần Lạc nói. Những lời này lọt vào tai Tần Lạc thì chẳng là gì hết, chẳng qua cũng chỉ là cách để mua chuộc lòng người của hắn ta mà thôi, nhưng khi lọt vào tai của Trương Mẫn thì lại là một nghĩa khác. Tần Tung Hoành có họ hàng với Ngô Sương, vậy mà lại có thể nói giúp mình ở một nơi như vậy. Ngô Sương đang đứng nói chuyện với Tần Thiến cách đó không xa, thỉnh thoảng ánh mắt lại đưa về phía này. Tần giật một tay cầm chiếc ly thủy tinh, một tay cầm chai rượu vang tiến tới, nhìn Tần Lạc với vẻ mặt có lỗi nói, bác sĩ Tần, thành thật xin lỗi anh, tôi cũng vừa mới biết một số sự việc đằng sau chuyện này, ngày trước mạo phạm đến anh mong anh thứ lỗi. Hắn rót đầy ly rượu của mình rồi nói. Tôi cạn liền ba ly để chuộc lỗi với anh. Nói rồi liền ực một cái cạn sạch chỗ rượu trong ly của mình. Định rót ly thứ hai ra thì bị Tần Lạc ngăn lại, nói, chuyện đã qua thì cho nó qua luôn đi. Tần gia và Văn Nhân gia là bạn hợp tác làm ăn thân mật với nhau, ngày sau chúng ta còn phải tiếp xúc với nhau nhiều nữa. Tần Lạc cũng biết rằng, Tần Giật cũng chỉ là một con cờ trong sự việc lần này, hắn ta không hề biết kế hoạch mà Văn Nhân Mục Nguyệt và Tần Tung Hoành vạch ra. Hắn ta đứng chặn ở Hoa Hồng Viên cũng là do Ngô Sương bảo hắn làm thế, vì Ngô Sương đã làm những chuyện như thế nhiều lần rồi. Tất nhiên, Ngô Sương và Trương Mẫn cũng đều là những quân cờ không hề biết rõ chân tướng sự việc, vì vậy mà diễn xuất của mọi người mới lừa được Bạch Phá Cục và lão yêu tinh của nhà họ Bạch kia. Trong sự việc lần này, chỉ có một số ít người là biết rõ sự thật nhất đó là Tần Tung Hoành, Văn Nhân Mục Nguyệt, Tần Lạc, Lý Đằng Huy và cả người châm ngòi lửa là Tần Huy nữa. Đến cả em gái Tần Thiến của Tần Huy cũng không biết gì hết, cũng chỉ cho rằng anh trai mình thấy Lý Đằng Huy và một người ngoài như Tần Lạc đứng cùng với nhau thì trong lòng cảm thấy khó chịu, mới cố tình tiến lại kiếm chuyện. Thật thật giả giả, hư hư thực thực là nguyên nhân chủ chốt để hai nhà Tần gia và Văn Nhân gia tiến đến thắng lợi. Khi mọi người giơ ly rượu trong tay mình lên thì một người đàn ông mặc đồ đen bước nhanh vào bên trong, khẽ thì thào điều gì đó bên tai của Tần Tung Hoành. Nụ cười trên mặt Tần Tung Hoành đột nhiên biến mất. Vẻ mặt trầm tư như thể đang suy ngẫm một điều gì đó. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc tò mò hỏi. Bạch Phá Cục đến rồi. Tần Tung Hoành tủm tỉm cười nói, đúng là một vị khách bất ngờ. Tần Lạc chỉ cười mà không nói gì nữa. Những việc nhỏ nhặt phiền lòng này thì cứ để cho Tần Tung Hoành đi lo liệu đi.
Mục Nguyệt, em có ý kiến gì không? Nếu em không tiện gặp anh ta thì anh có thể bảo người chặn anh ta lại, không để cho anh ta vào đây. Tần Tung Hoành nói. Mời anh ta vào đi, mọi người vẫn là bạn cả mà. Văn nhân Mục Nguyệt bình thản nói. Tựa như người phụ nữ vừa mới chọc cho người ta một nhát từ sau lưng chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào với nàng vậy. Thế thì mời anh ta vào đi, Tần Tung Hoành nói. Cho dù tình thần có sa sút đến mấy thì Bạch Phá Cục vẫn không mất đi phong cách ngông cuồng vốn có của mình. Người còn chưa đến mà tiếng đã đến rồi. Hắn cười lớn nói, tôi sớm đã biết là Tần Đại Thiếu Gia sẽ không chặn khách lại một cách vô duyên như vậy. Có bạn từ xa tới thì có gì vui bằng chứ, Tần Tung Hoành cười nói. Đây là câu nói mà khi hắn đến Đài Đồng Tước, Bạch Phá Cục nói với hắn, giờ hắn lại đáp trả lại câu nói này với anh chàng họ Bạch. Ha ha, anh không hề coi tôi là bạn, mà là do con người anh giả tạo lại sĩ diện, vì vậy mà cho dù trong thâm tâm anh không hề mong muốn chút nào nhưng đứng trước mặt bao nhiêu người như vậy thì không thể không làm thế. Bạch Phá Cục cười hê hê nói, tôi đã sớm nói cho anh rồi, cho dù tôi có thua cuộc thì tôi vẫn sống thoải mái, nhẹ nhõm hơn anh. Vậy. Ngày hôm NAV anh tới đây chỉ là để chứng minh rằng anh sống thoải mái, nhẹ nhõm hơn tôi sao? Cho dù Bạch Phá Cục châm chọc hắn ngay trước mặt mọi người như vậy nhưng hắn vẫn không hề tức giận, vẫn tỏ ra nho nhã, phong độ. Không, làm thế chẳng có nghĩa lý gì cả. Bạch Phá Cục lướt mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó bước tới quầy rượu, nói, tôi đang nghĩ, mấy người đánh thắng lớn như vậy thì cũng phải mở vài chai Lafite hạng xịn chứ nhỉ? Tôi đến đây chỉ là muốn uống vài ly mà thôi. Ánh mắt hắn dừng lại trên người văn nhân Mục Nguyệt nói, nhân tiện gửi tới Mục Nguyệt một lời chúc mừng. Tần Lạc sợ hắn ta làm gì bất lợi cho Mục Nguyệt nên vội bước tới bên cạnh văn nhân Mục Nguyệt. Như thế thì nếu Bạch Phá Cục có hành động gì thì hắn còn kịp thời đỡ được cho nàng. Cái đầu của văn nhân Chiếu cũng như thể vừa được thông suốt vậy, sau khi thấy hành động của Tần Lạc như vậy thì cũng vội tiến lên đứng phía bên tay còn lại của văn nhân Mục Nguyệt để bảo vệ nàng. Chỉ có điều là cậu ta vẫn có phần lo sợ khi phải đối mặt với một người danh tiếng lẫy lừng là điên cuồng ở cái đất Yến Kinh này, hai bắp chân không ngừng run lên lẩy bẩy. Tay nắm chặt thành hai nắm đấm nhưng lại không có một chút sức lực nào. Tần Lạc thở hắt ra một tiếng, tên nhóc này cũng dũng cảm ghê. Tất nhiên là cậu ta cũng chỉ có mỗi dũng khí mà thôi. Văn nhân Mục Nguyệt có lòng muốn nâng đỡ cậu ta là rất tốt, hắn cũng có thể hiểu được. Nhưng một người như cậu ta thì liệu có thể nâng đỡ để hùng bá một phương được không? Ngày trước Tần Lạc tin là có thể, nhưng bây giờ Tần Lạc không dám khẳng định. Bạch Phá Cục chỉ quay ra rót một ly rượu thôi mà quay lại đã thấy Tần Lạc và văn nhân Chiếu đứng ở hai bên người của văn nhân Mục Nguyệt rồi thì hơi ngẩn người đi một lát rồi lại cười lớn nói, sao vậy? Mấy người cho rằng tôi sẽ làm thương đến Mục Nguyệt hay sao? Bạch Phá Cục chẳng lẽ đến một chút độ lượng cũng không có sao? Tần Lạc hê hê cười nói. Cái này chẳng liên quan gì đến độ lượng ở đây cả. Dù gì thì sự việc xảy ra cũng có phần nằm ngoài dự đoán. Cái này thì có gì mà gọi là nằm ngoài dự đoán chứ? Phải là khiến cho người ta vô cùng bất ngờ mới phải. Nếu không phải văn nhân Mục Nguyệt đột nhiên đâm sau lưng hắn một nhát thì có lẽ giờ đây người mở bữa tiệc chúc mừng đó sẽ là văn nhân Mục Nguyệt và Bạch Gia rồi. Bất luận Bạch Phá Cục có làm chuyện gì khác người vào lúc này thì khi truyền ra bên ngoài cũng không có ai nói hắn là quá đáng. Đúng là rất bất ngờ. Bạch Phá Cục gật đầu nói, Mục Nguyệt quả là tài thật, so với người đẹp một thời của Yến Kinh thì hơn nhiều. Một người đàn ông như tôi đây mà cũng phải bị em làm cho tâm phục khẩu phục rồi. Văn nhân Mục Nguyệt giơ ly rượu trong tay mình lên có ý mời Bạch Phá Cục, sau đó từ từ uống cạn hết chỗ rượu trong ly xong rồi mới nói, cảm ơn lời khen của anh, nhưng tôi sẽ không nói lời xin lỗi đâu. Khi trước Bạch Gia cũng làm vậy với văn nhân gia, và bọn họ cũng không hề nói lời xin lỗi. Tất nhiên là nhà văn nhân cũng không hề đòi hỏi cái lời xin lỗi này làm gì. Giờ đây cũng là bọn họ đáp trả lại những gì mà nhà họ Bạch làm với họ năm xưa mà thôi. Không cần thiết, Bạch Phá Cục cũng cạn ly xong với văn nhân Mục Nguyệt rồi mới vẫy tay nói, cái vớ vẩn đó đều là những thứ hư vô, tất cả mọi lời nói đều là hư vô cả thôi. Nếu có cơ hội thì tôi cũng sẽ không nương tay cho văn nhân ra đâu. Hắn quay ra nhìn Tần Tung Hoành một cái rồi cười lớn nói, đối với Tần gia cũng vậy. Đây cũng là điều mà tôi muốn nói. Tần Tung Hoành cười nói. Được, thế mới là một người đàn ông chứ. Bạch Phá Cục nói tiếp, vì câu nói này của anh, tôi muốn cạn với anh một ly. Bạch Phá Cục cứ tự rót rồi lại tự uống, sau khi rót đầy ly rượu, hắn lại giơ về phía Tần Tung Hoành rồi uống cạn nó. Tần Tung Hoành cười cười rồi cũng uống liền một hơi cạn ly.
Bạch Phá Cục vào trong này còn chưa đến 3 phút vậy mà đã uống cạn 2 ly. 2 ly rượu đầy rồi mà vẫn không thấy có gì là không ổn cả, đủ để thấy tửu lượng của hắn không hề bình thường chút nào. Hắn lại tiếp tục rót đầy ly rượu của mình, sau đó đi thẳng về phía Tần Lạc. Ly rượu thứ 3 này, tôi muốn uống với anh, Bạch Phá Cục nói. Vì tôi khiến cho người ta chán ghét hay sao? Tần Lạc cười nói. Con người của anh không dễ miêu tả chút nào. Bạch Phá Cục nói, làm không ít việc xấu nhưng lại không làm cho người ta chán ghét. Nếu nghĩ một cách nghiêm túc thì cũng cảm thấy anh cũng rất đàn ông đó. Ít nhất thì anh cũng hơn tên họ Tần kia ở rất nhiều mặt khác. Cảm ơn anh, Tần Lạc tiếp nhận lời khen khác người của Bạch Phá Cục một cách thẳng thắn. Ngày trước, tôi cũng đã từng muốn làm một anh hùng, nhưng có người nói cho tôi biết, anh hùng đều sẽ chết sớm. Bạch Phá Cục nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, nói tiếp, tôi không thể làm anh hùng, nhưng tôi lại hy vọng người khác có thể làm được điều đó. Tôi không muốn anh chết sớm, tôi càng hy vọng anh có thể kiên trì đến cùng hơn. Làm một người anh hùng khi vẫn còn sống. Bạch Phá Cục nói xong nhưng lời kỳ quái này thì ngẩng đầu lên trần nhà, uống cạn ly rượu trên tay mình. Hắn đặt chiếc ly trong tay mình xuống bàn đến bốc một cái, sau đó lau những giọt rượu còn đọng trên khóe miệng mình đi rồi quay người rời khỏi nơi đây. Không hàn huyên thêm bất kỳ điều gì, không từ biệt bất kỳ ai, cũng không nói thêm bất kỳ lời dư thừa nào cả. Từ đầu đến cuối, tầm mắt của hắn chỉ dừng lại trên người của 3 người Tần Lạc, Văn Nhân Mục Nguyệt và Tần Tung Hoành. Hắn đến đây chỉ vỏn vẹn có 5 phút mà đã uống cạn 3 ly. Những người đứng xung quanh chẳng khác nào là vô hình đối với hắn. Chỉ ít thì trong mắt hắn, bọn họ đều là vô hình. Con người này quá là điên cuồng thực sự. Tần Lạc đứng lặng ở đó nghĩ về câu nói cuối cùng của Bạch Phá Cục, sau đó hắn đưa cho Văn Nhân Chiếu ly rượu rồi nói, tôi đi tiễn anh ấy. Nói xong bèn chạy theo ra ngoài. Khi Tần Lạc chạy ra ngoài thì Bạch Phá Cục cũng đang chuẩn bị chui người vào bên trong chiếc xe Jeep rồi đi. Đợi đã, Tần Lạc hét lên. Một chân đang nhấc dở của Bạch Phá Cục bèn hạ xuống. Sau đó đóng cửa xe lại rồi rút từ trong túi quần ra một bao thuốc, lấy một điếu đưa cho Tần Lạc. Tần Lạc do dự một lúc nhưng rồi cũng đưa tay ra tiếp lấy. Bạch Phá Cục lại lấy ra một điếu cho lên miệng, sau đó châm lửa cho 2 điếu thuốc của bọn họ. Đuổi theo tôi ra đây làm gì? Để tôi thua như một người đàn ông có phải tốt hơn không? Giọng nói của Bạch Phá Cục thâm trầm sâu lắng. Chương 655, vượt qua các nội quy vốn có. Tần Lạc không biết hút thuốc. Nhưng không hiểu hôm nay vì sao mà hắn lại thấp trong lòng có gì như bị đè nén, bức bách khó chịu, nên hắn cũng muốn giải sầu bằng cách hút thuốc, dẫn những thứ buồn bực, một ngạt ở trong người ra ngoài thông qua làn khói thuốc. Nhưng khi hắn mới chỉ hít vào một hơi thôi là đã bị đám khói mù mịt kia làm cho nghẹt thở ho khan, hốc mắt đẫm lệ, hai mắt cay xẻ như sắp rơi xuống đến nơi. Bạch Phá Cục nhìn thấy Tần Lạc như vậy thì cười lớn, nói, thuốc này nặng. Không phải người nào có độ tuổi hút thuốc là 10 năm trở lên thì không thể chịu được cái vị này đâu. Người vừa mới học hút thì phải hút từ từ từng hơi nhỏ một thôi, sau đó ngậm trong miệng một lát. Đúng là nặng thật, Tần Lạc nói, hắn làm theo như lời của Bạch Phá Cục nói hít nhẹ từng hơi nhỏ sau đó ngậm trong miệng một lát, lúc này mới cảm thấy thích ứng hơn một chút, cũng cảm nhận rõ hơn cái vị thơm, ngọt của loại thuốc này. Không tồi chút nào, Bạch Phá Cục nói, anh học nhanh thật đó, tư thế hút thuốc cũng đẹp đấy. Ngãy trước tôi cũng là cho rằng khi người đàn ông hút thuốc thì nhìn rất phong độ, khí thế, vì vậy nên bị nhiễm liền ngay sau đó, về sau thì thành một thói quen không thể bỏ được. Khi còn nhỏ cơ thể của tôi có phần đặc biệt, nên không thể tiếp xúc với những thứ như thuốc, rượu như thế này. Tần Lạc nói, hơn nữa ông nội tôi còn là một người rất chú trọng đến việc dưỡng sinh, nên cũng không cho phép tôi hút. Đàn ông trong nhà tôi đều không có ai hút thuốc cả. Bạch Phá Cục đưa điếu thuốc đến trước mặt Tần Lạc. Mượn chút ánh sáng yếu ớt từ cửa hắt ra, rồi chỉ cho hắn nhìn dòng chữ màu đó in trên điếu thuốc, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Điếu thuốc nào cũng ghi dòng chữ này lên đó, và người hút thuốc nào cũng biết rất rõ là hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng tại sao họ lại vẫn hút? Vì họ đã quen rồi, Tần Lạc nói. Không phải vì họ quen rồi, mà là vì họ không quan tâm đến điều đó. Bạch Phá Cục nói, những quy tắc, thủ tục ở trên cái thế giới này là rất nhiều. Nếu điều lệ nào mình cũng tuân thủ làm theo thì sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Có câu nói thế nào ấy nhỉ? À, nếu sống mà không hút thuốc, không uống rượu thì sống trên đời này có khác gì một con chó đâu. Tôi nói những lời này không phải là để bắt anh phải hút thuốc hay uống rượu mà là muốn nói cho anh biết rằng, con người sống trên đời đều nên vượt qua giới hạn nội quy một chút,
chỉ sống có vài chục năm, nếu chưa từng đánh cãi chửi nhau, chưa từng thắng, chưa từng bại, chưa từng dẫm đạp lên ai hoặc bị ai dẫm đạp, chưa từng sờ mỏ chân người phụ nữ khác ngoài vợ mình, thì đến khi già rồi nhớ lại sẽ chửi thề một câu. Giả sử đến lúc đó vẫn còn sức lực để nói. Thật là thú vị, Tần Lạc cười nói, bất giác lại đưa tay lên hít thêm một hơi. Mặc dù cái vị đó vẫn rất khó chịu, cũng không phải là món ăn ngon nhất trần gian như những người nghiện thuốc hay nói, nhưng nó đúng là có thể đem đến cho người ta một cảm giác yên bình, mê mẫn trong giây lát. Tần Lạc cảm thấy thinh thích, ít nhất thì lúc này đây hắn có vẻ thích. Sau khi im lặng hồi lâu, Bạch Phá Cục lên tiếng nói, đây là lần thất bại thứ hai của tôi. Lần thứ hai, Tần Lạc kỳ lạ hỏi lại. Lần đầu tiên đó là chuyện tình cảm. Nghe thấy Bạch Phá Cục nói vậy thì Tần Lạc giật mình đánh thót. Hắn không ngờ Bạch Phá Cục lại nói với hắn về chủ đề này, lại càng không ngờ một người như Bạch Phá Cục đây lại bị thất bại trên con đường tình cảm. Nhưng cái mà làm cho hắn không ngờ nhất đó là, một con người thô lỗ như Bạch Phá Cục này mà cũng có tình yêu hay sao? Người phụ nữ mà Bạch Phá Cục yêu là một người như thế nào vậy? Trong lòng Tần Lạc cảm thấy tò mò hết sức. Một người mà chẳng có gì cả, thì anh ta sẽ khoe khoang cái gì? Ngược lại, một người mà có quá nhiều thứ thì anh ta cũng không quan tâm đến điều gì hết. Khi còn học đại học, tôi vô cùng khiêm tốn, vì tôi thấy mình đã chơi chán rồi, muốn mấy năm đại học của mình được yên bình một chút và cũng muốn học thêm được cái gì đó. Bạch Phá Cục châm một điếu thuốc lên, ngước cao đầu nhìn lên bầu trời cao, đối với hắn mà nói thì chẳng có gì gọi là đẹp này. Tâm trạng bắt đầu chìm vào dĩ vãng. Tôi quen cô ấy trong thư viện trường, đó là một cô gái thực sự thuần khiết. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã nhận định rõ rằng cô ấy chính là người phụ nữ của tôi. Bạch Phá Cục nói. Thấy Tần Lạc mím môi tủm tỉm cười, Bạch Phá Cục liền tức giận nói, cười cái gì? Anh cho rằng một người thô lỗ như tôi thì không nên đến thư viện sao? Ồ, không, Tần Lạc cố gắng nhịn cười, nói, tôi cười là vì anh vừa mới nói rằng ở trường phải giữ được vẻ khiêm nhường, vậy mà khi nhìn thấy một người đẹp thì lại muốn cưa đồ cho bằng được. Hề hề, bản tính đàn ông mà, những thứ khác tôi có thể nhường được nhưng phụ nữ thì tôi không nhường đâu. Bạch Phá Cục nghiêm túc nói, tôi chỉ dùng một vài thủ đoạn thôi là cô ấy đã trở thành bạn gái của tôi rồi. Nhà cô ấy ở một phố hưu viện nhỏ đến nỗi tôi đã không nhớ rõ tên của nó là gì nữa rồi, điều kiện gia đình bậc trung. Khi chúng tôi yêu nhau, thì có một gã học năm cao hơn cũng theo đuổi cô ấy. Bối cảnh gia đình thằng đó rất tốt, chỉ có điều là gã ta có vẻ hơi khó coi. Mỗi khi gã ta nhíu mày lại thì nhìn chẳng khác gì con chó bạc cả. Tần Lạc suýt chút nữa thì lại phá lên cười. Bất kể một người đàn ông nào đều canh cánh trong lòng mình về tình địch của mình. Đến cả một người ngông cuồng như Bạch Phá Cục cũng không ngoại lệ. Tôi là một người quá đỗi tự tin, tôi cứ nghĩ là những gì thuộc về tôi rồi thì sẽ không ai có thể cướp được. Bạch Phá Cục nói tiếp, gã đó biết rõ là cô ấy đã có bạn trai vậy mà ngày nào cũng tặng hoa hồng cho cô ấy, thỉnh thoảng còn tặng một hộp mỹ phẩm nữa, đã thế lại còn ngày nào cũng lái con Lotus rởm đi theo đít cô ấy nữa. Một năm sau thì cô ấy đòi chia tay với tôi. Khóe miệng của Bạch Phá Cục hơi nhếch lên mấy cái, cười nhạt nói. Cô ấy nói cô ấy có thai rồi, đứa con là của gã đó. Sau đó cô ấy bước lên chiếc xe đua của gã đó ngay trước mặt tôi. Có phải là rất trớ trêu không? Nếu khi đó gã ta tặng cô ấy 999 đoá hồng thì tôi nên tặng cô ấy 999 đoá hoa bách hợp. Nếu gã ta tặng cô ấy đồ mỹ phẩm thì tôi nên tặng cô ấy cả một công ty mỹ phẩm. Còn nếu tôi lái bừa một chiếc xe trong nhà để xe của nhà tôi ra đâm nát xe của gã, thì liệu tình hình hiện tại có khác không? Sao tôi lúc đó lại ngu ngốc đến mức đó chứ? Lại có thể tin tưởng vào tình yêu? Tần Lạc im lặng không nói nên lời. Đây là một câu chuyện tồi tệ lại đời thường, nhưng đó lại là một câu chuyện có thật hàng ngày diễn ra trong cuộc sống. Chúng ta chỉ là những người qua đường đối với người khác, vì vậy mà chúng ta không thể hiểu được tâm tình của người ta khi bị thất bại trong chuyện tình trường. Nhưng họ đúng là đã từng đau thương, đã từng rớt máu. Như thế cũng tốt, Tần Lạc nói. Ít nhất thì anh cũng biết rõ được cô ta là người như thế nào. Không thể trách cô ấy quá thực tế, chỉ là tôi lúc đó quá ư là ngu ngốc. Bạch Phá Cục nói, nhưng những thứ thú vị hơn còn ở sau câu chuyện cơ. Về sau tôi tìm người điều tra mới biết, hóa ra công ty của cha gã đó lại sống nhờ vào việc cung cấp hàng hóa cho công ty con của Bạch gia. Cũng có thể nói, hoa hồng, đồ mỹ phẩm và cả chiếc xe đua mà gã lái nữa đều là do có nhà họ Bạch mới có được. Anh có biết tôi báo thù gã ta thế nào không? Tôi lập tức cắt nguồn hàng liên hệ giữa công ty cha hắn và Bạch gia,
sau đó cho người đi điều tra những đồ mà nhà gã cung cấp cho thì phát hiện ra không ít đồ giả mạo. Vì vậy mà đã bắt bọn họ bồi thường một số tiền tổn thất rất lớn cho Bạch gia, đồng thời Bộ Công Thương cũng phạt cho nhà gã một số tiền không nhỏ. Cuối cùng, gã thanh niên này không chịu được cú sốc khi thấy cha mình phá sản liền dính vào ma túy, nghiện ngập. Bạch Phá Cục cười hê hê nói, chẳng cần tôi phải ra tay làm gì thì đã có người gọi điện thoại tố giác với cảnh sát, thế là gã ta bị lôi lên xe như một con chó chết nhốt vào nhà lao. Thế còn cô ấy thì sao? Tần Lạc hỏi. Cô ta, Bạch Phá Cục nhếch mép lên vài cái rồi nói tiếp, ai còn để ý đến cô ta làm gì? Có lẽ đã tìm cho mình một công việc vớ vẩn nào đó, hoặc cũng có thể đã gả cho người khác rồi cũng nên. Có liên quan gì đến tôi nữa cơ chứ? Tần Lạc nghe vậy chỉ cười mà không nói gì. Hắn đến Yến Kinh được hơn một năm, nhưng chưa từng nghe nói anh chàng Bạch Phá Cục này thích cô gái nào cả, hay có tai tiếng gì với con gái các nhà có tiền có tiếng cả. Điều đó đủ nói lên rằng trong lòng hắn vẫn còn cái gì khúc mắc chưa được tháo ra, và cũng nói lên rằng hắn đúng là đã từng yêu cô ấy. Hoặc có thể nói, hắn vẫn còn yêu cô ấy. Từ trong sự việc này tôi hiểu được một đạo lý. Đây là một thế giới vô cùng phù phiếm. Chẳng có ai có đủ kiên nhẫn để đi tìm hiểu xem anh đang nghĩ cái gì, hay là anh có cái gì cả. Vì vậy mà tôi đã trở thành một người điên cuồng như vậy đấy. Tôi lái xe đắt tiền, ở nhà biệt thự giàu sang, đi ra ngoài thì kẻ hầu người hạ, đánh chửi người ta, coi người ta không ra gì. Tôi đặt toàn bộ những gì mình có ra bên ngoài, sau đó, bọn họ đều biết ở cái đất Yến Kinh này có một người tên là Bạch Phá Cục. Tiếp sau đó thì có vô số phụ nữ lại ào ào đổ đến như những đám kẹo cao su mà người ta đã nhai qua rồi vậy, đuổi cũng không đi. Dưới màn đêm vắng vẻ và trống trải, hai người đàn ông dựa vào trước chiếc xe Việt dã nói chuyện phiếm với nhau. Một người to cao lực lưỡng, còn một người thì gầy gò thanh tú, hai người bọn họ lâu lâu không nói gì nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác như hai người rất đồng cảm với nhau. Bạch Phá Cục nhếch mép lên cười nhưng lại không phát ra tiếng. Sau khi rít một hơi thật sâu thì để mặc cho khói bay mịt mù trước mặt nói, tôi rất vui vì anh có thể ra đây nói chuyện với tôi. Đây không phải lỗi của anh, Tần Lạc nói thật thì hắn cũng thực sự là thích Bạch Phá Cục. Nếu đứng ở lập trường riêng thì hắn thích làm bạn với người như Bạch Phá Cục hơn. Hắn cũng giống mình, trong lòng luôn có một lý tưởng của riêng mình. Mặc dù điều này ở vào cái thế giới này nghe chừng có vẻ ngu ngốc, không thực tế, nhưng ít nhất thì bọn họ đều ngu ngốc như nhau. Người ta có thể sẽ quên người ở bên mình khi thành công, nhưng chắc chắn sẽ không thể quên được người đã cùng mình trải qua thất bại. Cũng không phải là lỗi của bọn họ. Bạch Phá Cục nói nếu tôi là Mục Nguyệt hoặc là Tần Tung Hoành thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi thua rồi, thua vì tôi không đủ thông minh. Điều này không liên quan gì đến nhân phẩm đạo đức của ai cả. Đúng vậy, Tần Lạc nghịch điếu thuốc còn đang cháy dở ở trong tay mình, nói, vì thế nên về sau khi nào tôi muốn hút thuốc thì tôi sẽ đi tìm anh để lấy. Bạch Phá Cục rút bao thuốc còn một nửa trong túi mình ra nhét vào tay Tần Lạc, nói, đừng nói với Mục Nguyệt là tôi dạy anh hút thuốc đấy. Nếu không thì cô ấy sẽ liều chết với tôi mất, cô nhóc này thông minh một cách thái quá, ngoài anh ra thì chẳng có ai dám dây vào. Không đâu, cô ấy sẽ không quản những thứ này của tôi đâu. Tần Lạc nói. Bạch Phá Cục vứt đầu thuốc xuống đất, dùng chân di lại, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Tần Lạc, nói, phụ nữ đối với đàn ông mà nói thì có bốn trạng thái. Trạng thái thứ nhất đó là của anh thì không phải là của người khác. Trạng thái thứ hai đó là, nếu là của người khác thì không phải là của anh. Trạng thái thứ ba đó là, vừa là của anh lại vừa là của người khác. Còn loại thứ tư đó là không phải là của anh, cũng không phải là của người khác. Vậy anh thích loại trạng thái nào? Không cần phải nghĩ thì là một người đàn ông có đầu óc bình thường thì đều chọn trạng thái đầu tiên. Trong cuộc sống đôi lúc cũng phải vượt qua các nội quy của nó. Về chuyện phụ nữ cũng vậy mà thôi. Bạch Phá Cục vỗ vai Tần Lạc, nói, có cơ hội thì nên phá bỏ một số nội quy đi. Nếu để Mục Nguyệt mà lọt vào ba trạng thái sau thì tôi cũng phải tiếc thay cho anh đấy. Ít nhất thì không nên để tên giả tạo quân tử Tần Tung Hoành kia có được cơ hội. Nói xong câu này, Bạch Phá Cục liền kéo cánh cửa xe ra, ngồi vào bên trong, sau đó lái chiếc xe Việt dã nhanh như bay về phía bóng đêm, không khác gì một con quái thú vừa mới tỉnh ngủ. Spoiler. Chương 656, nào đến đây đi. Tần Lạc đứng im ở đó một lúc lâu, cho đến khi bóng dáng chiếc Việt dã của Bạch Phá Cục mất hút vào trong màn đêm đen tối, thậm chí đến một vệt sáng trên đoạn đường cao tốc cũng không nhìn thấy rõ nữa thì hắn mới quay người bước về phía Thiên Ba Phủ.
Tối hôm nay đã có một thu hoạch lớn. Khi Tần Lại Lại quay trở lại phòng yến tiệc thì thấy Tần Tung Hoành và văn nhân Mục Nguyệt đang nhỏ to chuyện trò điều gì đó. Lý Đằng Huy đứng ở bên cạnh, trên mặt lộ rõ một nụ cười ôn hòa, ấm áp, nhưng lại không lên tiếng chen vào câu chuyện của hai người đó. Sự việc lần này tiến triển thuận lợi như vậy cũng không thể bỏ qua công lao và kỹ thuật diễn kịch của ông ta. Thấy Tần Lạc tiến lại thì Tần Tung Hoành cười nói, đi rồi à? Đi rồi. Anh ta là một đối thủ không tồi chút nào. Tần Tung Hoành nói, một hiện tượng kỳ quặc, bất luận là ở trước mặt hay sau lưng thì Bạch Phá Cục lúc nào cũng cảm thấy Tần Tung Hoành là một kẻ chướng tai gai mắt, không chỉ một lần hắn chửi Tần Tung Hoành là một kẻ giả tạo, đạo đức giả rồi. Nhưng bất kỳ lúc nào, Tần Tung Hoành lại luôn tôn sùng Bạch Phá Cục, hết lòng ca ngợi hắn. Đó là đối với anh mà nói. Tần Lạc nheo mắt cười nói, tôi chẳng có nhiều vốn đến thế để mà tranh đấu với anh ấy. Vì vậy mà đối với tôi mà nói thì anh ấy có thể làm một người bạn tốt. Tần Tung Hoành cười cười, nói, uống thêm một ly nữa đi. Hôm nay là một ngày đáng để ăn mừng. Tần Lạc không từ chối nữa, hắn tiếp lấy ly rượu vang rồi đứng bên cạnh văn nhân Mục Nguyệt nhấp môi từng ngụm nhỏ. Sản phẩm kinh doanh là leo cầu thang, vốn kinh doanh là lên thang máy. Cái đầu tiên thì sẽ là cả đời mới giàu, còn cái đằng sau thì chỉ cần một đêm là giàu. Tần Tung Hoành tiếp lời vừa rồi. Số tiền mà mấy đời leo cầu thang mới kiếm được thì lại bị một đêm thang máy hủy hoại. Vì thế nên người phát minh ra cổ phiếu nên bị lôi ra bắn chết hết. Bởi vì chính người này đã biến thương trường trở thành một chiến trường đẫm máu, tàn khốc, một khi đã bị thua rồi thì coi như là mất hết, mất trắng. Người dùng nó không có tư cách gì để phỉ báng người phát minh ra nó. Văn nhân Mục Nguyệt nói, vừa được lợi ích từ nó lại vừa chỉ trích những người đi trước như vậy thì có vẻ giống như đang khoe khoang bản thân mình vậy. Tần Tung Hoành cười lớn, nói, có lẽ là do tính cách của tôi, nên luôn khiến cho người ta nghĩ mình là một kẻ đạo đức giả, một tên đầy âm mưu. Nhưng rất nhiều khi tôi quả thực đã nói sự thực, làm gì có ai có nghị lực để mà cả đời này nói dối chứ. Tần Lạc quay ra nhìn Tần Tung Hoành, hiếm khi nhìn được cái gọi là chân thành này. Hắn ta cũng là một người đáng thương, vì hắn ta quả là thông minh. Nhưng người chụp cái mũ, Chí Công Tử, lên đầu cho hắn, là những người yêu hắn. Và cũng là những người hại hắn. Cái biệt danh Chí Công Tử khiến cho hắn nổi tiếng khắp Yến Kinh, người ủng hộ hắn cũng là vô số. Nhưng đồng thời chính cái tên này cũng khiến cho người ta phải cảnh giác, đề phòng, có thể xã giao nhưng lại không muốn thổ lộ tâm tình của mình. Người xấu không đáng sợ, còn người thông minh là người đáng thương nhất. Tôi tin, văn nhân Mục Nguyệt nói. Vì câu nói này của Mục Nguyệt tôi uống cạn ly này. Tần Tung Hoành nói. Sau khi uống xong chỗ rượu trong ly thì Tần Tung Hoành quay sang Lý Đằng Huy nói, thế nào? Mai có thể quay lại làm việc được rồi chứ? Bộ năng lượng vẫn còn đang đợi thành quả của chúng ta đó, chúng ta không thể bỏ qua thêm bất kỳ một giây một phút nào nữa rồi. Nụ cười trên gương mặt Lý Đằng Huy có phần mất tự nhiên. Tầm mắt của hắn chuyển sang người đang đứng cạnh văn nhân Mục Nguyệt. Không được, văn nhân Mục Nguyệt nói. Vì sao vậy? Tần Tung Hoành là một người đàn ông thông minh như thế. Hắn đã sớm phát hiện ra có điều gì đó khác thường trên nét mặt của Lý Đằng Huy. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một dự cảm không được tốt cho lắm. Anh ấy phải chịu trách nhiệm giúp chúng tôi xây dựng phòng làm việc nghiên cứu về nguồn năng lượng mới. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Mục Nguyệt, không phải là em thực sự muốn làm cái hạng mục này đó chứ? Trên mặt Tần Tung Hoành vẫn lộ một nụ cười gượng gịu, nhưng giọng nói đã bắt đầu trở nên cứng ngắc lại. Tất nhiên rồi, văn nhân Mục Nguyệt nói. Tôi đã đầu tư vào trong đó cả 6 tỷ nhân dân tệ đó. Em hoàn toàn có thể rút lại mà, Tần Tung Hoành nói. Không thể rút lại được, văn nhân Mục Nguyệt nói, khi ký kết hợp đồng với Bạch Gia thì đã quy định rõ ràng, nếu khoản tiền này mà không được dùng vào những hạng mục có liên quan đến nghiên cứu nguồn năng lượng mới thì khoản tiền đó sẽ trở thành khoản tiền chết. Như thế chẳng có bất kỳ lợi ích gì đối với chúng tôi cả. Nhưng, Bạch Gia cũng đầu tư vào đó 6 tỷ nhân dân tệ. Tần Tung Hoành xa sầm nét mặt nói. Bọn họ khó khăn lắm mới đánh cho Bạch Gia trở nên tàn phế. Nếu không có thời cơ tốt, thì cùng phải mười mấy năm hoặc thậm chí là lâu hơn nữa Bạch Gia cũng không thể đuổi kịp được Tần Gia và Văn Nhân Gia được. Nhưng giờ đây Văn Nhân Mục Nguyệt lại đang cho họ cơ hội. Đây rốt cuộc là ai đang dàn trận vậy? Tại sao hắn lại có cảm giác như mình cũng bị rơi vào tròng rồi vậy? Đúng vậy, trước khi ký kết hợp đồng thì anh cũng đã biết rồi. Văn nhân Mục Nguyệt nói, còn Lý Đằng Huy sẽ thuộc vào trong đội ngũ phụ trách xây dựng phòng nghiên cứu nguồn năng lượng mới, sẽ có được một nửa số cổ phiếu.
anh ấy là người của Tần gia. Tần Tung Hoành nói, khi nói ra câu này thì ánh mắt sắc lẹm của hắn nhằm thẳng vào người đứng cách đó có một bước là Lý Đằng Huy. Nếu ánh mắt cũng có thể giết chết người khác thì e rằng Lý Đằng Huy đã sớm máu chảy đầu rơi rồi. Anh ta được coi là một người hợp tác thứ ba, và cũng đã ký tên lên bản hợp đồng đó rồi. Nếu anh ta không thể hoàn thành những điều khoản có trong hợp đồng thì cả đời này sẽ không thể làm việc trong ngành nguồn năng lượng mới được. Mà cho dù có vào làm việc được đi chăng nữa thì chúng ta cũng có quyền sử dụng mà không cần bồi thường đối với những thành quả được nghiên cứu ra. Sao không nói cho tôi biết? Tần Tung Hoành nhìn Lý Đằng Huy nói. Hắn đã hiểu được rằng, mấy người này ngoài bản hợp đồng 12 tỷ mà hắn biết ra thì vẫn còn một bản hợp đồng bổ sung nữa. Hơn nữa, ở trong bản hợp đồng bổ sung, tên Lý Đằng Huy phản nghịch này cũng ký lên trên đó. Đại thiếu gia, tôi tưởng anh đã biết rồi chứ? Lý Đằng Huy cười cười giải thích. Nhưng nụ cười của hắn trở nên gượng gịu hết chỗ nói. Anh thực sự muốn rời khỏi Tần gia sao? Tần Tung Hoành hỏi để xác định lại. Đại thiếu gia, tôi thực sự xin lỗi. Lý Đằng Huy cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn vào mắt của Tần Tung Hoành. Cho dù tôi không có ở đó thì Trương Minh Hải và Lý Ước cũng có thể dẫn dắt mọi người làm tốt công việc thí nghiệm về sau này. Rất tốt, Tần Tung Hoành cười khẩy nói, cái lý do này không tồi. Tôi chấp nhận, xin lỗi đại thiếu gia. Chẳng có gì phải xin lỗi cả. Lần trước tôi đã nói rồi, đây là sự lựa chọn của anh. Tôi tôn trọng điều đó. Lần trước là giả, lần này là thật. Văn nhân Mục Nguyệt như sợ rằng Lý Đằng Huy tiếp tục ở lại đây thì sẽ rất khó xử vậy, nên đã lên tiếng nói, cảm ơn anh vì bữa chiêu đãi tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin phép rời khỏi đây trước. Mục Nguyệt, Tần Tung Hoành gọi theo nói. Văn nhân Mục Nguyệt dừng bước lại, quay mặt ra nhìn Tần Tung Hoành. Nguồn năng lượng mới sẽ là thứ khan hiếm nhất và cũng là thứ quan trọng nhất của xã hội trong tương lai. Tôi không phản đối gia tộc Văn Nhân gia nhập vào lĩnh vực này, cũng không trách mấy người đã lôi kéo ngài Lý Đằng Huy là một kỹ sư xây dựng nổi tiếng của tôi, nhưng, em chắc chắn là sẽ kéo Bạch gia đứng dậy một lần nữa không? Văn Nhân Mục Nguyệt im lặng hồi lâu rồi nói, xin lỗi anh, chúng tôi đã ký kết xong hợp đồng rồi. Nói xong nàng liền quay người rời đi. Choang! Khi Tần Lạc đi gần ra đến ngoài cổng thì nghe thấy từ trong phòng phát ra tiếng rơi vỡ của những mảnh thủy tinh trên nền nhà. Cảm giác khi đâm cho người ta một nhát thì không tồi chút nào, nhưng cảm giác khi bị người ta đâm cho một nhát thì chắc là khó chịu lắm. Mấy người ký kết hợp đồng khi nào vậy? Tần Lạc hỏi, hắn đúng là rất kinh ngạc, vì đến bản thân hắn cũng không biết Văn Nhân Mục Nguyệt, Bạch Phá Cục và Lý Đằng Huy lại ký kết thêm một bản hợp đồng bổ sung nữa. Bản hợp đồng này lại gạt bỏ Tần Tung Hoành ra bên ngoài. Làm cho Lý Đằng Huy trở thành nhân vật chính. Lý Đằng Huy không phải là giả bộ phản bội, mà hắn ta đúng là phản bội thực sự. Vào ngày mà ký kết hiệp định đó, Văn Nhân Mục Nguyệt thẳng thắn nói, Bạch Phá Cục lại không có gì nghi ngờ sao? Sao anh ta lại nghi ngờ? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi lại, đây chỉ là một bản hợp đồng liên quan đến việc chiêu mộ Lý Đằng Huy về làm việc mà thôi. Em và anh ta là người đi thuê và là người bỏ vốn đầu tư, còn Lý Đằng Huy là người được thuê đến làm việc. Hơn nữa, bản hợp đồng này rất có ích cho Bạch gia. Đúng vậy, bản hợp đồng này đã kéo được Lý Đằng Huy đến làm việc, hơn nữa còn ký kết hết cả nơi làm việc và tính chất công việc sau này của hắn. Đây cũng là cái mà Bạch gia muốn nhìn thấy. Vì là có lợi nên Bạch Phá Cục chẳng hề hoài nghi gì cả. Cũng là vì bản hợp đồng này đã cho Tần Tung Hoành một bạt tai như trời giáng. Một lối suy nghĩ chu toàn. Không một kẽ hở này đã khiến cho hai người trẻ tuổi giỏi giang như Tần Tung Hoành và Bạch Phá Cục phải một phen khốn đốn. Đến cả lão yêu tinh nhà họ Bạch khiến không ít người phải lo sợ kia cũng bị lừa theo. Một cô gái còn trẻ tuổi lại là một quốc sắc thì ên hương thế này, không hiểu trong đầu nàng rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy. Sợ rồi sao? Văn Nhân Mục Nguyệt bị ánh mắt kỳ lạ của Tần Lạc nhìn chằm chằm một lúc lâu, nàng liền nhíu đôi lông mày lại hỏi. Có một chút, Tần Lạc trịnh trọng gật đầu đáp. Em sẽ không lừa anh. Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn vào Tần Lạc, chân thành nói. Anh sợ rằng câu nói này của em bản thân nó đã là lừa người ta rồi. Tần Lạc thở dài một tiếng, tủi thân nói, nếu em thực sự muốn lừa anh thì hấp lừa thân thế của anh đi, giữ lại trái tim anh. Thấy Văn Nhân Mục Nguyệt không nói gì thì Tần Lạc không nhịn được đành cười phá lên. Nàng đôi khi thông minh, lanh lợi đến đáng sợ, đôi khi lại giống như những cô bé chẳng hiểu chút gì. Anh biết em là người thế nào? Tần Lạc nói, em sẽ không bao giờ lừa anh cũng không đáng để em lừa. Những cái gì mà anh có thì em đều có, còn những thứ mà anh không có thì em vẫn có.
vậy thì còn có gì để em phải lừa nữa đây? Có một cái mà anh có nhưng em lại không có. Văn nhân mục nguyệt nói. Cái gì vậy? Tần Lạc bị nàng làm cho lòng hiểu kỳ lại trỗi dậy. Cuộc sống. Cuộc sống, Tần Lạc hỏi lại với vẻ nghi ngờ. Em có sự nghiệp, nhưng em lại không có cuộc sống. Văn nhân mục nguyệt nói, ý em nói đó là một cuộc sống thuộc về mình, không có liên quan gì đến công ty hay Bạch Gia cả. Ngày sau sẽ có mà. Tần Lạc nói, từ tình hình hiện tại mà nói thì Bạch Gia trải qua trận chiến này ắt sẽ suy bại. Tần Gia bị em lôi kéo người như thế thì thế phát triển cũng sẽ chậm đi, Văn Nhân Gia đang vô cùng mạnh, rất có thể sẽ tiến lên ngôi vị đầu tiên. Đến lúc đó em có thể bỏ chút thời gian ra nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, thể nghiệm cuộc sống của mình. Anh đã hứa với em là sẽ đưa em đi du lịch ở Tam Á, Vân Điền. Đấy nhé. Anh nhớ mà, Tần Lạc gật đầu nói. Vừa rồi khi anh đi ra bên ngoài tiễn Bạch Phá Cục thì anh ta còn nói cho anh biết phụ nữ đối với đàn ông mà nói thì có 4 loại trạng thái tồn tại. Còn cổ vũ, bảo anh vượt qua một số nội quy vốn có đối với em cơ. Vượt qua một số nội quy vốn có. Nghĩa là phá bỏ các quy củ đó. Tần Lạc giải thích. Văn nhân mục nguyệt ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nằm lên chiếc ghế dài, hai chân duỗi ra, nói, nào, đến đây đi. Chương 657. Vấn đề danh dự của một người đàn ông. Người chứ không phải là cái máy. Nàng luôn đem lại những niềm vui trong chớp mắt cho người ta. Người có ngũ quan không đầy đủ cũng có khi đột nhiên cất tiếng hát vang. Người không nói cười tùy tiện thỉnh thoảng cũng biết kể một số chuyện cười nhạt nhẽo. Một bà lão 70 tuổi đôi khi cũng sẽ tức giận giống như một em bé. Văn nhân mục nguyệt cũng sẽ có những giây phút đáng yêu, thời thượng như bây giờ. Dùng một câu nói đang được lưu hành rộng rãi trên mạng để miêu tả nàng thì đó sẽ là, vô đối. Tình cảnh này làm cho Tần Lạc bất giác nhớ tên câu nói mà Ly vẫn nói với mình đó là, tôi nhổ cả đống nước ép trái cây vào mặt anh, nếu như cả hai mà cùng lập nên một band thì có lẽ cái band này có tên những cô nàng vô đối mất. Cả hai không cần phải nhảy, cũng không cần phải hát, chỉ việc đứng ở trên sân khấu một lát thôi cũng đủ khiến cho khán giả phải thét gào không ngớt ở phía dưới rồi. Tần Lạc cảm giác như cơ thể của hắn sắp bị tan chảy ra đến nơi. Lục phủ ngũ tạng, tứ chi, não bộ của hắn không thể nào được sử dụng bình thường như trước nữa, vì hắn sợ rằng chỉ cần hắn động đậy sẽ phá vỡ mất khung cảnh đẹp đẽ hiện giờ. Làm một người đàn ông rất mệt, làm một người đàn ông đẹp trai còn mệt hơn nữa. Người đàn ông mệt là do họ muốn đoạt được cái gì đó, còn người đàn ông đẹp trai mệt là do họ cứ phải từ chối liên tục thứ gì đó, ví dụ như phụ nữ, ví dụ như sự khiêu gợi từ phụ nữ. Văn nhân mục nguyệt vẫn nằm trên chiếc ghế, hai mắt phong tình quyến rũ, chiếc áo sơ mi trắng hở cúc làm lộ bộ ngực trắng nõn hướng thẳng lên cao, gương mặt nàng xinh đẹp gợi cảm làm cho Tần Lạc bất giác xê dịch đến bên cạnh nàng, đắm đuối ngắm nhìn nàng một cách mê mệt. Hắn nhìn gương mặt của nàng, đôi mắt của nàng, đôi lông mày của nàng, đôi môi của nàng, và cả bộ ngực của nàng nữa. Hắn đúng là đang tận hưởng một cách say mê. Một lúc sau, Tần Lạc nuốt ực lên một tiếng rồi nói. Nếu như em nhắm mắt lại thì càng đẹp hơn nữa đấy. Làm gì có ai khêu gợi người khác mà hai mắt cứ mở trừng trừng ra để nhìn người ta thế kia cơ chứ, hơn nữa gương mặt lại cứ lạnh như tiền như thế thì ai mà dám làm gì. Thật không, vậy em làm lại nhé. Văn nhân mục nguyệt nói. Em không làm được đâu. Tần Lạc lắc lắc đầu nói. Nếu như mà Lệ Khuynh Thành làm động tác này thì có lẽ hắn đã sớm biến thành một con thú hung bạo xông tới xé tan áo váy của nàng để thỏa mãn thú tính rồi. Nghĩ tới Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc mới nhớ tới nàng và Trần Tư Tuyền vẫn đang sống ở lầu 3 của viện thẩm mỹ. Căn phòng ở Tử Trúc Huyền vẫn còn phải chờ một thời gian mới sửa xong, mà nàng lại không thích ở khách sạn, quãng thời gian này vất vả bọn họ rồi. Trần Tư Tuyền đến đây rồi mà Tần Lạc vẫn chưa có thời gian để đi chơi với nàng nên hắn cũng cảm thấy có lỗi với nàng vô cùng, nói cho cùng thì hắn đang là chủ nhà, nên nói gì thì nói hắn cũng phải làm một người chủ theo đúng nghĩa của nó một chút mới phải. Em sẽ làm được, Văn nhân mục nguyệt nói. Anh nghĩ em nên là chính bản thân em thì tốt hơn. Tần Lạc cười nói, em không cần thiết phải thay đổi bản thân mình. Nếu thay đổi thì em không còn là em nữa rồi. Em muốn thử làm một người phụ nữ bình thường xem sao. Văn nhân mục nguyệt ngồi thẳng người dậy, sau đó bật nắp một chai nước suối nhấp một ngụm rồi lại nói tiếp. Nhưng khi em làm người bình thường rồi thì người khác lại thấy em bất bình thường, đến cả bản thân em cũng cảm thấy như vậy. Cái này là bản tính của em rồi. Tần Lạc cười nói, bây giờ mọi việc cũng đã hoàn tất rồi. Văn nhân gia cũng đã qua khỏi cơn nguy hiểm,
không biết cái chức người trợ lý này của anh đã được thôi việc hay chưa? Tạm thời vẫn chưa được, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Vậy việc em hứa với anh thì sao? Tần Lạc cười híp mắt lại nói. Khi anh thực hiện lời hứa của anh thì em cũng sẽ làm như vậy. Văn Nhân Mục Nguyệt lại cúi đầu xuống uống thêm một ngụm nước, mặt không hề có chút biểu cảm nào. Em khi đó có nói thế này đâu. Đây là điều bổ sung thêm vào. Xem ra anh giống Tần Tung Hoành rồi, bị em lừa cho không biết đâu mà lần. Tần Lạc cười khổ nói. Văn Nhân Chiếu đang say mềm lúc này cũng đã gượng ngóc đầu dậy ở hàng ghế trước nói, chị hứa với anh rể cái gì thế? Ngủ đi, Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Ờ, Văn Nhân Chiếu đáp lại một tiếng rồi lại nằm bẹp xuống. Sau vài phút im lặng, Văn Nhân Chiếu lại cất cái tiếng nồng nặc mùi rượu nói, chị bây giờ đã biết là ai đã hạ độc chị chưa? Tần Lạc cũng quay sang Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi, anh cũng muốn biết. Em không biết, Văn Nhân Mục Nguyệt đáp. Em không biết, Tần Lạc kinh ngạc nói, anh cứ tưởng là em đã xác định là Bạch Gia làm chuyện này, nếu không thì sao em lại sắp đặt kế hoạch kỹ như vậy để đối phó với Bạch Gia? Anh vì sao lại chắc chắn là kế hoạch lần này hoàn toàn là nhắm vào Bạch Gia như vậy chứ? Lẽ nào không phải, Tần Lạc nói, Bạch Gia đã thua thảm hại như thế này rồi. Nhưng, em lại cho bọn họ một cơ hội còn tốt hơn thế. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ mình là thằng ngu, nhưng khi hắn ở bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt thì hắn luôn có cảm giác hắn đúng là một thằng ngu không hơn không kém. Chính vì vậy mà anh mới cảm thấy kỳ lạ. Chặt cỏ không chặt tận gốc thì nó sẽ mọc lại tùm cho mà xem. Em một mặt thì liên kết với Tần gia để đánh Bạch gia, một mặt lại tránh Tần Tung Hoành để cho Bạch gia một nửa số cổ phần của bộ năng lượng mới. Chỉ cần Bạch gia có cơ hội thì bọn họ chắc chắn sẽ sống lại ngay. Em rốt cuộc là đang làm gì vậy? Rốt cuộc là em đang giúp Bạch gia hay là đối phó với bọn họ thế? Văn Nhân Mục Nguyệt không nói câu nào cả, nàng chỉ đưa ánh mắt xa xăm của mình nhìn ra màn đêm mịt mù ở bên ngoài kia. Tần Lạc biết rằng mấy câu hỏi vừa rồi của hắn đã động chạm vào kế hoạch của Văn Nhân Mục Nguyệt do vậy mà không nói thêm câu nào nữa cả. Khi Tần Lạc đang chuẩn bị chuyển sang chuyện khác để nói thì Văn Nhân Mục Nguyệt hít một hơi thật sâu, rồi thở dài ra nói, người phụ nữ nào mà có nhiều thủ đoạn và mưu mẹo thường làm cho người ta có cảm giác ghê sợ. Có nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Em sẽ không khiến cho người ta phải sợ đâu. Tần Lạc lên tiếng an ủi, chờ cho em hết bận rồi chúng ta sẽ đến Tam Á bơi thỏa thích. Cho dù anh có nhắc lại câu này đến cả trăm lần, thì em vẫn chỉ nhớ lần đầu tiên anh nói câu này mà thôi. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc thầm nghĩ nếu như ai mà theo đuổi Văn Nhân Mục Nguyệt, thì e rằng người đó sẽ phải đối đầu với một thử thách vô cùng cam go. Văn Nhân Mục Nguyệt không những thông minh tuyệt đỉnh, có một trí nhớ tốt mà lại là người rất có tài phán đoán, những lời ong bướm ngọt ngào không thể nào có thể dụ ngọt nàng được cả, có khi còn bị phản tác dụng nữa. Văn Nhân Chiếu lại ngóc đầu lên nói. Chị ơi, chị tha cho chị Mã Duyệt đi được không? Dù gì thì chị ấy cũng đâu phải là hung thủ đâu. Tần Lạc suýt nữa bật cười thành tiếng, cái thằng hám gái này say như thế rồi mà vẫn còn nhớ tới chuyện người đẹp Mã Duyệt bị bắt lại. Tha cho cô ấy đi, Văn Nhân Mục Nguyệt quay sang Tần Lạc nói. Được, Tần Lạc trả lời rất sảng khoái. Nói thật chứ hắn cũng không nỡ lòng nào giam cầm một người đẹp như Mã Duyệt. Ngày trước mỗi lần đi gặp Văn Nhân Mục Nguyệt, hắn đều cảm nhận được khi cả hai người một chủ một tớ đứng gần nhau như vậy là thú tính hắn lại nổi lên, máu huyết trào dâng cuồn cuộn. Hơn nữa Tần Lạc cũng chẳng hiểu sao lại phải bắt Mã Duyệt, cũng chẳng hiểu tại sao lại thả Mã Duyệt. Dù sao hắn cũng không hiểu được Văn Nhân Mục Nguyệt rốt cuộc định dở cho gì, hắn lại không muốn làm ảnh hưởng tới kế hoạch của nàng, nên Văn Nhân Mục Nguyệt nói gì thì hắn làm theo cho xong chuyện. Em cảm ơn chị, cảm ơn anh rể, Văn Nhân Chiếu gào lên, cứ như là thằng bé lên 10 vậy. Khi Tần Lạc đang ngồi ăn sáng thì bên ngoài cổng có người bóp còi xe kêu inh ỏi. Chị Lý vội chạp ra mở cửa, một người đàn ông trẻ tuổi mặc một bộ quần áo trắng từ đầu đến chân bước vào bên trong. Người trẻ tuổi kia bước vào liền mỉm cười chào Lâm Thanh Nguyên và Tần Tranh, sau đó đưa tay lên xoa xoa đầu của bối bối. Bối bối nghẹo đầu sang một bên nói, đừng có sờ đầu trẻ con như thế. Mọi người nghe vậy thì bật cười ha hả. Dưỡng tâm, sao hôm nay đến sớm vậy? Vào đây ăn sáng luôn nhé. Tần Lạc lên tiếng mời. Vương Dưỡng Tâm nghe vậy xua xua tay nói, không cần đâu, tôi vừa mới ăn rồi, no lắm anh cứ ăn đi, tôi ngồi phòng khách đọc báo một chút chờ anh. Tần Lạc cầm bát canh lên húp một hơi rồi nói, mọi người cứ ngồi ăn trước nhé, cháu và Dưỡng Tâm đi giải quyết chút việc.
Ừ đi đi, Lâm Thanh Nguyên cười nói, chưa đưa Dưỡng Tâm về đây ăn cơm. Ông bảo chị Lý đi chợ luôn. Vâng, Tần Lạc gật đầu đáp. Trước cổng lúc này đậu một chiếc Audi màu đen, trông nó hoành tráng, to lớn lực lưỡng, thoạt nhìn khiến cho người ta có cảm giác mạnh mẽ vô cùng. Lại đổi xe rồi à? Tần Lạc bước tới giờ giờ vào vỏ chiếc xe nói. Con này nó bền, Vương Dưỡng Tâm cười nói, cảm giác khi lái nó rất an toàn. Lái xe đừng có nhanh quá, Tần Lạc nói, như thế nguy hiểm lắm. Tôi là người lái xe rất vững tay, nhưng chỉ sợ người khác lái xe lại không vững được như thế thôi. Những việc kiểu này thì không sợ anh đâm phải người ta mà là sợ người ta đâm vào anh. Vương Dưỡng Tâm mở cửa xe ra nói, ngày trước không phải là sinh bệnh thì tính mạng không bị đe dọa, còn bây giờ khác rồi, chẳng may tai bay vạ gió vào đầu thì, thay xe mới không có gì gọi là tinh tướng, mà là vì sự an toàn mà thôi. Những người hay mù đường, xác định phương hướng kém như tôi có lẽ phải lái xe tăng mới được. Tần Lạc cười nói rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái. Tôi sau khi nhận được điện thoại của anh xong thì gọi cho một đứa đồ đệ chuyên về buôn bán đất đai. Ông ta nói rằng bây giờ mấy cái lầu văn phòng ở đất Yến Kinh này bán chạy lắm. Hơn nữa mấy đứa chủ thầu không chịu bán đứt luôn. Anh nghĩ xem bây giờ mấy cái lầu văn phòng mà có vị trí đẹp thì tiền thuê mỗi năm tăng 30% theo từng thời kỳ. Bọn họ chỉ cho thuê thôi cũng đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Tần Lạc cau mày lại nói, vậy làm thế nào? Tôi bây giờ đang rất cần. Lẽ nào không có ai chịu bán hay sao? Giá cả cao hơn chút cũng không sao. Tần Lạc không phải là chuyên gia buôn bán đất đai nhưng hắn cũng biết được buôn bán đất kiếm tiền ghê gớm thế nào. Cứ đem cái Khuynh Thành Building ra mà nói thì nếu bây giờ bán ra thì có lẽ nó đã hơn giá gốc gấp đôi rồi. Giá nhà đất càng ngày càng tăng cao. Tần Lạc đã hứa với hội đồng quản trị của quốc tế Khuynh Thành rồi, chỉ 2 tháng nữa là công hội Trung Y sẽ phải rời đi, nhưng rời đi thì cũng phải tìm ra nơi làm việc đã chứ. Điều quan trọng hơn là hắn đã hứa với Lâm Hoán Khê là mua cho nàng hăn một cái building to lớn. Hắn không muốn nuốt lời hứa, nhất định không được phép nuốt lời hứa. Hắn rất ít hứa hẹn với Lâm Hoán Khê điều gì, lần này hắn không muốn nàng phải thất vọng. Chính vì thế mà tôi mới đưa anh đến gặp đệ tử của tôi. Ông ta đề ra một đề xuất không tồi đâu, anh cứ suy xét xem thế nào. Vương Dưỡng Tâm nói. Chương 658, tình yêu không cần hứa hẹn. Anh còn có cả đệ tử làm về công việc buôn bán nhà đất hay sao? Tần Lạc cười hỏi, lần trước khi hắn đi khiêu chiến thần châm vương hội quán đã nhìn thấy Vương Dưỡng Tâm thu nạp một đám đồ đệ. Đại đa số bọn họ đều là những học sinh của các trường y hoặc là những người trẻ tuổi có tâm hướng vào ngành y. Theo như tuổi tác cũng như độ từng trải của bọn họ, thì bọn họ không hề có dáng dấp gì của những người chuyên đi buôn bán nhà đất cả. Ngày trước thì là bệnh nhân của tôi. Những về sau khi được tôi chữa khỏi bệnh gan do nghiện rượu, những bệnh cao huyết áp, mỡ trong máu, đường trong máu xong thì bọn họ đều đi theo tôi học dưỡng sinh. Bọn họ cứ muốn bái tôi làm sư phụ, ngày nào cũng gọi điện thoại rồi đến mời tôi đi ăn, về sau bị bọn họ dính lấy không tha cho thì tôi thấy phiền quá nên thu nhận bọn họ làm đệ tử. Vương Dưỡng Tâm giải thích nói. Anh cũng nên biết, những người có tiền rất hay sợ chết. Bọn họ không hề sợ những người có quyền hay những thằng lông bông lưu manh. Họ cũng không sợ pháp luật mà chỉ sợ bệnh tật. Nếu như trên thế giới này có người nào làm cho bọn họ phải cảm thấy kinh hãi thì có lẽ đó chỉ là những người làm bác sĩ mà thôi. Vương Dưỡng Tâm nói xong liền nhếch mép cười, cứ như là tưởng Tần Lạc đang nghĩ rằng hắn ta đang tự đề cao mình một cách thái quá, liền nói, tôi không hề nói khuếch đại lên một chút nào đâu nhé. Tuy y thuật của tôi không được bằng anh, nhưng ở cái đất Yến Kinh này thì cũng khá có tiếng tăm đấy. Ngày nào cũng có người đến tìm tôi chữa bệnh. Người muốn nhận tôi làm sư phụ thì nhiều không sao đếm xuể, gạch dưới ở cái đất Yến Kinh này thì có bao nhiêu Tần Lạc chứ? Trung Quốc có bao nhiêu Tần Lạc, đến cả mấy đứa Hàn Quốc cũng còn bị anh đánh cho lên bờ xuống ruộng nữa là. Tôi không thể nào so bì được với anh, nhưng mà so với người khác thì không tồi chút nào đâu. Tôi cũng đâu có chê cười gì anh đâu. Tần Lạc cười giải thích, anh cũng được sư phụ truyền dạy lại cho, cộng thêm với gia truyền của nhà họ Vương của anh nữa. Tôi tin là anh có đi tham gia các cuộc thi đấu quốc tế, thì chắc chắn sẽ giật giải. Ai, Vương Dưỡng Tâm thở dài não nề nói, anh không biết chứ. Từ ngày anh chưa tới cái đất Yến Kinh này thì tôi cứ tưởng rằng mình là thiên hạ đệ nhất cái gì cũng giỏi, y thuật uyên thâm, có biết bao nhiêu là người hâm mộ tôi, khi đó tôi vô cùng hãnh diện. Nhưng từ khi anh đến đây thì mọi thứ mà tôi từng có đều bị anh cướp đi hết. Bây giờ tất cả mọi người ở cái đất Yến Kinh này chỉ biết có một mình Tần Lạc. Làm gì có chỗ cho những người như chúng tôi nữa đâu.
tôi cũng cảm thấy vô cùng bất đắc. Tần Lạc nói, có những việc mà tôi không thể không làm. Cái này được coi như là được hời hay là khoe khoang đây? Cứ coi là thế đi. Cả hai người cùng nhìn nhau rồi bật cười vui vẻ. Tuy rằng đã từ rất lâu rồi chưa liên lạc gì với nhau, nhưng lần gặp lại này, hai người vẫn không hề cảm thấy xa cách hay có dấu hiệu gượng gạo, mất tự nhiên nào cả, cảm giác như hai người bạn thân gặp lại vậy. À, đúng rồi, Âu Dương Lâm hiện giờ ra sao? Chủ của anh ta đến đón đi rồi, anh ta lại quay về Quỷ Y phái. Bây giờ tính cách của anh ta thay đổi ghê lắm, tôi không hỏi anh ta thì anh ta cũng không chủ động nói cho tôi biết. Chẳng ai biết được trong bụng anh ta nghĩ cái gì. Thực ra là anh ta vẫn đang ấm ức trong lòng, Tần Lạc nói. Ấm ức trong lòng, Vương Dưỡng Tâm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, không thể thế được, tuy anh không nói ra, nhưng tôi nhận thấy là anh ta đã tâm phục khẩu phục anh lắm rồi. Sao lại còn ấm ức với anh được chứ? Anh ấy không phải là ấm ức gì với tôi cả, mà là tức giận với bản thân mình. Thôi, anh ấy là một con người cao ngạo, từ trước đến giờ chưa từng nếm mùi thất bại nên mới thế. Sự kiện đó chính là một vết nhơ trong cuộc đời của anh ấy, nếu như anh ấy không thể gột rửa vết nhơ đó thì có lẽ cả đời này anh ấy cũng không ngẩng cao đầu lên được nữa. Nghiêm trọng như vậy sao? Vậy thì anh ta làm thế nào để gột rửa cái vết nhơ đó? Dùng y thuật để chứng minh bản thân, hoặc là, gạch dưới đánh bại tôi. Vương Dưỡng Tâm cười lớn nói, chả trách mà sau lần đó xong anh ta cứ thất thần, đến cả điện thoại cũng tắt máy suốt. Có lẽ là anh ta đang chăm chú nghiên cứu y thuật để rồi lại đấu với anh lần nữa. Tôi lại hy vọng có người có thể chiến thắng anh, xem bộ dạng của anh lúc đó ra sao, nhưng tôi lại hy vọng anh lại thắng anh ta, duy trì kỷ lục toàn thắng của mình. Làm gì có chuyện cả đời này không bị bại trận cơ chứ? Tần Lạc cười nói, tôi đã từng thất bại rồi, nhưng chẳng qua là người khác không biết mà thôi. Thật không, là ai đã đánh bại anh vậy? Vương Dưỡng Tâm kinh ngạc hỏi. Tần Lạc không nói mà chỉ mỉm cười ngoảnh ra bên ngoài cửa sổ. Thật không ngờ đệ tử của Vương Dưỡng Tâm lại là một người trung niên hơn 40 tuổi, bụng phệ phệ, đầu hơi hói cực kỳ kính trọng Vương Dưỡng Tâm, lúc nào cũng cung kính luôn miệng sư phụ, làm cho Tần Lạc có cảm giác kỳ lạ vô cùng. Khi hắn ở bệnh viện thuộc trường đại học y thi triển tu Việt kỹ Thái Ất Thần Châm thì có một vị bác sĩ cao tuổi họ Ương đến bái hắn làm sư phụ. Tần Lạc cứ cảm giác sao sao ấy, do vậy mà hắn đã từ chối người ta. Khi Vương Dưỡng Tâm giới thiệu thân phận của Tần Lạc cho người này hay, thì hai mắt của ông ta sáng hẳn lên ôm chặt lấy tay của Tần Lạc nói, thầy giáo Tần. Đại danh của anh tôi đã ngưỡng mộ từ rất lâu rồi, hôm nay được gặp thật là hân hạnh vô cùng, hân hạnh vô cùng. Tần Lạc chỉ biết nở một nụ cười miễn cưỡng đáp lại, lần đầu gặp mặt mà đã làm phiền anh, thật là ngại quá. Anh đừng khách khí như vậy, sư phụ Dưỡng Tâm là ân sư của tôi. Mọi bệnh tật trên người của tôi đều là do sư phụ một tay cứu chữa. Anh và sư phụ là hai người bạn thân, chúng ta bây giờ chẳng khác gì là người trong nhà. Chuyện của anh cũng là chuyện của tôi. Cho dù anh không đến tìm tôi biết rồi thì sẽ chủ động đến tìm anh thôi. Đây là Ngô Hồng Sinh, là một ông chủ trong giới thầu đất. Vương Dưỡng Tâm giới thiệu đệ tử của mình cho Tần Lạc. Anh Ngô, chào anh, Tần Lạc cười nói. Anh cứ việc gọi tôi là Hồng Sinh được rồi. Như vậy chúng ta càng thân thiện với nhau hơn. Ngô Hồng Sinh khiêm tốn nói. Lúc này ba cô nàng thư ký xinh đẹp của ông ta sau khi pha trà xong liền biết ý lui ra ngoài. Lúc nãy Dưỡng Tâm nói rằng Ngô tiên sinh khuyên tôi nên tự mua đất tự xây lầu có phải không? Tần Lạc hỏi. Đúng vậy, Ngô Hồng Sinh nói, anh nghĩ xem, bây giờ ở cái đất hiến kinh này làm gì còn tòa lầu nào muốn bán đâu. Kể cả bọn họ cho anh thuê, nhưng không thể nào cho anh thuê toàn bộ tòa lầu được có đúng không? Cho dù có thì cũng vô cùng ít. Nhưng nếu như anh mua đất thì tuy là có mất thời gian một chút, nhưng vốn bỏ ra lại ít hơn. Hơn nữa khi lầu được dựng lên thì nó sẽ thuộc về anh. Anh thích cho thuê hay bán đi đều là tự anh quyết định, như vậy không phải là chủ động hơn hay sao? Cái chính là tôi sợ không kịp thời gian thôi, Tần Lạc nói. Vậy thì anh cứ đi thuê trước căn lầu nào đấy đi. Nếu như tiến độ nhanh thì có khi chưa đến 2 năm thì tòa lầu đã được dựng xong đâu đấy rồi. Tần Lạc nghe xong cũng cảm thấy rất có lý, nhưng hắn vẫn còn chần chừ do dự. Hơn nữa, khi anh mua đất xây lầu thì anh có thể mời người thiết kế đến thiết kế cho anh. Anh muốn tòa lầu nó như thế nào thì nó sẽ như thế đấy. Anh nhìn cái Tencent Building, tòa lầu đó trông vô cùng bắt mắt, ai nhìn cũng biết đây là tòa nhà Tencent, do vậy anh thiết kế ra sao mà người ngoài trông vào là biết đây là công ty của anh, như vậy có phải tuyệt vời không?
Thế anh có mảnh đất nào không? Tần Lạc lên tiếng hỏi. Tôi có một mảnh ở đường Huyền Vũ trong cái Yến Kinh này. Tôi vốn định làm một khu kinh doanh bán đồ phụ tùng ô tô ở đó, anh có thể đi thăm dò địa hình, nếu như anh thích thì anh lấy mà dùng trước. Ngô Hồng Sinh tỏ ra vô cùng sởi lời nói. Tần Lạc thậm chí còn không biết đường Huyền Vũ nó nằm ở vị trí nào nữa, nhưng lại không dám hỏi Vương Dưỡng Tâm mà chỉ nói, vậy thì tốt. Thế tôi đến đó xem địa hình ra sao trước đã, nếu như thích hợp thì tôi sẽ mua nó. Không vấn đề gì, Ngô Hồng Sinh cười nói, thật đúng lúc, hôm nay tôi có thời gian, tôi sẽ đưa anh đến đó xem. Nếu thầy Tần thấy vừa ý thì chúng ta có thể bàn luôn chuyện giấy tờ. Ba người sau đó ngồi xe đi ra đường Huyền Vũ, Ngô Hồng Sinh chỉ vào một mảnh đất trống trải được bao quanh bởi những tấm thép mỏng, nói, đó miếng đất mà tôi nói đó. Không được coi là nằm trong trung tâm thành phố, nhưng vị trí cũng khá đẹp. Tôi mới đầu định mở một khu bán đồ dùng ô tô vì mấy năm trở lại đây người mua ô tô ngày một gia tăng, nếu kinh doanh tu sửa ô tô thì cũng sẽ rất kiếm. Vậy tôi mua đất rồi thì anh làm ăn ra sao? Tần Lạc cười nói. Dưỡng Tâm sư phụ đã gọi điện nhờ đến tôi rồi thì tôi chắc chắn sẽ cố hết sức mình để giúp anh. Sinh mạng của tôi là do sư phụ cứu tôi. Một miếng đất thì đã là cái gì đâu. Cảm ơn anh, Tần Lạc nói. Cả ba đi một vòng xung quanh miếng đất trống. Tần Lạc nói, tôi thấy nơi này khá được, nhưng tôi không phải là chuyên gia về mấy chuyện này, phải nhờ mấy người bạn đến xem đã. Cái này là điều hiển nhiên. Ngô Hồng Sinh nói, đây là một chuyện lớn, dĩ nhiên là phải thận trọng rồi, anh có thể đến đây khảo sát bất cứ lúc nào anh muốn. Tần Lạc mới đầu đồng ý với Lâm Thanh Nguyên về ăn trưa, nhưng Ngô Hồng Sinh một mực đòi mời hắn đi ăn. Tần Lạc lại nghĩ người này đã ra tay giúp mình nhiệt tình như vậy nên không nỡ từ chối. Tần Lạc móc điện thoại ra gọi cho Lâm Thanh Nguyên nói là mình đi ăn với người khác, rồi sau đó lại gọi cho Lâm Hoán Khê bảo nàng tới ăn trưa cùng hắn, nhân tiện cũng nói chuyện luôn với Ngô Hồng Sinh. Vì nói cho cùng thì mua hay thuê, cũng đều do nàng quyết định hết. Tần Lạc tuy là hội trưởng công hội Trung Y, nhưng hắn chỉ quản lý về tầng vĩ mô của công hội thôi còn tầng vi mô cùng với cách vận hành của công hội ra sao thì đều do Lâm Hoán Khê quản hết. Chỉ một lúc sau Lâm Hoán Khê đã xuất hiện ở nhà ăn mà Tần Lạc nói với nàng rồi. Ngô Hồng Sinh vừa trông thấy Lâm Hoán Khê bước vào thì bất giác ngây ngẩn hết cả người, ngay cả mấy cô em thư ký riêng của ông ta cũng trở nên tầm thường trước vẻ đẹp của Lâm Hoán Khê. Ông ta không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của nàng. Được người khác khen ngợi vợ mình như vậy, Tần Lạc bất giác cũng cảm thấy rất hãnh diện. Hắn đứng dậy kéo Lâm Hoán Khê tới giới thiệu cho Ngô Hồng Sinh biết, đây là vợ chưa cưới của tôi. Lâm Hoán Khê, tôi muốn có một tòa nhà dành riêng cho cô ấy, chính vì vậy mà cụ thể công việc thế nào đều do cô ấy toàn quyền quyết định cả. Tần Lạc lại đem tình hình ra nói cho Lâm Hoán Khê nghe và giới thiệu Ngô Hồng Sinh cho Lâm Hoán Khê biết. Lâm Tiểu Thư. Rất vinh dự được làm quen với cô không những xinh đẹp lại còn tài giỏi nữa, thấy giáo Tần quả là có phúc lớn quá, dĩ nhiên, cái này các cụ ta gọi là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh mà. Ngô Hồng Sinh không hổ danh là một thương nhân, nói chuyện rất trôi chảy, được lòng người. Cảm ơn anh, Lâm Hoán Khê bắt tay ông ta một cái rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh Tần Lạc. Lâm Tiêu Thư, thầy giáo Tần nói rằng anh ấy mua tòa lầu này cho cô dùng. Vậy ý kiến của cô thế nào? Ngô Hồng Sinh nói xong liền ra ý cho thư ký của mình rót trà cho Lâm Hoán Khê. Tôi không có ý kiến gì cả. Lâm Hoán Khê nói, mua đất xây lầu cũng được, về sau thì tôi vẫn phải dùng nó. Tôi không thích chuyển đi chuyển lại. Ăn cơm xong anh sẽ đưa em ra đó xem, nếu em thích thì chúng ta sẽ mua luôn. Tần Lạc cười nói. Ăn cơm xong, mấy người lại ra khu đất trống kia dò xét địa hình. Lâm Hoán Khê xem xong không nói là muốn mua hay không muốn mua, nàng chỉ nói là muốn suy nghĩ một chút. Dưới nắng mặt trời, Tần Lạc sánh vai đứng cạnh Lâm Hoán Khê trên khu đất trống, bóng của hai người kéo dài dưới đất, rồi nhẹ nhàng xích lại gần nhau. Tần Lạc vô cùng tự tin nói, anh hứa với em thì chắc chắn là anh sẽ làm được, nếu như em muốn thì chúng ta sẽ đặt tên nó là Hoán Khê Building. Ê, PP Lâm Hoán Khê khẽ quay lại nhìn Tần Lạc nói. Sao vậy? Tần Lạc ngẩn người nói, anh không nghe hiểu tiếng Anh. Em biết, Lâm Hoán Khê nói. Câu nói này có nghĩa là, tình yêu không cần đến lời nói, hiệp định hay các điều kiện, nó chỉ cần đến hai người, một người đáng tin cậy và một người nguyện thấu hiểu người kia. Nàng muốn nói cho Tần Lạc nghe biết là nàng chính là người nguyện thấu hiểu người kia. Chỉ là nàng dùng cách biểu đạt khác mà thôi. Chương 659, Dĩ Dưỡng Trị Bệnh.
Khi một lần nữa quay về viện điều dưỡng 160, Tần Lạc có một cảm giác vô cùng khác lạ, trong viện lúc này có hai người bệnh mà hắn đang theo dõi, vì nói cho cùng hắn và nơi này có một cái duyên số gì đó cứ gắn chặt lấy nhau. Bất luận đó là Lăng Tiếu cứ nhắm mắt lì bì suốt ngày không tỉnh hay là Lôi Diệu Dương bị trọng thương, Tần Lạc đều khó có thể trốn tránh trách nhiệm phục hồi lại sức khỏe cho cả hai người. Lăng Tiếu thì là do quản tự mà hôn mê bất tỉnh, còn quản tự thì vì mình mà chết, thậm chí có thể nói rằng quản tự chết dưới bàn tay của mình. Tuy độc của Lăng Tiếu không phải do mình hạ độc, nhưng Tần Lạc đã hứa với mẹ của Lăng Tiếu và Ninh Toái Toái rằng hắn sẽ tìm ra thuốc giải cho bằng được, nhất định sẽ phải làm cho Lăng Tiếu hồi tỉnh lại. Còn với Lôi Diệu Dương, Tần Lạc cũng không có cảm tình gì lắm, hắn cũng không quan tâm lắm tới người này, lý do thứ nhất là vì ngày trước Vương Cửu Cửu không đã nói là không được để cho người này chết. Đúng vậy, Lôi Diệu Dương vẫn chưa chết, nhưng Tần Lạc cũng không hy vọng con cháu của anh ta chết hết. Còn một nguyên nhân nữa đó chính là Tần Lạc là một vị bác sĩ lương thiện, hắn thấy hoàn cảnh của Lôi Diệu Dương có phần thê thảm, tuy rằng hắn ta làm nhiều điều ác, nhưng không đến nỗi phải chịu thảm cảnh như hiện giờ. Dĩ nhiên, hai người này đều có quan hệ với Vương Cửu Cửu, đáng tiếc là Tần Lạc trước khi đến đây có gọi cho Vương Cửu Cửu nhưng gọi mãi mà vẫn không liên lạc được. Điều này làm cho Tần Lạc có đôi chút tiếc nuối, ngày trước Vương Cửu Cửu thường xuất hiện rất bất ngờ ở những nơi mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết cô ấy đi đâu rồi nữa. Tần Lạc thầm nghĩ, hắn không biết cái ý nghĩ này của hắn có ý nghĩa gì với quan hệ của hai người nữa. Tần Lạc đến phòng bệnh của Lôi Diệu Dương, Tôn Thiếu Phương cũng nhận được tin nên vội chạy đến đây, anh ta vô cùng niềm nở bắt lấy tay của Tần Lạc nói, Tần Thiếu gia, anh rốt cuộc cũng đã tới rồi, chúng tôi chờ anh lâu quá, khó khăn lắm mới tìm được số của Vương Tiểu Thư, nhưng gọi mãi mà không được, còn số của anh thì chúng tôi lại không biết nên không thể nào liên hệ được với anh. Anh cũng gọi cho Vương Cửu Cửu rồi sao? Tần Lạc hỏi, sau hôm chia tay vào buổi tối đi ăn thịt nướng gặp Natasha thì Tần Lạc đã không gặp lại Vương Cửu Cửu thêm lần nào nữa. Hắn mấy ngày hôm nay lại rất bận nên cũng không liên lạc với nàng. Lẽ nào nàng lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhưng rất nhanh Tần Lạc loại bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu, gia cảnh của Vương gia như thế nào mà Vương Cửu Cửu có thể xảy ra chu viện được cơ chứ? Hơn nữa, nếu như Vương Cửu Cửu đúng là xảy ra chuyện gì thì e rằng cả cái đất Yến Kinh này cũng đã náo loạn hết cả lên rồi. Tần Lạc biết Trương Nghi Y, mẹ của Vương Cửu Cửu không phải là người nhẫn nhục chịu đựng hay dễ dàng bị trêu chọc cả. Đúng vậy, anh cho chúng tôi bình thuốc đó bảo chúng tôi hằng ngày bôi cho Lôi Diệu Dương. Loại thuốc này quả nhiên thần kỳ, mới chỉ có mấy ngày thôi mà vết thương ở bên ngoài cũng đã lành đi khá nhiều rồi. Nhưng anh không có ở đây, chúng tôi lại không biết bước tiếp thế ô nên làm thế nào, nghĩ vậy nên chúng tôi liền gọi cho Vương Tiểu Thư để hỏi thăm tin tức của anh. Nhưng không ngờ gọi mãi mà vẫn không gọi được, tôi lại không dám gọi điện cho thủ trưởng để hỏi, nên chỉ biết chờ như vậy mà thôi. Tôn Thiếu Phương cố gắng giải thích. Cứ như anh ta sợ Tần Lạc hiểu nhầm anh ta có mưu đồ gì với Vương Cửu Cửu vậy. Bởi anh ta đã tận mắt chứng kiến người đàn ông đứng trước mặt anh ta đối xử với Vương Cửu Cửu ra sao. Vương Cửu Cửu luôn ngoan ngoãn khi bên cạnh hắn ta, lại có vẻ vô cùng thân mật, do vậy mà Tôn Thiếu Phương ăn nói mới cẩn thận như vậy. Dĩ nhiên, giả dụ như Vương Cửu Cửu đúng là có tình ý gì với bản thân mình, thì việc này cũng đáng để mạo hiểm. Phụ nữ thường hay mong ước lấy được đại gia. Lẽ nào đàn ông con trai lại không thế? Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý nghĩ ở tít sâu trong lòng của Tôn Thiếu Phương mà thôi, anh ta còn lâu mới dám thổ lộ ý nghĩ của mình ra cho Tần Lạc biết. Tần Lạc lúc này tạm thôi không nghĩ tới tung tích của Vương Cửu Cửu nữa, nói, ồ, tôi đến đây cùng là vì việc này đây, những vết thương ở bên ngoài đã lành hết rồi hả? Còn chỗ nào bị thối rữa không? Tôi đã đích thân đi kiểm tra hết rồi, những chỗ thối rữa bên ngoài bây giờ đã đóng vảy rồi. Còn cái ấy của anh ta thì cứ như là một con rắn con vậy, ha ha ha, đây cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến một việc kỳ quái như vậy. Không biết Tần Thiếu gia đưa cho chúng tôi là thuốc gì vậy? Nếu như không phải vì sợ làm ảnh hưởng tới quá trình chữa trị Lôi Diệu Dương thì tôi đã mang một ít về nghiên cứu rồi. Đó là bột kem Kim Dũng, Tần Lạc nói, các anh có phương thuốc chế tạo ra loại kem này chứ? Ồ, đó có phải là bột kem dành cho quân đội đó không? Tôn Thiếu Phương bỗng nhiên hiểu ra vấn đề nói, bột kem đó tôi đã dùng qua rồi. Tuy hiệu quả của nó rất tốt, nhưng tôi thấy nó không thần kỳ bằng cái bột này của anh. Tần Lạc cười giải thích, phối thuốc không giống nhau mà. Vì số lượng kén rất ít, không thể nào sản xuất hàng loạt được, do vậy nên phải dùng các vị thuốc khác để thay cho kén, vì thế nên hiệu lực cũng kém hơn một chút. Thì ra là như vậy,
Tôn Thiếu Phương nói, nhưng, Tần Thiếu gia sao lại có cái này vậy? Gạch dưới ý tôi muốn nói là loại kem kim dũng thuần khiết, tinh nhất này. T. Mấy lọ kem kim dũng cung cấp cho quân đội chính là do tôi cung cấp. Tần Lạc nói. Tôn Thiếu Phương nghe xong há hốc mồm kinh ngạc cười nói, thì ra là vậy, không ngờ trên người của Tần Thiếu gia cái gì cũng là đồ quý hiếm hết. Ngoài miệng nói vậy, nhưng Tôn Thiếu Phương lại thầm nghĩ bụng, chả trách mà quan hệ giữa anh và Vương Tiểu Thư lại khăng khít đến thế. Làm ăn với quân đội thì nhà họ Vương dĩ nhiên là cũng có phần rồi. Có quan hệ mật thiết với Vương gia thì kiếm tiền dễ như ăn cháo vậy, như vậy cũng đồng nghĩa với việc anh ta thu nhập mấy tỷ hay mấy chục tỷ cũng chẳng có gì là lạ cả. Khu quân đội Trung Quốc có bao nhiêu căn cứ địa, có bao nhiêu đạo quân, có bao nhiêu là lính, và cần đến bao nhiêu là dược cao đây? Lôi Diệu Dương lúc này cũng đã tỉnh, chỉ là sắc mặt không được tốt, khi Tần Lạc tiến gần tới thì anh ta đang nằm ngẩn ngơ suy nghĩ, nhưng không biết được là anh ta đang nghĩ cái gì nữa. Tần Lạc thấu hiểu tâm tình của anh ta lúc này, bất kỳ một người đàn ông nào khi biết được cái của quý của mình không còn hoạt động được nữa, thì đều có trạng thái như vậy cả. Diệu Dương, Tần Lạc lên tiếng. Lôi Diệu Dương nghe vậy liền ngẩng đầu ra nhìn Tần Lạc, rồi lại buông thõng một câu chua chát nói, cảm ơn. Anh ấy mấy ngày này đều không nói gì nữa rồi, Tôn Thiếu Phương giải thích nói. Không sao, cho anh ấy uống nhiều nước để đỡ bị khô cổ, Tần Lạc nói. Tần Lạc tiến tới gần bên người Lôi Diệu Dương cười nói, cảm ơn cái gì? Tôi phải cảm ơn anh mới đúng, làm anh thành thế này tôi áy náy vô cùng. Lôi Diệu Dương cười chua xót nói, những người thấp cổ bé họng thì có những cảm nhận riêng của người ta, bất luận ngày hôm đó tôi có lựa chọn thế nào đi nữa, hay là tôi đứng về phe nào cũng thế, những ngày tháng sau này của tôi vẫn vô cùng đau khổ và tàn khốc. Anh đừng nghĩ nhiều nữa, Tần Lạc nói, việc trước mắt là chữa trị cho anh khỏi bệnh. Tần Lạc không dám nói đến nhưng từ ngữ liên quan đến dương vật của Lôi Diệu Dương, nói cho cùng thì đụng chạm đến vấn đề này trong thời điểm này là vô cùng không nên. Tần Lạc là một bác sĩ, cùng là một người rất dễ xấu hổ, nên hắn khá là mẫn cảm với những vấn đề này. Còn có thể cứu chữa không? Lôi Diệu Dương lắc đầu nói, tôi đã thử rồi, không được. Khi bọn chúng thả tôi ra bọn chúng đã nói rằng tôi sẽ bị tu vệt hậu, đây chính là cái giá phải trả cho sự phản bội. Thực ra lúc còn ở trong tù tôi đã từ bỏ luôn rồi, tôi nghĩ là tôi chắc chắn sẽ phải chết cơ. Anh nghĩ là anh phải chết, nhưng anh bây giờ lại đang ngồi nói chuyện với tôi đấy thôi. Những việc anh nghĩ khó xảy ra lắm, có khi tôi lại chữa được cho anh thì sao? Vẫn còn hy vọng ư? Ánh mắt của Lôi Diệu Dương sáng lên hy vọng, đây chỉ là hy vọng chứ không phải là vui mừng. Có lẽ anh ta vẫn chưa tin lời nói của Tần Lạc. Dĩ nhiên là còn hy vọng rồi. Tôn Thiếu Phương đứng cạnh đó lên tiếng giải thích, anh có biết khi anh mới vào đây thương tích anh ra sao không? Tôn Thiếu Phương nói xong liền cầm đến một tập tài liệu, rút trong đó ra mấy bức ảnh nói, anh tự xem đi. Lôi Diệu Dương nhận lấy bức ảnh đưa lên xem, nhưng rất nhanh anh ta đã vứt nó đi như bị trúng tà, sau đó ôm lấy bộ hạ của mình, có cảm giác như nơi đó của anh ta vẫn đau đớn vô cùng. Tôn Thiếu Phương nhặt tấm ảnh đó lên nói, cái này không vứt đi được đâu. Vương Tiểu Thư bảo tôi giữ lại, bảo là sau này báo thù cho anh còn dùng đến nó, nhưng khi anh đem nó ra so sánh thì anh đã hiểu được vấn đề rồi phải không? Tốc độ hồi phục của anh làm chúng tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Xin hãy giúp tôi, Lôi Diệu Dương kéo lấy tay của Tần Lạc nói. Tôi cũng vì thế mà mới đến đây với anh mà Tần Lạc nói, anh nằm xuống rồi cởi quần ra. Lôi Diệu Dương lúc này không còn để ý tới việc ngại ngùng hay mất đi lòng tự tôn của một người đàn ông nữa. Anh ta nghe theo lời của Tần Lạc, không hề do dự nằm xuống, tụt luôn quần ra. Trên thế giới này không có thứ gì quan trọng hơn sức khỏe cả. Tần Lạc nhận lấy cái bao tay dùng một lần của Tôn Thiếu Phương rồi kiểm tra vô cùng tỉ mỉ, anh có cảm thấy gì không? Tôi chẳng có cảm giác gì cả. Lôi Diệu Dương nói, cứ như là tôi chưa bao giờ từng có nó ở trên đời này vậy. Tần Lạc nghe vậy gật gật đầu nói, cái này cũng là lẽ thường. Khi đó tôi cứ tưởng là không cứu nổi nữa rồi. Nhưng sau khi dùng kim châm kích thích thì phát hiện ra nó vẫn chưa thực sự bị đứt hẳn. Bây giờ việc cần làm là phải tiếp giáp rồi thông ống cho anh. Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Tôn Thiếu Phương đứng cạnh đó hỏi. Anh ta cũng đeo găng tay tiệt trùng giống như Tần Lạc. Anh giúp tôi thông ống. Tần Lạc nói. Tại sao lại thông ống trước mà không phải là tiếp giáp trước? Tôn Thiếu Phương không hiểu hỏi. Lớp mô của anh ấy vẫn chưa bị cắt rời. Điều này chứng tỏ rằng vết thương bên trong chưa đủ để làm nó chết hẳn. Kinh mạch vẫn còn thì vẫn có thể tiếp giáp được,
chúng ta bây giờ phải thông kinh mạch trước, cho nó vận hành lại được như trước. Nếu mà như vậy thì phải kích thích những mô cơ của nó, duy trì tuần hoàn máu, tinh trùng, khí, cứ làm như vậy thì các bộ phận kinh lạc bị tổn thương cũng sẽ tự động hồi phục lại. Cái này trong trung y gọi là dĩ dưỡng trị bệnh, nghĩa là dựa vào điều dưỡng để chữa bệnh. Tôn Thiếu Phương nghe xong gật đầu nói, đúng vậy, trung y quả là lợi hại thật. Mỗi một loại bệnh đều có rất nhiều liệu pháp để chữa trị, còn Tây y của chúng tôi thì lại quá lạm dụng vào thuốc, nếu như không có thuốc thì có lẽ không thể nào chữa trị nổi. Tôn Thiếu Phương biết Tần Lạc là một bác sĩ trung y nổi tiếng, do vậy mà cứ vô tình hữu ý khen ngợi trung y, vì anh ta biết chẳng có ai lại từ chối người khác khen ngợi lĩnh vực mà mình cảm thấy đắc ý nhất cả. Mỗi thứ có một điểm riêng khác nhau. Tần Lạc nói, cái mà Đông Tây y cần phải làm bây giờ đó là bù đắp sự thiếu hụt của mình. Tôi hiểu rồi, Tôn Thiếu Phương nói, tôi sẽ đem câu nói này của anh truyền đạt cho các đồng nghiệp khác nghe. Tần Lạc cũng không quan tâm là Tôn Thiếu Phương nói thật hay là giả nữa, hắn không hề tin tưởng có thể trao trách nhiệm giải cứu trung y cho bất kỳ ai khác cả. Đưa tôi cái hộp ngân châm, Tần Lạc nói. Chương 660, thiếu nữ rơi xuống nước. Trong có viết, tứ chi như nước, sợ hàn lạnh, y sĩ lúc này phải vận thiêu sơn hỏa, người bệnh mới có cơ hội được cứu chữa. Toàn thân người bệnh bị hỏa nóng, thì dùng thêm lương tâm pháp khí độc sẽ tự tiêu tan. Tần Lạc sử dụng mũi châm đầu tiên là thiêu sơn hỏa trong, bởi vì hắn cần khí để vận chuyển khí huyết, như vậy mới làm cho cậu nhỏ của Lôi Diệu Dương ngóc đầu lên được. Tần Lạc châm mũi châm đầu tiên vào huyệt chữ tinh trên bụng của Lôi Diệu Dương. Lôi Diệu Dương chỉ cảm thấy toàn thân hơi tê lên một cái, sau đó cảm nhận thấy có một luồng khí nóng đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể. Sao mà nóng vậy? Lôi Diệu Dương hỏi. Đây là châm khí, không phải lo đâu, Tần Lạc giải thích. Lôi Diệu Dương không nói thêm câu nào nữa, vì khi nghe Tần Lạc nói là cậu nhỏ của mình vẫn còn hy vọng chữa trị, nên Lôi Diệu Dương vốn đang tuyệt vọng bỗng chốc tràn trề hy vọng. Đừng nói là bị châm mấy châm, mà cho dù bị đâm mấy đao, anh ta cũng vui lòng tiếp nhận. Khí lực của cây ngân châm cầm ở huyệt chữ tinh càng lúc càng nhiều, không thể nào phân tán được, điều này làm cho Tần Lạc khó hiểu vô cùng. Khi trước hắn châm vào thăm dò thì thấy chỗ đó vẫn còn một cơ hội sống cơ mà. Lẽ nào mấy ngày nay không tới cái sức sống đó đã mất rồi hay sao? Tần Lạc lúc nạp mới cầm thấy lo lắng, nếu như vì hắn mà làm lỡ mất thời cơ chữa bệnh thì có lẽ hắn sẽ ân hận suốt đời mất. Đây là trách nhiệm của một người bác sĩ, vì bác sĩ là người quyết định sự sống còn của bệnh nhân, chẳng ai có thể biết được, có thể chỉ vì một vấn đề nhỏ nào đó thôi cũng đủ khiến cho người bệnh hoặc là chết, hoặc là mang tật suốt đời. Chính vì vậy mà một bác sĩ chân chính trong lúc chữa trị phải vô cùng thận trọng. Đây cũng là lý do tại sao mà trong xã hội hiện nay người nhà bệnh nhân tặng phong bì cho bác sĩ, nếu bác sĩ không nhận thì người nhà bệnh nhân có lẽ sẽ đứng ngồi không yên suốt cả ngày. Ai dám đem tính mạng của mình hoặc của người thân ra để mà đùa cợt chứ? Bọn họ đưa phong bì cho bác sĩ không phải vì muốn cầm tạ người ta, mà là vì muốn yên tâm hơn mà thôi. Tần Lạc lúc này đứng trước hai sự lựa chọn. Một là rút kim ra, lại một lần nữa tìm đến Hu Việt vì còn sống để châm tiếp, nhưng nếu mà như vậy thì bao nhiêu công sức ngày trước của hắn coi như đổ sông đổ biển hết. Còn một sự lựa chọn nữa đó là tiếp tục châm, rồi tìm ra chỗ bế tắc đả thông nó ra để thông kinh mạch. Tần Lạc trần trừ một lúc rồi quyết định lựa chọn quyết định thứ hai. Hắn gia tăng thêm sức vào cây châm, để nó tích tụ khí thuần dương tại huyệt chữ tinh càng lúc càng nhiều, thậm chí ngay chỗ Tần Lạc châm cứu, đã có một cục thịt nổi phồng lên, rất nhanh nó đã biến thành màu đỏ, cứ như vết muỗi cắn vậy. Đây là những khí nóng gặp nhau rồi phát sinh tương tác, nếu như huyệt vị cứ bị tắc nghẽn, thì sẽ làm cho da người bệnh bị bỏng. Đây chính là cái bá đạo của Thái Ất Thần Châm. Nếu như không phải bị thương nặng thì không nên sử dụng nó, chính vì vậy mà Tần Lạc thường dùng ngũ long châm pháp của thầy Vương tu thân của hắn. 3 phút đã qua đi, cục thịt nổi lên kia càng lúc càng to, càng lúc càng đỏ, đến cả Tôn Thiếu Phương cũng nhận ra được Tần Lạc đang gặp vấn đề, vội nói, Tần Thiếu gia, hay là chúng ta nghi tay một chút. Tần Lạc vẫn im lặng không nói gì, hắn quyết không chịu thua, cứ cầm đầu cầm cổ truyền lực của mình vào. Đột nhiên gương mặt căng thẳng của hắn bỗng nhiên giãn ra. Rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn đã cảm giác được có một luồng khí trong kinh mạch đã được lưu thông, tuy là tốc độ truyền khí của nó khá chậm, nhưng đây chính là hy vọng của Tần Lạc. Tìm được chỗ đột phá, Tần Lạc cẩn thận điều phối khí đi theo lỗ huyệt nhỏ hẹp kia. Lỗ huyệt nhận khí càng lúc càng nhiều, trương lên càng lúc càng to, khí thuần dương tại huyệt chữ tinh càng lúc càng ít dần đi. Cuối cùng cục thịt đỏ nổi lên kia dần xẹp xuống,
màu da chỗ đó dần dần thâm lại, cuối cùng biến thành một màu hồng nhạt, sau đó hồi phục lại màu da như trạng thái bình thường. Trung y là thần kỳ như vậy đấy, nó và có cái gì đó rất giống nhau, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Mới đầu là một đạo khí lưu trong kinh mạch được đả thông, sau đó là đạo thứ hai, rồi đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm đồng thời cùng một lúc được đả thông huyết gạch dưới càng lúc càng có nhiều kinh mạch được thông suốt, Tần Lạc cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thân hình hắn như một thùng chứa, không ngừng truyền tinh khí của mình vào để giúp cậu nhỏ của Lôi Diệu Dương được sống lại. Những luồng kinh mạch này được đả thông rồi thì cũng đồng nghĩa với việc căn bệnh cũng đang hồi phục. Cái châm này của Tần Lạc kéo dài liền mười mấy phút, cho đến khi hắn không tìm được các luồng kinh mạch khác rồi mới chịu rút châm về. Khi hắn rút châm về rồi thì mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo hắn mặc cũng nhơm nhớp dính chặt vào người hắn, nhưng chân tay hắn vẫn vô cùng vững vàng, không hề có dấu hiệu run rẩy gì cả. Tình trạng sức khỏe của hắn càng lúc càng tốt, thời gian châm cứu càng lúc càng lâu, nhớ lại ngày trước mỗi lần châm cứu xong hắn đều hoa mắt chóng mặt, đứng còn không vững nữa. Nghĩ tới đấy, hắn đột nhiên nhớ tới người phụ nữ mà hắn vô cùng tin tưởng, người đã trao cho hắn một tính mạng thứ hai. Tô tử, lâu lắm không gặp rồi. Tần thiếu gia, anh không sao chứ? Tôn Thiếu Phương bảo y tá cầm khăn lên lau mồ hôi cho Tần Lạc, nhưng khi cô nàng y tá xinh đẹp kia định đưa tay lên lau cho hắn, thì bị Tần Lạc giơ tay ngăn lại, hắn tự cầm lấy khăn lau cho mình, rồi trả lại cho cô y tá, hắn cũng không quên nói cảm ơn người ta. Tôi thấy tình hình tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều, Tần Lạc nói, bây giờ việc cần làm là dùng các phương thức trị liệu hỗ trợ cùng với ăn uống dinh dưỡng, nếu như tiện thì đưa anh ấy đi hoạt động một chút, cái này rất có lợi cho sự khôi phục sức khỏe của anh ấy. Tôi sẽ 3 ngày tới thăm một lần, tiếp tục châm cứu đả thông kinh mạch. Công việc khó nhất thì anh cũng đã làm xong rồi, còn những việc đơn giản này mà chúng tôi còn không làm nổi thì còn mặt mũi nào nói mình là bác sĩ nữa chứ. Tôn Thiếu Phương cười nói, anh ta dùng hết mọi cách để có được mối quan hệ tốt với Tần Lạc, chỉ là Tần Lạc có chấp nhận hay không mà thôi. Tần thiếu gia, vẫn còn chữa được không? Lôi Diệu Dương kéo quần lên hỏi Tần Lạc. Tôi đã nói rồi còn gì nữa? Tình hình còn tốt hơn cả tôi dự kiến nữa cơ mà. Tần Lạc nói chắc như đinh đóng cột, hắn phải công nhận cậu nhỏ của Lôi Diệu Dương đúng là rất kiên cường, bị hành hạ như vậy rồi mà vẫn còn có khả năng khôi phục lại bản lĩnh của người đàn ông. Tôi hiểu rồi, chỉ là do tôi không dám tin vào điều đó mà thôi. Lôi Diệu Dương khó khăn lắm mới nở được nụ cười vui vẻ nói, nếu như chữa được, tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Tần Lạc khoát khoát tay nói, làm trâu làm ngựa thì khỏi đi. Tôi có tài xế rồi không cần trâu ngựa đâu, chờ anh khỏi rồi thì quay về Dương Thành mà tĩnh dưỡng một thời gian. Lôi Diệu Dương nghe xong tắt hẳn nụ cười nói, anh muốn đuổi tôi đi sao? Tần Lạc cười nói, anh yên tâm, anh vẫn còn cơ hội quay lại đây. Tôi tin anh, Lôi Diệu Dương nói, nhưng ở Dương Thành thì tôi không rành lắm. Anh rất an toàn, Tần Lạc nói, nơi đó là địa bàn của tôi. Tần Lạc nói câu nói này có chút gì đó rất kiêu ngạo. Tự phụ pha lẫn một chút ngông cuồng bá đạo, không sợ trời cao đất dày là gì, nhưng Lôi Diệu Dương lại hiểu rằng nơi đó đúng là rất an toàn. Đến cả Tôn Thiếu Phương cũng cảm nhận được sự tự tin trong câu nói của Tần Lạc, điều này làm cho anh ta hiểu được bên ngoài bộ dạng thư sinh của Tần Lạc, hắn còn có một tính cách khá là dữ dội. Cảm ơn anh, Lôi Diệu Dương cảm kích nói. Sau khi dặn dò y tá những việc cần lưu ý khi chăm sóc cho Lôi Diệu Dương xong, Tần Lạc và Tôn Thiếu Phương liền rời khỏi phòng bệnh. Sao Vương Tiểu Thư không đến đây cùng anh vậy? Tôn Thiếu Phương hỏi. Cô ấy có một việc vô cùng quan trọng để giải quyết. Tần Lạc nói, tuy là hắn không biết Phương Cửu Cửu hiện giờ ở đâu, đang làm gì, nhưng nếu hắn trả lời thẳng quá, thì lại tỏ ra quan hệ giữa hắn và Vương Cửu Cửu chẳng có gì sâu đậm cả. Tần Lạc tự biết, dựa vào mối quan hệ giữa hắn và Vương Cửu Cửu, thì hắn rất được lòng của nhiều người trong quân đội, bất kỳ ai gặp hắn cũng tỏ ra vô cùng kính trọng hắn. Bây giờ anh định làm gì? Nếu như trưa nay anh không làm gì thì đến chỗ tôi ngồi chơi một chút được không? Tôi sẽ xuống bếp làm cho anh vài món, rồi chúng ta uống với nhau vài chén. Tôi nấu ăn khá là ngon đấy. Tôn Thiếu Phương mời Tần Lạc với giọng chân thành. Tần Lạc biết tại sao Tôn Thiếu Phương lại kính trọng mình như vậy, nhưng hắn vẫn rất vui khi thấy đối phương đối xử với mình như thế. Nói cho cùng thì chẳng có ai muốn có thêm một kẻ thù hơn là có thêm một người bạn cả. Xin lỗi anh, Tần Lạc nói. Hôm nay tôi phải đi thăm một người bạn khác, người đó cũng đang nằm trong viện điều dưỡng này. Ồ, tôi nghe qua rồi, Tôn Thiếu Phương nói, để tôi đi cùng anh nhé. Không cần đâu,
Cô ấy bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, khi nào cần thì tôi sẽ gọi anh tới. Tần Lạc nói. Như thế cũng được, Tôn Thiếu Phương nói, khi nào anh rảnh rỗi chúng ta gặp nhau làm mấy chén nhé. Tôi tuy học Tây Y, nhưng vẫn muốn học mấy chiêu của anh nữa. Không thành vấn đề, Tần Lạc đáp lại vô cùng sởi lời. Tần Lạc đi xuống dưới lầu, xuyên qua rặng cây, đang chuẩn bị vào trong phòng bệnh của Lăng Thiếu thì gặp một người quen ở đây. Đó là một người con gái dáng vẻ thanh tú, da trắng như ngọc, mặc một chiếc váy cách điệu, đi đôi giày hàng hiệu trông rất hợp thôi trang, trên đầu nàng có đeo một con chuồn chuồn màu ánh kim, khi gặp gió thổi đôi cánh của con chuồn chuồn lại vẫy lên hạ xuống, trông như thật vậy. Nàng ngồi trên chiếc ghế ở gần hồ, trên tay cầm mỗi y cái kẹp vẽ, nàng đang tập trung tinh thần vẽ, kể cả khi Tần Lạc đến cạnh bên nàng, nàng cũng không phát hiện ra sự xuất hiện của hắn. Nửa tiếng trôi qua, nhưng bức hình trên tranh vẽ lúc này cũng đã hoàn thành được phân nửa, nàng đặt bút xuống vươn vai, vặn eo. Cánh tay nàng giơ ra chẳng may chạm vào thân hình của Tần Lạc, theo phản xạ tự nhiên nàng kêu lên một tiếng thất thanh chồm về phía trước. Tùm! Nàng rơi luôn xuống dưới hồ, chỉ còn mỗi Tần Lạc đứng trơ trọi ở đó, hắn không hiểu nổi tại sao nàng lại trốn chạy như gặp phải thằng lưu manh muốn hãm hiếp nàng không bằng ấy. Tần Lạc đưa tay lên mũi thầm nghĩ, lẽ nào mình lại đáng sợ như vậy ư? Nhưng khi hắn để ý thấy cô gái kia tay chân đập liên tiếp trên mặt nước, sau đó càng đập càng cách xa bờ, lúc này Tần Lạc mới ý thức được rằng nàng không biết bơi. Tần Lạc đang định cởi áo khoác ngoài ra nhảy xuống, nhưng thấy nàng càng lúc càng chìm dần, thì hắn không cần cởi áo ra nữa mà nhảy bổ luôn xuống hồ. Chương 661, ướt át một cách quyến rũ.